chương 51, có ai ăn hiếp người khác như cậu không? Chật, chỉ dựa vào anh mà muốn làm tôi thua à? Đúng là nằm mơ, Tú khinh thường nói, nhưng mà anh cũng không biết xấu hổ thật đó, lại còn dám làm sư tổ của tôi, không lẽ anh còn định làm sư phụ của sư phụ tôi sao? Lâm Thanh Diện cười nói, nếu như tôi nói, thật ra là do tôi dạy sư phụ của cô chơi cờ vây, từ mặt nào đó mà nói thì tôi cũng coi như là sư phụ của ông ấy, cô có tin không? tin con khỉ khô, Tú khẳng định nói, chỉ dựa vào anh mà còn muốn làm sư phụ của sư phụ tôi, tôi thấy anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho đến bây giờ, Tú vẫn cho rằng Lâm Thanh Diện là một tên vô dụng, cô thật sự tin rằng từ tài đồng ý khám bệnh giúp là bởi vì ông có quan hệ họ hàng với Lâm Thanh Diện. Vậy nếu anh thua tôi thì phải nhận tôi làm sư phụ, sau này cũng phải nghe theo lệnh của tôi, Tú nói. Audio điện tử võ tấn bền. Quyết định vậy đi. Lâm Thanh Diện lập tức đồng ý. Tú nở nụ cười lạnh, nhìn Lâm Thanh Diện như nhìn một con môi, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ sợ thi cờ vây với ai cả. Bây giờ cô đã có trình độ cực kỳ cao rồi, cho dù là sư phụ của cô, có đôi khi muốn thắng cô cũng phải vắt óc, càng đừng nói đến tên vô dụng Lâm Thanh Diện này. Nhưng mà cô cũng không biết rằng, lời Lâm Thanh Diện nói với cô cũng không phải là nói khoác lác, cách chơi cờ vây của từ tài đúng thật là do Lâm Thanh Diện dạy hai người nhanh chóng bắt đầu, Lý Huỳnh Thái đứng ở bên cạnh nhìn, không dám phát ra chút tiếng động nào cả. Ngay lúc mới bắt đầu, Tú còn rất khí thể, đánh cờ rất nhanh, cảm thấy cho dù Lâm Thanh Diện có biết chơi cờ thì cùng lắm cũng chỉ đến trình độ nghiệp sư mà thôi. Nhưng mà trong quá trình chơi cờ, Tú đột nhiên phát hiện, những điểm Lâm Thanh Diện bố trí lúc đầu cô từng xem thường, đến bây giờ lại chính nó làm cô cảm giác phải cố gắng hết sức, bắt đầu vò đầu bứt tai. Những nước cờ tiếp theo, Tú đều phải nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nửa ngày trời, muốn suy đoán ra chút ít ý tưởng gì đó từ trong ánh mắt của anh. Nhưng mà Lâm Thanh Diện từ đầu đến đuôi vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như nước, làm người ta không đoán ra được. Lâm Thanh Diện cẩn thận từng bước, cả bàn cờ đều là chiến trường của anh, ngay từ lúc đặt viên cờ đầu tiên xuống, cả chiến trường đã nằm trong sự khống chế của anh rồi. Năng lực tính nhầm của anh cực kỳ mạnh mẽ, đánh xong một nước cờ, đã tính ra được tình hình của 100 nước cờ tiếp theo. Hơn nữa người đánh cờ cùng anh lại là cô gái tú này. Nếu anh muốn thắng ván cờ này, có thể nói là không hề tốn chút sức nào cả. Sự đặc ý lúc đầu của tú bây giờ đã hoàn toàn biến mất, đến những nước cờ phía sau đều phải suy nghĩ suốt nửa ngày trời. Hơn nữa chờ đến khi cô vất vả suy nghĩ ra được một nước cờ hay, ngay sau đó, Lâm Thanh Diện đã chặn kín đường lui của cô, làm cho những nước cờ đã được cô tính toán trước bị chặn sạch sẽ nếu không phải không muốn bị tên vô dụng lâm thanh diện khinh bỉ dựa theo tính tình lúc chơi cờ của tú và từ tài sợ là đã sớm đòi cho chơi lại lý huỳnh thái không biết chơi cờ vây nhưng mà nhìn vẻ mặt thay đổi của hai người cũng có thể đoán ra được tiết tấu của bàn cờ này rốt cuộc là do ai khống chế nhìn thấy tú gần như sắp phát điên lý huỳnh thái càng thêm bội phục nghĩ thâm lâm thanh diện đúng là toàn tài dưới dáng vẻ bình tĩnh kia không biết còn đang che giấu bao nhiêu kỹ năng mà anh ta không thể tưởng tượng được Lâm Thanh Diện nhìn một quân cờ cuối cùng được hạ xuống, nhìn Tú lạnh nhạt nói, cô thua. Tú không phục nhìn chằm chằm bàn cờ, muốn nhìn thử xem còn có cách nào để cứu chữa hay không, nhưng mà làm cô tuyệt vọng là, lấy trí thông minh của cô vậy mà lại không tìm ra được bất cứ biện pháp nào để phá chiêu của Lâm Thanh Diện cả. Cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó u hoán liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nghĩ thâm người này chắc chắn là ăn may, đánh bậy đánh bạ mới thắng được cô mà thôi bây giờ có phải nên thực hiện cá cược nhận tôi làm sư tổ không? Lâm Thanh Diện cười nói. Tú mặt mày không tình nguyện, cô đương nhiên không muốn nhận một tên vô dụng như Lâm Thanh Diện làm sư tổ. Bây giờ từ tài đã xử lý xong cánh tay cho chân tài anh, đi lại chỗ của Lâm Thanh Diện. Tú thấy từ tài lại đây, ánh mắt sáng lên, giống như nhìn thấy cứu tỉnh, lập tức đứng dậy, sư phụ, thầy mau giúp con dạy dỗ cái tên kiêu ngạo này đi, anh ta còn muốn làm sư tổ của con kia, đây rõ ràng là định chiếm lợi của thầy đó. Nói xong, cô lại nhìn Lâm Thanh Diện nói, anh muốn tôi nhận anh làm sư tổ cũng được thôi, nhưng anh nhất định phải đánh bại sư phụ tôi, chỉ có như vậy mới hợp tình hợp lý, nếu không tôi cũng không cần thiết phải nhận anh làm sư tổ. Lâm Thanh Diện quay sáng nhìn Từ Tài cười nói, cũng đúng, ông Từ, ông đánh với tôi ván tiếp theo đi. Từ Tài lập tức trừng mắt, chơi cờ với Lâm Thanh Diện vậy chẳng khác gì tự tìm ngược sao, năm đó ông tự nhận mình có chỉ số thông minh siêu cao, sau khi học được một vài thứ từ chỗ lâm thanh diện rồi đã cảm thấy có thể đánh bại anh. Kết quả hai người đánh với nhau 100 ván cờ, trong đó ông thua 99 ván, còn ván cuối cùng ông lấy cớ đau bụng, chơi được nửa ván rồi không dám chơi tiếp nữa. Bây giờ cái con bé tú này lại bắt ông chơi cờ cùng Lâm Thanh Diện, còn có các cược, đây rõ ràng là bẫy ông mà. Lúc trước Lâm Thanh Diện vẫn luôn nói là sư phụ của Từ Tài về mặt cờ vây, Từ Tài không chịu thừa nhận, bây giờ thì hay rồi, nếu bây giờ ông chơi với Lâm Thanh Diện, sau khi bị thua, Lâm Thanh Diện lập tức trở thành sư phụ chính thức của ông luôn. Từ Tài bất đắc dĩ thở dài, cũng không có cách nào với đệ tử của mình, nhằm mắt môi xuống đối diện Lâm Thanh Diện. Tu thấy Từ Tài muốn ra tay, trong lòng lập tức dâng lên hy vọng, vô cùng đắc ý nhìn Lâm Thanh Diện nói, lúc trước sư phụ tôi từng đánh ngang tay với lâm trung tiên một trong bốn đại thánh cờ nổi tiếng ở hồng thành anh chỉ có thể đánh thắng tôi thôi trước mặt sư phụ tôi thì chẳng là cái gì cả vậy sao tôi cũng muốn nhìn thử xem thực lực đánh cờ ngang ngửa thánh cờ của ông rốt cuộc là cao đến cỡ nào lâm thanh diện buôn cười nhìn từ tài từ tài mặt đầy xấu hổ hận không thể lấp miệng tú lại lâm trung tiên thì tính là gì người ngôi trước mặt mới là đại sư thật sự đó con bắt thây chơi cờ với người này đúng thật là định chơi chết thây mà nhưng mà thân làm sư phụ của tú từ tài cũng không thể nói thêm gì nữa chỉ đành xanh mặt bắt đầu chơi cờ với lâm thanh diện trần tài anh cũng đã đến đứng cạnh lý huỳnh thái bắt đầu xem cờ lúc trước anh cũng đã từng nghiên cứu cờ vây tự nhận là có thể xem hiểu một chút nhưng mà sau khi anh nhìn thấy lâm thanh diện và từ tài chơi cờ rồi trong lòng không hiểu sao rất kinh sợ đây là ván cờ cao cấp chỉ có đại sư cấp quốc gia mới tạo ra được đó. Cách chơi cờ của hai người, Trần tài anh phải xem một lúc lâu mới lấy lại tinh thân, mà lúc này, hai người cũng đã đi được mười mấy nước cờ rồi. Trần tài anh ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, nghĩ thầm, cái tên này rốt cuộc là quái thai gì thế này, đây thật sự là Lâm Thanh Diện bị mọi người coi là tên vô dụng sao. Hơn nửa tiếng sau, từ tài cao mày, đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng không nhịn được nữa, tức giận nói, không chơi nữa, có ai ăn hiếp người khác như cậu không, không cho người ta chút đường sống nào cả, sau này nếu tôi còn chơi cờ với cậu nữa thì tên tôi viết ngược. Trường 52, cậu ta giống một tên vô dụng không? Lý Huỳnh Thái và chân Tài Anh nhìn từ tài tức muốn hộp máu, đều có hơi kinh ngạc, nhưng mà bọn họ đều rất rõ, đây là vì từ tài chơi không lại người ta, thẹn quá hóa giận. Lâm Thanh Diện có thể ép vị thần y nổi tiếng xa gần thành như thế này, trên đời này nhất định không tìm được người thứ hai. Tú trợn mắt há miệng nhìn từ tài, cô còn đang chờ từ tài báo thù giúp cô kìa, ai ngờ mới được nửa tiếng, từ tài lại chủ động nhận thua rồi. Người này, thật sự giỏi đến vậy sao? Bây giờ, sư phụ của cô cũng thua tôi rồi, có phải nên thực hiện cá cược rồi không? Lâm Thanh Diện cười nói. Tú không chút tình nguyện nhìn Lâm Thanh Diện, lại quay sang nhìn từ tài bằng ánh mắt câu cứu, sư phụ. Từ tài trừng mắt nhìn Tú, nói, đã đánh cực thì phải chịu thua, phải làm như thế nào thì làm như thế đấy đừng có kêu thầy tu biết hôm nay sợ là không trốn được chuyện nhận lâm thanh diện làm sư tổ rồi dạ sư phụ tú xoay người nhìn lâm thanh diện một lúc lâu sau mới cúi người chào nói xin chào sư sư tổ lâm thanh diện rất hưởng thụ xưng hô này cười nói được nếu cô đã thành đồ tôn của tôi vậy sau này nhất định phải tuân thủ nghiêm túc mệnh lệnh của tôi từ giờ trở đi cô nhất định phải làm thục nữ lúc nói chuyện với tôi phải dịu dàng lễ phép có nghe không tú lập tức sướng sờ sau đó nắm chặt tay lại tên khốn nạn này là đang nói cô không giống thục nữ không dịu dàng sao cô hận không thể lao lên cắn lâm thanh diện vài cái nhưng mà bây giờ lâm thanh diện là sư tổ của cô lệnh của sư tổ cô phải nghe theo vâng sư tổ tú nghiến răng nghiến lợi nói lý huỳnh thái và trần tài anh rất muốn cười nhưng mà nghĩ đến mặt mũi của Tú, chỉ có thể chịu đựng. Lâm Thanh Diện đứng dậy, nhìn Từ Tài cười nói, "Lần này cảm ơn ông, lát nữa tôi chỉ ông vài tuyệt chiêu, bảo đảm làm ông đánh thắng cái tên Lâm Trung Thiên kia." Sắc mặt của Từ Tài cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà ông vẫn rất chờ mong tuyệt chiêu của Lâm Thanh Diện, dù sao thì ông cũng rất muốn thắng Lâm Trung Thiên. "Vậy cậu cũng đừng có nuốt lời đó, nếu không sau này đến chỗ tôi khám bệnh" Tôi sẽ bỏ thêm vài thứ vào trong thuốc, Từ Tài tức giận nói. Trần Tài Anh đứng ở bên cạnh lập tức run lên, da gà trên người nhịn không được nổi lên từng mảng. Tiên ba người Lâm Thanh Diện đi rồi, Từ Tài mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay sang nhìn Tú, nói, sau này mặc kệ con trọc ai cũng đừng chọc vào Lâm Thanh Diện, có nghe không? Tú mặt mày khó hiểu hỏi, sư phụ, không phải người ta nói Lâm Thanh Diện là tên vô dụng nhất hồng thành này hay sao? vì sao không thể trêu chọc anh ta chứ vô dụng đó chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngoài khiêm tốn của cậu ta mà thôi lúc nãy con đánh cờ với cậu ta có thấy cậu ta giống một tên vô dụng không từ tài híp mắt hỏi tú lập tức gật đầu sau đó giống như đã hiểu ra cái gì trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ chỉ tiếc tên nhóc này đã kết hôn rồi nếu không gả con cho cậu ta thật ra cũng là một lựa chọn không tệ từ tài đột nhiên thay đổi giọng điệu lấm bẩm Sư phụ, Tú lập tức chừng mắt nhìn từ tài. Từ tài cười ha ha, vuốt dâu quay về phòng. Trước cửa hội sở vui chơi giải trí Starry. Trần Tài Anh vô cùng cảm khái nhìn cảnh tượng trước mắt, tuy rằng mới đến hồng Thành mấy năm, anh cũng đã quen thuộc nơi này. Nhưng mà bây giờ nhìn lại cái thành phố này, lại khác rất xa với những gì nhìn thấy trước kia. Sau này, Trần Tài Anh tôi cũng coi như là cam dễ ở chỗ này, không hy vọng được thăng chức nhanh, chỉ hy vọng báo đáp được ân cứu mạng của Lâm Thanh Diện anh thôi, ánh mắt Trần Tài Anh vô cùng kiên định nói. Lâm Thanh Diện cười, tôi tìm anh đến cũng không phải vì để anh báo ân, tôi muốn anh nắm chắc thế giới ngầm của Hồng Thành trong tay. Trần Tài Anh nghiêm túc gật đầu nói, anh yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ làm được giúp anh. Lý Huỳnh Thái đứng bên cạnh võ vai Trần Tài Anh, cười nói, hai người chúng ta cùng nhau cố lên, tuy rằng bây giờ ở mặt ngoài Hồng Thành chỉ còn lại một mình Long Phi, nhưng mà những thế lực khó giải quyết vẫn có không ít muốn khống chế thế giới ngầm của hồng thành đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa có anh và lâm thanh diện chuyện này chắc là cũng không khó trần tài anh nói lý huỳnh thái và lâm thanh diện nhìn nhau đều nở nụ cười chuyện này anh nghĩ nhiều rồi nhiệm vụ chủ yếu của anh diện bây giờ là làm người đàn ông nội trợ anh ấy không giúp anh được đâu lý huỳnh thái nói trần tài anh mặt mày ngơ ngác hỏi, vậy không phải còn có anh sao? Tôi, từ hôm nay trở đi, tôi chỉ phụ trách việc đánh nhau, những chuyện khác tôi mặc kệ, trước khi anh đến, tôi là bị anh diện ép làm mấy chuyện này, bây giờ anh đã đến rồi, những việc này giao lại cho anh, Lý Huỳnh Thái cười nói. Trần Tài Anh đột nhiên có cảm giác lên nhầm thuyền giặc, Lý Huỳnh Thái này dù sao cũng coi như một trong ba thiên vương ở Hùng Thành, sao tự nhiên lại có cảm giác không đáng tin đến vậy chứ? Anh Diện, hôm nay là ngày vui, ở lại uống chút rượu đi, Lý Huỳnh Thái nhìn Lâm Thanh Diện nói. Hai người uống đi, tôi không uống đâu, tôi phải về nhà đi chợ nấu cơm nữa, Lâm Thanh Diện cười trả lời. Chân tài anh lại trừng mắt, nghĩ thâm một người như Lâm Thanh Diện vậy mà lại cam tâm đi làm một người đàn ông nội trợ. Nhưng mà nghĩ lại, vợ của Lâm Thanh Diện đẹp như thế, nếu đổi lại là anh, chắc anh cũng đồng ý đi làm người đàn ông nội trợ. Nghĩ như vậy, một ít chuyện cũng đột nhiên hiện lên trong lòng, Chân tài anh lắc đầu, ép bản thân không được nghĩ về những chuyện đó nữa. Trên đường về, Lâm Thanh Diện đi vào chợ, sau khi mua xong đồ ăn rồi mới về thẳng nhà. Mới vừa bước vào cửa, Tống Huyền Khanh ngồi trên ghế sofa lập tức khó chịu nói, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cậu còn biết đường về à? Cả nhà chúng tôi đang chờ cậu về nấu cơm đói. Còn đi làm ngay đây, Lâm Thanh Diện cũng không cãi lại, xách đồ ăn vào thẳng phòng bếp buổi tối lúc đi ngủ, Hứa Bích Hoài lại mặt dày bảo Lâm Thanh Diện massage cho cô lần nữa, mà chỗ tốt Lâm Thanh Diện có thể hưởng được là có thể ngủ cùng một giường với Hứa Bích Hoài. Hai hôm sau, đã đến ngày họp lớp của Hứa Bích Hoài. Hôm nay sau khi Hứa Bích Hoài đi làm về, chọn ra một bộ quần áo mình thích, lại trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp. Sau khi cô trang điểm xong, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện nói: Sao anh cứ đứng đờ ra đây làm gì? Nhanh chóng đi sửa soạn đi nếu không lát nữa sẽ đến muộn mất. Thật sự muốn anh đi cùng em sao? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật, nếu anh còn dề già nữa thì em sẽ không dẫn anh theo thật đó, hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện vô cùng vui vẻ, lập tức đi sửa soạn lại một chút. Trong mắt Lâm Thanh Diện, hứa Bích Hoài chịu dẫn anh đi gặp bạn học, chính là một loại khẳng định. Tuy rằng hôm đó Lục Thiên Điệp từng nói, nếu Hứa Bích Hoài muốn dẫn Lâm Thanh Diện đi cùng chắc chắn sẽ bị các bạn học chê cười, nhưng mà Hứa Bích Hoài cũng không vì chuyện này mà không dẫn Lâm Thanh Diện theo. Nếu Hứa Bích Hoài đã bắt đầu đối mặt với Lâm Thanh Diện, vậy cuộc họp lớp ngày hôm nay, anh nhất định phải làm cho Hứa Bích Hoài nở mày nở mặt một chút. Mấy chuyện và mặt thế này, Lâm Thanh Diện làm tốt hơn người ta nhiều. Chương 53, họp lớp. Hai người cùng nhau ra ngoài, lúc này Lục Thiên Điệp gọi điện thoại đến. Bích Hoài, bây giờ bọn tớ đang ở ngoài cửa của khách sạn quốc tế Thiên Thành đây, cậu đến nhanh đi. Được, tớ biết rồi, đến ngay, hứa Bích Hoài cúp máy, nhanh chóng gọi một chiếc xe. Khách sạn quốc tế Thiên Thành là một khách sạn 5 sao ở Hồng Thành, ở đây cũng coi như một nơi tiêu phí xa xỉ ở Hồng Thành. Muốn đến nơi này ăn cơm, chỉ riêng có tiền thôi là chưa đủ, còn phải có thân phận và địa vị nữa. Đối tượng khách sạn này nhắm đến là những bữa tiệc của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, những người thường khi tổ chức liên hoan sẽ không suy nghĩ đến nơi này. Triệu Tam Linh lựa chọn tổ chức họp lớp ở nơi này là vì muốn khoe khoang thân phận của anh, giả ngầu, còn có một nguyên nhân khác là tập đoàn Thiên Dương là cổ đông lớn của khách sạn quốc tế Thiên Thành. Thân là giám đốc của công ty con thuộc tập đoàn Thiên Dương, Triệu Tam Linh muốn lấy được cơ hội đến khách sạn quốc tế Thiên Dương ăn cơm cũng dễ dàng hơn nhưng mà cho dù là thế anh ta cũng gặp rất nhiều khó khăn mới lấy được một phòng bao lâm thanh diện lúc trước từng nghe hướng vấn tiên nhắc đến khách sạn quốc tế thiên thành này rồi anh mua cổ phần của khách sạn này đương nhiên là vì muốn mở rộng mối quan hệ giao tiếp chỉ cần người đến nơi này ăn cơm thì đều có những mối quan hệ giá trị khá lớn hướng vấn tiên rất giỏi chuyện làm ăn đương nhiên hiểu rõ tâm quan trọng của việc quen biết nửa tiếng sau lâm thanh diện và hứa bích hoài đã đến cửa của khách sạn quốc tế thiên thành vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một đám người đang đứng đằng xa. Lục Thiên Điệp và Triệu Tam Linh lập tức bước lại đón, Lục Thiên Điệp thấy Lâm Thanh Diện cũng đến cùng, lập tức nói thầm, đúng là không biết xấu hổ, họp lớp của Bích Hoài cũng dám muối mặt tới đây, không thấy mất mặt à. Sau khi Triệu Tam Linh nhìn thấy Lâm Thanh Diện cũng mặt mày âm châm, chuyện xảy ra ở chỗ từ tài anh vẫn còn nhớ như in trong đầu, nếu Lâm Thanh Diện dám nói chuyện anh bị thận hư trước mặt nhiều bạn học thế này, chỉ sợ anh sẽ lập tức bùng nổ hừ anh đến cũng tốt hôm nay tôi sẽ để cho anh mở mang kiến thức nhìn thấy tiên của của tôi cũng để anh biết khó mà lui nhường bích hoài cho tôi triệu tam linh nói thâm trong lòng tới rồi thì vào ăn cùng chắc là anh chưa từng đến chỗ này ăn bao giờ đâu triệu tam linh cười nói những người bạn học của hứa bích hoài đứng ở đằng xa thấy cô dẫn lâm thanh diện theo cũng bắt đầu bàn tán xôn xao cái anh chàng kia là chồng của hứa bích hoài hả Nghe nói tên là Lâm Thanh Diện, là tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành, sao cô ấy lại dẫn một tên vô dụng như vậy đến đây chứ? Cái kia là tên vô dụng nhất Hồng Thành đó hả? Quả nhiên người cũng như tên, loại người như anh ta làm sao có thể xứng đôi với Hứa Bích Hoài được chứ, đúng là đáng tiếc thật. Nghe nói Hứa Bích Hoài gả cho anh ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nói không chừng Hứa Bích Hoài dẫn theo anh ta đến đây là để cho anh ta tự mình hiểu rằng anh ta hoàn toàn không xứng với cô ấy để anh ta ngoan ngoãn tự biến đi đó. Cũng có thể, mấy cậu nghe chưa, lớp trưởng vẫn còn nhớ thương hứa Bích Hoài kia, lần này tổ chức họp lớp cũng là vì hứa Bích Hoài. Cái tên vô dụng lâm thanh diện kia, nếu đem ra so sánh với lớp trưởng, nói là cặn bà cũng không xứng. Triệu Tam Linh dẫn mọi người đi đến, mấy người bạn học kia lập tức không nói năng gì nữa, nhưng mà ánh mắt khi nhìn về Lâm Thanh Diện đều mang theo ý khinh thường. Người đã đến đủ rồi, chúng ta đi vào thôi, Triệu Tam Linh nói. Mọi người đi theo Triệu Tam Linh bước vào trong khách sạn quốc tế Thiên Thành, tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Chỗ này bình thường bọn họ làm sao có thể bước vào được chứ, lần này có thể vào cũng chỉ là giữa hơi của Triệu Tam Linh, mới đến được một lần. Lớp trường giỏi thật, không ngờ còn có thể dẫn chúng ta đến chỗ này ăn cơm, tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đến đây ăn cơm đó. Đúng đó, bây giờ lớp trưởng là giám đốc của công ty con thuộc tập đoàn Thiên Dương, một năm kiếm được vài tỷ đó, đến chỗ này ăn cơm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chật chật, lớp trưởng giỏi như thế mà vẫn còn độc thân, lại nhìn sang cái tên vô dụng nào đó, đúng là không biết để mặt mũi ở đâu luôn. Triệu Tam Linh mặt mày đắc ý, còn quay đầu quăng cho Lâm Thanh Diện một ánh mắt khinh bỉ, giống như đang khoe khoang sự mạnh mẽ của anh. Lâm Thanh Diện hoàn toàn làm lơ Triệu Tam Linh, nói đơn giản ra thì anh không cảm thấy một người bị thận hư có thể mạnh mẽ được bao nhiêu. Hứa Bích Hoài cũng tò mò nhìn xung quanh, nhìn thấy kiến trúc nguy nga lộng lẫy thế này, đây cũng là lần đầu tiên cô đến. Lâm Thanh Diện thấy hứa Bích Hoài cũng có hứng thú với chỗ này, cho nên nói, nếu như em thích thì sau này ngày nào anh cũng có thể dẫn em đến đây ăn cơm. Hứa Bích Hoài trợn to hai mắt, ngày nào cũng ăn cơm ở đây thì phải có nhiều tiền đến cỡ nào chứ nhưng mà đối với người có thể mua được, trái tim thân Venus, như Lâm Thanh Diện mà nói, chắc là cũng chẳng tính là gì. Anh cũng đừng đứng đây nói khoác, anh có biết lớp trưởng vì muốn đặt một phòng bao ở nơi này đã gặp phải bao nhiêu khó khăn không? Anh tưởng chỗ này là quán cơm dưới nhà của anh, muốn vào thì vào à? Hơn nữa anh là một tên bám váy, lấy cái gì mà mời Bích Hoài đến đây ăn cơm, Lục Thiên Điệp không hề khách khí nói thẳng. Triệu Tam Linh cũng cười lạnh, nghĩ thâm cái tên nhà quê Lâm Thanh Diện này, ngay cả giả ngầu cũng không biết cách giả mấy bạn học khác cũng rối rít cười nhạo lâm thanh diện lâm thanh diện bĩu môi không nói gì cả người có địa vị cao từ trước đến giờ đều khinh thường việc giải thích với những con kiến dưới đất đi vào trong khách sạn quốc tế thiên thành lập tức có người chạy ra đón bọn họ người phục vụ kia nhìn triệu tam linh đang dẫn đầu hỏi quý khách xin hỏi anh có đặt trước không triệu tam linh gật đầu nói dẫn chúng tôi đến phòng bao phượng minh cát người phục vụ nghe được tên phòng bao thì sắc mặt hơi thay đổi nói quý khách xin lỗi phượng minh các đã bị người ta đặt trước chỗ chúng tôi còn có một phòng bao bình thường anh xem cái gì triệu tam linh lập tức hô to mấy hôm trước tôi đã đặt trước phượng minh các rồi sao bên các cậu lại cho người khác đặt trước nữa là thế này chỗ chúng tôi có một vị hội viên thẻ vàng quen ăn cơm ở phượng minh các cấp bậc ưu tiên của người đó cao hơn của anh khách hàng đó đang ở đảng kia người phục vụ giải thích Triệu Tam Linh sắc mặt lập tức xanh lè, anh biết muốn làm một tấm thẻ vàng ở khách sạn quốc tế Thiên Thành, mỗi một năm phải nạp phí ít nhất là 3 tỷ, anh không có nhiều tiền như thế. Lúc nãy anh còn cảm thấy mình vô cùng nổi bật trước đám bạn học cũ, không ngờ lại gặp phải chuyện xấu hổ nhanh như vậy. Anh nhìn thoáng qua bên đó, phát hiện bên kia là một người đàn ông có cơ thể to lớn, mặc đồ vest mắc tiên, vừa thấy là biết ngay tổng giám đốc của tập đoàn nào đó, anh chỉ là giám đốc của một công ty con, chắc chắn không so nổi với người ta rồi. Ngay lúc Triệu Tam Linh đang dối rằm suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, Lâm Thanh Diện đã đi sang một bên, cầm di động ra, gọi qua cho hướng vấn thiên. Bây giờ tôi đã ở khách sạn quốc tế Thiên Thành, muốn sử dụng căn phòng bao phượng minh các, những mà có người cướp của chúng tôi, anh xử lý giúp tôi. Không thành vấn đề, hướng vấn thiên trả lời. Mọi người, nếu không, chúng ta qua phòng bao bình thường dùng cơm tạm được không? Triệu Tam Linh có hơi xấu hổ mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Thanh Diện lại bước lên một bước, mở miệng nói, nếu đã đặt phòng Phượng Minh Các thì cứ đến Phượng Minh Các đi, vì sao phải sang phòng bao bình thường. chương 54, bị anh nói chúng rồi. Triệu Tam Linh lập tức dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu nhìn Lâm Thanh Diện, nói, lúc nãy anh không nghe thấy à. Phượng Minh Các đã bị vị hội viên thẻ vàng kia đặt trước rồi. Mặc kệ là hội viên gì, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ." Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Triệu Tam Linh cạn lời, nghĩ thầm anh tưởng chỗ này là tiệm cơm dưới nhà anh à, còn chú ý đến thứ tự trước sai, người ta làm thẻ vàng thì sẽ có quyền ưu tiên sử dụng phòng bao. Thấy Lâm Thanh Diện vào ngay lúc này lại dám nói mấy lời như thế, Triệu Tam Linh càng càng thấy Lâm Thanh Diện đúng là một tên nhà quê. Anh bị điên à, bây giờ nhảy ra thể hiện làm gì, người ta là hội viên thẻ vàng, anh thì là cái gì? rõ ràng là một tên vô dụng sao cứ có lắm yêu câu thế lục thiên điệp cũng khinh thường nói không sao chúng ta đến phòng bao bình thường cũng được ăn ở đâu cũng là ăn thôi đúng đó cần gì mà phải cố chấp chuyện này hơn nữa anh cũng không chịu xem thử bản thân anh như thế nào có thể so được với hội viên thẻ vàng sao đi phòng bao bình thường đi không ngờ chồng của hứa bích hoài không chỉ là một tên vô dụng lại còn thích kiếm chuyện thế này mọi người bàn tán xôn xao Triệu Tam Linh cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, đào mắt rồi nói với anh, nếu như anh nhất định muốn đi Phượng Minh Các thì anh tự đi nói với người ta đi, bảo người ta nhường Phượng Minh Các cho chúng ta. Lớp trưởng, anh đừng có đùa, nếu như anh ta có thể đòi lại Phương Minh Các về, thì mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây, à không đúng, mọc từ hướng Nam, Lục Thiên Điệp nói. Mọi người cười ha ha, tên Lâm Thanh Diện này đúng là không biết điều thật mà, nếu không nhờ lớp trường thì anh ta có thể bước vào nơi cao cấp thế này sao bây giờ còn bày đặt đòi hỏi mấy người càng vô dụng thì càng hay đòi hỏi nhiều phục thật hứa bích hoài cũng có hơi xấu hổ cô túm tay lâm thanh diện nói đừng làm lớn chuyện nữa phòng bao bình thường cũng được rồi tôi không có làm lớn chuyện chỉ là chúng ta thật sự có thể đi phượng minh các lâm thanh diện nói nếu như anh muốn đi như thế thì anh tự đi nói với người ta đi anh nhìn thử coi người ta có chịu để ý đến anh không triệu tam linh cười lạnh không cần tôi đi nói ông ta sẽ tự nhường phượng minh các cho chúng ta lâm thanh diện nói mọi người lại nhìn lâm thanh diện bằng ánh mắt như nhìn một người ngu ngốc lần nữa đúng là ngu không thể nói chuyện cùng được lại dám nói người ta sẽ tự nhường phượng minh các ra anh tưởng anh là ông chủ của khách sạn quốc tế thiên thành à đúng là buồn cười thời đại này người càng vô dụng thì lại càng thích ra vẻ ta đây à hay là nói loại người này đã không còn biết nhục nữa rồi nhìn vẻ mặt của tên vô dụng kia đi cứ như anh ta là ông trời vậy cũng không biết tên ngu ngốc này làm sao có thể cưới được một cô gái xinh đẹp như hứa bích hoài nữa tôi thấy lớp trường xứng đôi với hứa bích hoài hơn nhiều triệu tam linh nghe mọi người đều đứng về phía anh mang lâm thanh diện thành một người ngu ngốc trong lòng vô cùng vui vẻ nghĩ thâm lâm thanh diện càng ngu thì cơ hội của anh sẽ càng lớn Lâm Thanh Diện cũng không để ý những người này mà lại nhìn về phía hội viên thẻ vàng kia. Lúc này một người phục vụ chạy đến trước mặt người đó nói gì đó, người nọ quay đầu qua nhìn về hướng đám người Lâm Thanh Diện rồi gật đầu. Sau đó, người phục vụ nói chuyện với ông ta chạy sang bên này, mặt mày công tính nói, vị khách kia đã đồng ý nhường phương minh các cho các vị, chúc mọi người dùng bữa ngon miệng. Tất cả mọi người, kể cả hứa bích hoài đều trợn tròn mắt, không ngờ lại bị Lâm Thanh Diện nói chúng, vị khách hội viên thẻ vàng kia lại thật sự đồng ý nhường phượng minh các cho bọn họ hứa bích hoài quay sang nhìn lâm thanh diện trong lòng càng cảm thấy hứng thú hơn đối với sự thần bí của lâm thanh diện cô vừa rồi có thấy lâm thanh diện đi gọi điện thoại trong lòng rất rõ người ta đồng ý nhường phượng minh các ra chắc chắn là bởi vì cuộc điện thoại lúc nãy của lâm thanh diện nếu không lâm thanh diện cũng sẽ không cứng đầu đến như thế triệu tam linh cùng lục thiên điệp cũng không thể tin nổi liếc nhìn lâm thanh diện trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Vậy mà lại, lại bị tên đó đoán trúng rồi, trong lòng triệu tam linh hoàng sợ hết hồn. mà ơi, sao anh ta biết được người ta sẽ nhường phượng minh các cho chúng ta chứ, không lẽ? Lục thiên điệp nheo mắt lại. Đệt, lâm thanh diện làm sao biết được người ta sẽ nhường phượng minh các ra? Không lẽ người nọ là nề mặt lâm thanh diện nên mới làm thế? Có người kinh ngạc hô lên. Sao có thể chứ, Lâm Thanh Diện làm gì có mặt mũi lớn đến thế. Tôi thấy chỉ là trùng hợp mà thôi. Không sai, chắc chắn là trùng hợp, cái tên này chỉ biết nhắm mắt giả ngô bừa, ai ngờ người ta lại thật sự nhường cho anh ta. Cái tên vô dụng này may mắn thật đấy, mẹ nó, tôi còn tưởng anh ta có năng lực lớn đến cỡ nào nữa chứ. Trong lòng Triệu Tam Linh và Lục Thiên Điệp cũng chắc chắn là Lâm Thanh Diện ăn may, vừa khéo gặp được chưa tuyệt đối không có khả năng Lâm Thanh Diện dựa vào bản thân đòi lại được Phượng Minh Các. Dù sao thì anh vẫn luôn ở cùng với bọn họ, lúc anh gọi điện thoại cũng chỉ có mình hứa Bích Hoài chú ý đến. Chắc là người ta có việc đột xuất, không ăn ở đây nữa, chúng ta lại có thể đến Phượng Minh Các ăn, nếu vậy thì chúng ta đi sang đó đi." Triệu Tam Linh cười nói, hoàn toàn không nhắc đến lời nói lúc trước của Lâm Thanh Diện. Mặc kệ vì sao người ta đột nhiên nhường lại Phượng Minh Các, chuyện này chắc chắn cũng không có liên quan gì đến lâm thanh diện cả anh chỉ là một tên vô dụng thích ăn nói khoác lác mà thôi tất cả mọi người ở đây chưa hứa bích hoài ra thì ai cũng đều suy nghĩ như thế cả đám đi qua chỗ phượng minh các hứa bích hoài đi bên cạnh lâm thanh diện hỏi là vì anh gọi cuộc điện thoại đó sao lâm thanh diện cười gật đầu bọn họ thật quá đáng sao anh không nói thẳng ra hứa bích hoài hỏi người khổng lồ sẽ không bao giờ vì con kiến kêu gào mà đi thể hiện thực lực của mình cả, Lâm Thanh Diện trả lời. Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy Lâm Thanh Diện không ngờ có khí chất của một thi nhân, cũng nở nụ cười. Người phục vụ dẫn mọi người vào phượng minh các, cả đám lập tức bị cách trang trí ở bên trong làm cho kinh ngạc. Chẳng trách vị hội viên thẻ vàng kia vẫn luôn muốn đến phượng minh các để ăn cơm, ăn cơm ở nơi này, cho dù chỉ ăn bánh bao không thì mùi vị cũng sẽ ngon hơn gấp mấy lần. Trong lúc mọi người kinh ngạc cảm thán vì sự rộng lớn của Phượng Minh Các thì chỉ có một mình Lâm Thanh Diện không hề dao động. Mấy người phụ nữ khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy là vì Lâm Thanh Diện không biết nhìn hàng, không biết được chỗ này tốt xấu như thế nào cho nên mới không có tí phản ứng gì. Mọi người ngồi vào bàn, mặt mày vui vẻ xì xào bàn tán về cách trang trí ở nơi này, có thể đến nơi này ăn một bữa cơm, đổi với bọn họ mà nói quả thật là quá xa xỉ mà bọn họ có thể đến nơi này ăn cơm, đương nhiên là phải cảm ơn lớp trưởng Triệu Tam Linh. Mọi người ngồi xuống được một lúc thì có người mở cửa phòng bao bước vào, người bước vào đúng là vị hội viên thẻ vàng đã nhường Phượng Minh các lúc nãy, trong tay còn cầm theo ly rượu. Chương 55, đồng hồ anh ta là đồ đi ăn trộm mọi người đều yên tĩnh, quay đầu nhìn về phía hội viên vị íp đó. Cái ghế này của họ là do người ta nhường, cho nên sau khi nhìn thấy hội viên vịp đi vào thì có chút chột dạ. Giả nếu như người ta phát hiện và yêu cầu muốn dùng cái ghế này, dựa vào cấp bậc yếu tố hội viên VIP của người ta, dù cho là triệu tam linh đã đặt trước chiếc ghế này, thì người ta cũng có quyền ưu tiên sử dụng. Triệu tam linh nhìn người vừa di vào, trong lòng có chút lo sợ, vội vàng đứng. Dậy, hội viện VIP quét mắt qua một vòng, trước đó nhân viên phục vụ đã nói với anh ta rằng những người ở bên trong có một người là bạn của chủ tập tập đoàn Thiên Dương, anh ta biết đại cổ đông của khách sạn quốc tế thiên thành chính là tập đoàn thiên dương cho nên lập tức nhường ghế của mình anh ta bây giờ tới là muốn xin lỗi dù sao thì lúc đó anh ta cũng xem như là trên ngang nếu như vì cái này mà đắc tội với người của tập đoàn thiên dương thì đối với anh ta mà nói là tổn thất lớn vì không biết ai là người của tập đoàn thiên dương người này trực tiếp nới với tất cả mọi người các vị trước đó là tôi không đúng chiếc ghế này đã được mọi người đặt trước rồi nhưng tôi lại muốn chen ngang, hy vọng mọi người đừng để ý. Mọi người đều đơ người, không ngờ hội viên VIP này lại đặc biệt xin lỗi họ. Trước đây tôi không biết mọi người là của tập đoàn Thiên Dương, cho nên đã thất lễ. Hôm nay tôi xin tự phạt mình một ly để thể hiện thành ý. Công ty của tôi và tập đoàn Thiên Dương có một vài dự án hợp tác, hy vọng sau này các vị giúp đỡ, tôi cạn trước đây. Hội viên VIP nọ nói xong, trực tiếp uống cạn ly rượu trong tay mọi người tiếp tục di tôi không làm việc nữa ăn uống ngon miệng sau khi uống rượu xong người đó liền rời di thuận tiện đóng cửa lại mọi người lúc này mới phản ứng lại người ta là nề mặt tập đoàn thiên dương mới nhường phượng minh các cho họ mà trong những người ở đây họ đều biết rằng chỉ có triệu tam linh có quan hệ với tập đoàn thiên dương cho nên mọi người đều cảm thấy người này vì nhắm vào triệu tam linh mới khách khí như thế cả đám người quay đầu nhìn về phía triệu tam linh, trên mặt lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Lớp trường, cậu thật sự lợi hại, hội viên VIP ở đây lại nề mặt cậu, thật sự là vô cùng có mặt mũi rồi. Đúng vậy, lớp trường tuổi còn trẻ đã làm giám đốc chỉ nhánh của tập đoàn. Thiên Dương, người ta là cảm thấy lớp trường tiền đồ rộng mở, nên mới tới nịnh nọt đó. Lớp trường thật tuyệt, một số phế vật nào đó so với cậu ấy, thật sự là sách xếp không kịp một vài bạn học nữ đã bắt đầu có ý với Triệu Tam Linh, đáng tiếc họ đều biết mục tiêu của Triệu Tam Linh là hứa Bích Hoài, cho nên có chút tiếc nuối. Lục Thiên Điệp cũng không ngờ rằng người ta cho mình mặt mũi là vì Triệu Tam Linh, khiến cô cũng có chút muốn theo đuổi Triệu Tam Linh. Nhưng nghĩ tới Bạch Mã hoàng tử của mình, cô liền không có chút hứng thú nào với Triệu Tam Linh nữa rồi. Triệu Tam Linh quả thực không tồi, nhưng so với Bạch Mã hoàng tử của cô thì còn kém nhiều lắm. Trong lòng Lục Thiên Điệp thầm nghĩ, Triệu Tam Linh gương mặt cứng ngắc, hoàn toàn không ngờ người đó sẽ vì bản thân anh ta cho nên mới nhường ghế cho họ. Nhưng người đó sao lại biết anh ta là người của tập đoàn Thiên Dương? Anh ta cũng chưa từng gặp người đó. Nhưng người ta nói lý do là vì tập đoàn Thiên Dương nên mới tới xin lỗi, ở đây chắc là cũng chỉ có anh ta là người của tập đoàn Thiên Dương, cũng không thể vì Lâm Thanh Diện. Nghĩ tới điều này, trên mặt Triệu Tam Linh lộ ra dáng vẻ đắc ý không nghĩ tới điểm kỳ lạ ở đó nữa, chỉ cảm thấy bây giờ họ có thể vào trong đây hoàn toàn là nhờ công lao của anh ta. Lúc trước còn có người cho rằng là Lâm Thanh Diện giành được căn phòng này, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không có khả năng này. Triệu Tam Linh nhìn về phía Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài, ánh mắt lộ ra sự châm biến, giống như là đang chứng minh với hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện không địch được với anh ta. Nhưng anh ta không hề biết, hứa Bích Hoài đã sớm nhận định, người đó là vì lâm thanh diện mà tới tuy rằng cô không rõ tại sao lâm thanh diện lại có quan hệ với tập đoàn thiên dương nhưng cũng không làm cô hoài nghi việc lâm thanh diện không có năng lực này dù sao thì ban đầu đến cả chủ của biệt thự thiên vân mà lâm thanh diện cũng có thể kết thân cho đến tận bây giờ hứa bích hoài vẫn không hay biết chủ của biệt thự thiên vân chính là lâm thanh diện sau khi mọi người khen ngợi triệu tam linh cũng không thảo luận chuyện này nữa mà tới chuyện gọi món Triệu Tam Linh nhìn thực đơn, các món ở đây tuy rằng rất đắt, nhưng vẫn trong phạm vi có thể trụ được của anh ta, cùng lắm thì ăn xong một bữa, tháng sau tiết kiệm một chút. Lúc mà Triệu Tam Linh đang gọi món, mấy cô gái ở chỗ Hứa Bích Hoài bắt đầu ôn lại chuyện cũ, mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cô gái ngồi ở bên cạnh Hứa Bích Hoài nắm lấy tay cô, nói chuyện thời học đại Tam Linh thấy mọi người đều nhìn về phía Đồng Hồ Lâm Thanh diện tặng Hứa Bích Hoài, lập tức cảm thấy không thoải mái anh ta cũng biết chiếc đồng hồ đó là hàng thật. sao có thể lâm thanh diện sao lại mua được chiếc đồng hồ đắt thế được? đây chắc là hàng nhái thôi. lục thiên điệp có chút kinh ngạc nói. không thể nào công nghệ của vancheron constantin không dễ nhái như vậy. hơn nữa dây đồng hồ chỉ có xưởng nguyên bản của vancheron constantin mới có. đây chắc chắn là hàng thật. cô gái đó khẳng định. tất cả mọi người đều nhìn về phía lâm thanh diện. không ngờ anh lại tặng hứa bích hoài đồng hồ đắt như vậy. Hứa Bích Hoài cũng có chút kinh ngạc, hôm đó Lâm Thanh Diện còn nói với cô chiếc đồng hồ này không đắt, chỉ hơn 125.000 thôi, Lâm Thanh Diện cảm thấy không đắt. Lâm Thanh Diện, bình thường đều là Bích Hoài nuôi anh, anh lấy tiền đầu ra mà mua chiếc đồng hồ đắt như vậy. Triệu Tam Linh đột nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, sao cậu có thể mua chiếc đồng hồ đắt như vậy, chắc không phải là làm chuyện phạm pháp gì chứ. Đây chắc chắn không phải cậu ta mua, nói không chừng là trộm của người khác, không ngờ lâm thanh diện là loại người như vậy trời ơi lâm thanh diện lại còn trộm đồng hồ mau xem xem tôi có mất thứ gì không mọi người lập tức bắt đầu nghi ngờ lâm thanh diện triệu tam linh hỏi một câu như vậy cũng là vì khiến mọi người nghi ngờ bản thân anh ta cũng cảm thấy chiếc đồng hồ này là lâm thanh diện trộm về lâm thanh diện sao anh lại không nói gì không phải thật sự là anh trộm đồng hồ đó chứ triệu tam linh lại hỏi một câu Lâm Thanh Diện không nói câu gì, không ngờ Triệu Tam Linh lại kiếm chuyện như vậy. Nhưng anh lại không sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Đồng hồ này là từ tôi ua, xin đừng vu khống cho người khác. Lâm Thanh Diện mở lời. Vậy cậu chứng minh một chút, lẽ nào cậu nói thì chúng tôi liền tin sao? Nói đúng lắm, sao cậu chứng minh được đây là do cậu mua, tôi thấy là do cậu trộm về, còn ở đó mà rào biển. Hoài, cậu tránh xa người này ra chút, anh ta đã trộm đồ, người này sớm muộn cũng làm chuyện hại cậu. Lâm Thanh Diện không còn cách nào, nhìn đám người lại nhảy không ngừng, liền lấy hai tấm giấy từng trong người ra, để lên bàn. Đây là hóa đơn của đồng hồ, không tin mấy người tự xem gì. Audio điện tử võ tấn bền. chương 56, em chia đôi với anh. Cả đám người lập tức yên lặng, hai chữ, hóa đơn, khiến cả đám người với dáng vẻ hung dữ như muốn ăn thịt người khác đều được áp xuống. Ngày hôm đó hướng vấn Thiên cho người đem đồng hồ của Lâm Thanh Diện, tiện đưa cả hóa đơn qua, Lâm Thanh Diện sau khi lấy thì cho luôn vào trong người, quên không để ở nhà. Không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng, Lục Thiên Điệp nhìn hóa đơn trước mặt Lâm Thanh Diện, trong lòng vẫn hơi nghỉ ngờ, liền lấy ra xem. Đám con gái biết Van Cheren Constantine cũng tụ lại xem, sau đó kinh ngạc trợn mắt lên nói, hóa đơn này là thật. Tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy đây là chuyện họ không chấp nhận nổi. Đồng hồ này thật sự là do cậu ta mua. Không phải nói rằng Lâm Thanh Diện ăn bám phụ nữ sao, sao cậu ta có nhiều tiền như vậy? Wow, đồng hồ 1 tỷ 140, cả đời này chắc tôi cũng không nhận được món quà quý giá như thế. Dù cho nghi ngờ thế nào, thì hóa đơn là thật, những người này cũng chẳng có lý do để nghi ngờ chiếc đồng hồ này là Lâm Thanh Diện trộm về. Triệu Tam Linh tưởng rằng việc này sẽ khiến Lâm Thanh Diện thân bại danh liệt, khiến hứa Bích Hoài ý thức được Lâm Thanh Diện chỉ là một tên đều giả thích trộm vặt. Ai ngờ Lâm Thanh Diện lại đem hóa đơn theo, mọi người không cảm thấy Lâm Thanh Diện nhân phẩm có vấn đề gì, chỉ cảm thấy anh có tiền. Triệu Tam Linh tức tới mức nắm chặt tay lại, trong lòng thầm nghĩ, thật là cạn lời, ra đường còn cầm hóa đơn theo, lẽ nào muốn tùy lúc khoe khoang bất cứ lúc nào sao? Thật sự là đồ nhà quê. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện lấy hóa đơn ra thanh minh cho bản thân, cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tin Lâm Thanh Diện sẽ không làm mấy chuyện như trộm đồ, nhưng muốn mấy người kia im miệng thì phải lấy ra bằng chứng có hiệu lực, cũng may Lâm Thanh Diện đem theo hóa đơn. Lục Thiên Điệp vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Diện mua đồng hồ ở sạp hàng lề đường, không ngờ lại là chiếc đồng hồ 1 tỷ 140 của Van Charen Constantin, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng theo thành kiến từ trước đến nay của Lâm Thanh Diện, cô không thể thừa nhận lâm thanh diện có năng lực mua được chiếc đồng hồ đắt như vậy bạch mã hoàng tử của cô mới có năng lực này hừ có hóa đơn thì sao chỗ tiền này không phải là quỹ đen anh giấu thì chính là anh đào được từ người bích hoài anh còn nói tự hào như vậy lục thiên điệp chẹp miệng mọi người trong bàn đều lần lượt gật đầu đồng ý với cách nói của lục thiên điệp đúng vậy lâm thanh diện là một phế vật sao có thể mua đồng hồ đắt như vậy Chắc chắn là tiền đào được từ người Bích Hoài. Bích Hoài thật là đáng thương, lại vớ phải thứ không có biết xấu hổ như vậy, đào tiền của cậu ấy đem đi mua quà, việc này mà cũng có thể làm ra. Loại người này thật quá đáng ghét, rõ ràng chính là ăn bám phụ nữ, còn muốn cố gắng đào tiền từ trên người phụ nữ, thật buồn nôn. Hứa Bích Hoài nghe những lời này thì lập tức bốc hỏa, trong lòng không hiểu sao họ lại không tin đồng hồ này là Lâm Thanh Diện mua. Cô muốn giải thích thay Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn cô, cười với cô, ngụ ý là cô đừng làm như vậy. Những người này không tin vào năng lực của Lâm Thanh Diện, anh cũng không còn cách nào, nhưng anh hiểu, muốn họ thừa nhận một kẻ phế vật là việc khó hơn cả lên trời. Nếu như anh muốn dính vào chuyện này, thì thời gian mấy năm nay, anh sợ chỉ có thể cãi nhau không ngớt với mấy người này, anh cũng không có cách nào một tay gầy dựng lên tập đoàn Thiên Dương rồi. Triệu Tam Linh nghe những gì mọi người nói, lập tức di chuyển ánh mắt, trong lòng nghĩ số tiền Lâm Thanh Diện mua đồng hồ, quả thật rất có khả năng là đào được từ người hứa bích hoài. Dù cho không phải, e rằng cũng là quỹ đen giấu nhiều năm. Tên phế vật như vậy, quỹ đen có thể có bao nhiêu, mua chiếc đồng hồ, e rằng cũng chẳng còn tiền, Triệu Tam Linh muốn dùng chuyện này hãm hại Lâm Thanh Diện. Anh ta nhìn mọi người, sau đó cười nói, mọi người đừng nói như vậy, Nói không chừng số tiền này là Tự Lâm Thanh Diện kiếm được. Lâm Thanh Diện, cậu có thể mua chiếc đồng hồ đắt như vậy, trong tay chắc có không ít tiền. Trong lòng Triệu Tam Linh cười lạnh, không ngờ tên này là dễ mắc câu như vậy. Thật là cạn lời, Triệu Tam Linh người ta đã cho cậu ta một bậc thang, không ngờ cậu ta còn giả vờ. Lục Thiên Điệp khinh thường nói. Mọi người cũng dần cảm thấy Lâm Thanh Diện có chút không còn liêm sỉ, thật sự thấy chút ánh sáng mặt trời liên tỏ vẻ sán lạn xem ra Lâm Thanh Diện có nhiều tiền nhỉ, thực ra hôm nay tôi cũng không ngờ cậu sẽ tới, cho nên tiền dự phòng có chút không đủ, nếu cậu đã có tiền như vậy, còn mua được chiếc đồng hồ của Van Cheren constantin Constantine, hay là tiền cơm lần này, cậu chịu một chút. Đến lúc mọi người cùng nhau đi hát, thì tôi mời, thế nào? Triệu Tam Linh mở lời. Được, chúng ta chia đôi đi, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt cười. Triệu Tam Linh suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, lâm thanh diện tên mốc này không chỉ đồng ý mà còn muốn chia đôi với anh ta tên này chỉ sợ là không biết bữa cơm này phải trả bao nhiêu tiền nếu cậu đã đồng ý rồi hôm nay tôi sẽ cho cậu biết chi phí của nhà hàng sao cấp không phải là thứ ruội nhặng như cậu có thể gánh nổi đến lúc thanh toán cậu không lấy đâu ra tiền tôi sẽ ra mặt hứa bích hoài chắc chắn sẽ thất vọng đến cùng cực với cậu rồi xa vào lòng tôi trong lòng triệu tam linh thầm nghĩ thật là không có thuốc chữa lại còn muốn chia đôi với lớp trường, tôi xem xem lúc đó tên này sẽ mượn cứ nói không có tiền thế nào. Thật sự là điên rồi, cũng không xem xem đức hạnh của bản thân mình thế nào, còn dám chủ động đề nghị chia đôi, cậu ta tưởng có thể so với lớp trường sao. Quan tâm làm gì, dù sao lúc đó không có tiền, người mất mặt cũng là cậu ta. Bích Hoài thật đáng thương, nói không chừng tên này chủ ý chính là đánh vào Bích Hoài, đến lúc đó không có tiền, chắc chắn là để Bích Hoài bỏ ra, Bích Hoài sao lại đen đủi thế này, vớ phải thứ như này. Lâm Thanh Diện đương nhiên hiểu rõ tính toán của Triệu Tam Linh, cho nên mới đề nghị chia đôi. Triệu Tam Linh đã muốn làm xuất mặt anh như vậy, thì anh cũng không ngại để Triệu Tam Linh cảm nhận một chút, phá sản là cảm giác như thế nào. Triệu Tam Linh đưa thực đơn cho Lâm Thanh Diện, muốn xem xem sau khi Lâm Thanh Diện nhìn giá đồ ăn trong, liệu có hối hận muốn đụng vào tường không. Nếu chúng ta đã chia đôi, thì cậu gọi trước đi. Tìm thứ gì thích ăn một chút, đừng khách khí. Lâm Thanh Diện nhận thực đơn, nhìn thực đơn một chút, mở miệng hỏi, cậu chắc chắn muốn tôi gọi. Triệu Tam Linh tưởng Lâm Thanh Diện bị giá của đồ ăn dọa sợ, trong lòng cười lạnh nói, đúng vậy, cậu đừng cảm thấy đắt, tôi trả một nửa, để mọi người vui vẻ là được. Vậy được thôi, Lâm Thanh Diện nhận được sự khẳng định của Triệu Tam Linh, lật thực đơn. Anh quay đầu nhìn phục vụ nói, chuẩn bị ghi nhé chúng ta có hơn mười mấy người, loại tôm hùm châu Âu gần 2 triệu nửa cân, lấy 8 kg. Phật nhảy tường hơn 1 triệu 2, mỗi người một phần. Canh cá thượng phẩm hoàng gia, lấy trước 5 phần. Còn có cái này, cái này, thêm cả cái này nữa. chương 57, bữa cơm 540 triệu. Triệu Tam Linh còn đang định chế nhạo lâm thanh diện nhất định sẽ không dám gọi những món đắt tiền, nhưng sau khi chứng kiến Lâm Thanh Diện gọi món một cách khoa trương thì lập tức trợn tròn mắt. Chỉ một lát sau, số thức ăn mà Lâm Thanh Diện gọi cũng sắp xỉ mấy chục triệu rồi. Tất cả những người ngồi tại bàn đều kinh ngạc và giật mình trước cách Lâm Thanh Diện gọi thức ăn, có điều ngẫm lại thì bữa cơm này cũng chẳng bắt họ phải trả tiền nên không ai cản Lâm Thanh Diện lại. Người khác không để ý việc Lâm Thanh Diện gọi đồ ăn nhiều hay ít nhưng triệu tam linh thì có bởi anh sẽ phải góp một nửa vào bữa cơm này mà hiện tại số tiền phải trả cho những món ăn mà lâm thanh diện gọi ra đã vượt quá dự toán của anh ta rồi lúc này anh ta liền đập bàn hét lên với lâm thanh diện anh điên rồi hả gọi nhiều món như vậy anh ăn có hết không hả lâm thanh diện ngừng đầu liếc triệu tam linh một cái rồi mở miệng nói chúng ta có tận mười mấy người cơ mà muốn giải quyết sạch số thức ăn này chắc cũng dễ thôi đúng không vậy vậy thì anh cũng không thể triệu tam linh vốn muốn nói vậy thì anh cũng không cần phải gọi nhiều món đắt tiền khiến người ta phải hết hồn như vậy chứ nhưng khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình anh ta liền nhận ra nếu nói ra những lời ấy thì chẳng phải anh ta không rộng lượng bằng lâm thanh diện sao cho nên cũng chỉ có thể đem những lời này nuốt trở về trong bụng sao thế cậu cảm thấy tôi gọi đồ ăn mắt quá à lâm thanh diện mở miệng hỏi triệu tam linh lập tức xấu hổ nhưng vẫn khăng khăng nói mới gọi có vài món thì sao mà đắt được chứ, chẳng qua tôi thấy anh gọi đồ ăn đạm bạc quá, món nào cũng gọi mười mấy phần như vậy, sợ là mọi người sẽ chán ngấy. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy đắt tiền khiến người ta phải hết hồn như vậy chứ, nhưng khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình anh ta liền nhận ra nếu nói ra những lời ấy thì chẳng phải anh ta không rộng lượng bằng lâm thanh diện sao. Cho nên cũng chỉ có thể đem những lời này nuốt trở về trong bụng. Sao thế, cậu cảm thấy tôi gọi đồ ăn mắt quá à? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Triệu Tam Linh lập tức xấu hổ nhưng vẫn khăng khăng nói, mới gọi có vài món thì sao mà đắt được chứ, chẳng qua tôi thấy anh gọi đồ ăn đạm bạc quá, món nào cũng gọi mười mấy phần như vậy, sợ là mọi người sẽ chán ngấy. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy bộ cười tươi như hoa nở mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe Triệu Tam Linh nói xong liền a lên một tiếng rồi quay sang nói với nhân viên phục vụ, mỗi món trên tờ thực đơn này lấy cho tôi một phần, tờ này và tờ này nữa. Thấy Lâm Thanh Diện lại gọi thức ăn y chang lần trước ở quán ăn Xuân Giang, Triệu Tam Linh đột nhiên có chút hối hận vì đã nói những lời này. Cách gọi thức ăn theo kiểu mỗi tờ thực đơn một món như này ai mà gánh cho nổi chứ? Nhưng anh ta chính là người vừa nãy còn mạnh miệng hô hào nên bây giờ cho dù muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Khụ khụ, Lâm Thanh Diện, cậu đừng chỉ gọi đồ ăn không, tốt xấu gì cũng phải gọi chút gì để uống chứ. Triệu Tam Linh nghĩ thầm, rượu cũng đắt sắp xỉ thức ăn nên chắc hẳn Lâm Thanh Diện sẽ ngừng hành động lần lượt gọi thức ăn trên từng tờ thực đơn một. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, lật sang trang đồ uống, anh chỉ nhìn lướt qua rồi nói, hãy mang cho chúng tôi 10 bình rượu đắt nhất chỗ các cậu, sẵn tiện lấy một ít thức uống ngon ngon nữa nhé. Triệu Tam Linh nghe Lâm Thanh Diện nói suýt chút nữa thì thổ huyết ngay tại chỗ. Chai rượu đắt nhất của nhà hàng cao cấp quốc thế thiên thành có giá gần 27 triệu, Lâm Thanh Diện không chút do so dự gọi luôn 10 bình vậy chẳng phải tiêu tốn gần 270 triệu sao. Anh chàng này điên rồi à. Triệu Tam Linh cảm thấy khó thở, lần này anh ta dự định tiêu khoảng 30 đến 60 triệu mà thôi nhưng bây giờ chiếu theo cách gọi đồ ăn của Lâm Thanh Diện, cho dù chia nhau trả thì sợ cũng phải tầm 21 cho đến 24 triệu. Bộ thằng ngu này chưa từng ăn ngon mặc đẹp nên mới nhắm mắt nhắm mũi mà gọi sao, hôm nay đúng là ngày cho má mà nhưng dù gì thằng đó và mình cũng chia nhau trả, đến lúc đó mình chỉ trả đúng một nửa thôi, nửa còn lại cho mày chết, một đồng ông đây cũng không bố thì thêm đâu. Tiên cô ta gặp người gọi thức ăn hào sảng như vậy nên nghĩ thầm trong bụng rằng người này nhất định là một nhân vật tai to mặt lớn, bằng không sao có được khí phách như vậy chứ. Sau khi nhớ kỹ những món mà Lâm Thanh Diện gọi, nhân viên phục vụ liền chạy nhanh ra ngoài, bảo nhà bếp chuẩn bị. Lục Thiên Điệp quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt hồ nghị, Lúc sau cô ấy mới hỏi Hứa Bích Hoài, "Hoài ơi, có phải trước khi đến đây cậu đã đưa tiền cho anh ta vì muốn anh ta nở mày nở mặt với mọi người không?" Hứa Bích Hoài lắc lắc đầu, mở miệng nói, "Không có, gần đây Lâm Thanh diện toàn tự tiêu tiền của chính ảnh, cái đồng hồ này cũng là anh ấy tự mua đó, với tiền lương của tớ sao có thể mua nổi cái đồng hồ mắc như vậy chứ?" "Thế cậu nghĩ tiền của anh ta ở đâu ra?" Lục Thiên Điệp hỏi tiếp. Hứa Bích Hoài ngẫm nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là anh ấy tự kiếm được. Lục Thiên Điệp vẫn làm ra vẻ không tin, Lâm Thanh Diện trong ấn tượng của cô ấy chỉ là một tên bỏ đi chẳng biết làm gì thì làm sao có năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy chứ. Lẽ nào, từ trước đến nay Lâm Thanh Diện toàn là giả bộ? Nghĩ vậy, Lục Thiên Điệp chợt nhớ ra giọng nói của Bạch Mã hoàng tử mà Hứa Bích Hoài từng nhắc đến có chút giống với Lâm Thanh Diện. Hơn nữa hôm đó lúc cô nhắn tin cho bạch mã hoàng tử thì di động của Lâm Thanh Diện lại vang lên. Những điều đó khiến cô ấy bắt đầu hoài nghi, Lâm Thanh Diện có liên quan đến trái tim của hướng dương. Tuyệt đối không thể, trong lòng Lục Thiên Điệp không tin Lâm Thanh Diện chính là trái tim của hướng dương nên cô lập tức lấy di động ra gửi tin nhắn cho trái tim của hướng dương. Tiếp theo cô nhanh chân chạy lại phía Lâm Thanh Diện nhưng không hề nghe thấy tiếng chuông. Lục Thiên Điệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô ấy quá đa nghi rồi. Tên ngốc này sao có thể là bạch mã hoàng tử của mình được chứ, mình cũng đúng là đồ ngốc mà, nhưng vẫn còn có điểm phải nghi ngờ, nếu là bạch mã hoàng tử của mình thì làm sao có thể chỉ tặng chiếc đồng hồ mấy trăm triệu chứ, nhất định sẽ tặng loại cà tỷ. Lục thiên điệp lầm bẩm nhưng cô ấy không hề biết, sau khi tiến vào phòng bao, Lâm Thanh Diện đã chuyển sang chế độ im lặng, cho nên mới không bất kỳ tiếng động nào. Lục Thiên Điệp cao ngạo liếc Lâm Thanh Diện xong liền không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa, tiền của Lâm Thanh Diện từ đâu mà cóc, cô ấy chẳng quan tâm, chỉ cần biết bữa cơm này dù gì cũng không phải do cô ấy trả tiền là được. Không lâu sau nhân viên phục vụ liền lần lượt bưng từng khay thức ăn lên, tất cả mọi người đều lóa mắt khi nhìn thấy cười nhưng trong lòng lại đang dì máu, thứ mà bọn họ đang uống sao có thể gọi là rượu chứ, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của anh ta anh ta nhìn sang sắc mặt của lâm thanh diện thì thấy anh vẫn bình tĩnh như thể chẳng bận tâm đến chút tiền ấy nên trong lòng đột nhiên lên cơn mắng chửi tao không tin mày gọi mấy món đắt tiền như vậy mà ông cố nội mày không sót tạm thời cứ mặc cho mày ra về ta đây đợi lát nữa tính tiền xem mày có khóc không nguyên một đám người phạm ăn không ngừng đích tình triệu tam linh kính rượu bọn họ cũng khen sự rộng rãi của triệu tam linh khiến cho người bạn học cũ này nở mày nở mặt Triệu Tam Linh uống rượu xong lại nghe thấy nhiều người khen mình như vậy thì lập tức cảm thấy phê và nói với tất cả rằng, chút tiền ấy với anh ta mà nói chỉ là hạt bụi, bảo mọi người đừng khách khí. Dường như mọi người đều đã quên bữa cơm này là do Lâm Thanh Diện cùng Triệu Tam Linh hùn vào trà nên hoàn toàn không có ai để ý tới Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng lười lãng phí nước bọt với đám người này, chỉ chăm chăm vui vẻ ăn uống với hứa bích hoài. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cả đám người đều cơm no rượu say, người nào người nấy đều thỏa mãn, sung sướng. Lớp trưởng, chúng tôi ăn no rồi, tính tiền đi. Một gã cất tiếng. Không thành vấn đề, nếu tất cả mọi người đều đã no thì tối sẽ thanh toán, thanh toán xong chúng ta cùng đi karaoke đi. Triệu Tam Linh cũng đã uống hơi nhiều nên giọng nói có hơi lớn. Tất cả mọi người lập tức hoan hô. Mọi người đừng quên, lần này là lớp trưởng cùng Lâm Thanh Diện chia nhau đãi, vậy mà lúc này cái tên ấy lại im lặng không hé nửa lời đừng nói là muốn chạy làng đấy nhé. Triệu Tam Linh cũng cười khầy nhìn Lâm Thanh Diện và nghĩ rằng lúc này anh im lặng để lấp liếm nhưng may là đã có người lên tiếng. Phục vụ đâu, tính tiền. Nhân viên phục vụ lập tức cầm hóa đơn đến bên cạnh Triệu Tam Linh. Hóa đoa lần này tôi và anh chàng kia mỗi người một nửa, tôi chỉ trả một nửa thôi, số còn lại anh ta sẽ trả, hiểu chưa? Triệu Tam Linh mở miệng. Nhân viên phục vụ gật đầu, mở miệng nói, thưa anh, lần này các anh đã ăn uống hết 558 triệu 900 nghìn, nếu anh chỉ chịu một nửa thì chỉ cần phải trả 279 triệu 450 nghìn. Triệu Tam Linh vốn dĩ đang mặt mày hớn hở thì lập tức tỉnh rượu, suýt chút nữa là ngã từ trên ghế xuống rồi. Bao nhiêu tiền, Triệu Tam Linh không dám tin vào tay mình, hỏi lại. 279 triệu 450 nghìn, nhân viên phục vụ lại nhấn mạnh lần nữa. Triệu Tam Linh nuốt nước bọt, hiện tại anh ta chỉ có thể chỉ tiêu trong khoảng 300 triệu và bữa tiệc này thực sự là muốn vét sạch túi tiền của anh ta rồi. Khủ khủ, cô đi lấy tiền của người kia trước đi, tôi còn phải chuyển khoản nên mất chút thời gian. Triệu Tam Linh muốn xem xem Lâm Thanh Diện làm sao trả được số tiền nhiều như vậy rồi sẽ nương theo đó mà mượn cớ. Nhân viên phục vụ đành phải di tới bên cạnh Lâm Thanh Diện. Thưa anh, số tiền lần này anh phải trả là. Tất cả đều cười khẩy nhìn Lâm Thanh Diện, Bọn họ đều cho rằng nhất định anh không thể trả được số tiền lớn như vậy. Tôi thấy khi nãy anh ta chỉ chém gió tấm thẻ, quẹt vào máy rồi đưa cho Lâm Thanh Diện nhập mật mã. Tất cả mọi người đều cảm thấy tấm thẻ này của Lâm Thanh Diện nhất định không thể quẹt được nhiều tiền như vậy. Nhưng ngay sau đó, nhân viên phục vụ đã tươi cười trả thẻ lại cho Lâm Thanh Diện, hớn hở nói: "Thưa anh, anh đã trả tiền xong rồi, cảm ơn anh đã ủng hộ nhà hàng chúng tôi." Chương 58: Đổ xúc sắc cả đám lập tức há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. Sao lại, sao lại trả xong tiên chứ, sao cậu ta lại giàu như vậy? Đó là thẻ tín dụng mà, anh ta trông vậy mà lại có hạn mức lên tận 300 triệu, thẻ tín dụng của tôi chỉ có hạn mức 30 triệu mà thôi. Mẹ kiếp, tiện tay quẹt một cái ra những 300 triệu, đã vậy còn ung dung như thế nữa chứ, sợ là cả đời này của tôi cũng không đạt được tới đó. Triệu Tam Linh thấy Lâm Thanh Diện thật sự trả được một nửa tiên cơm thì sắc mặt lập tức xám xịt. Vừa rồi anh ta còn nghĩ rằng nếu Lâm Thanh Diện không trả được số tiền lớn như vậy thì anh ta sẽ trực tiếp gắp lửa bỏ tay ngày cho Lâm Thanh Diện, nói anh ăn quyệt để nhà hàng tìm anh tính sổ. Nhưng điều khiến anh ta không nghĩ tới chính là Lâm Thanh Diện trông vậy nhưng lại rất giàu, nên lần này anh ta có muốn quyệt hóa đơn đi nữa cũng hết cách. Nhân viên phục vụ thu tiên của Lâm Thanh Diện xong lại đi tới bên cạnh Triệu Tam Linh bên cạnh, mở miệng hỏi, thưa anh, bây giờ anh có thể trả tiền chưa? Triệu Tam Linh rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ với vẻ mặt khiên cưỡng. Trong tấm thẻ này của anh ta chỉ có vỏn vẹn 300 triệu, thanh toán một nửa tiên cơm rồi lát nữa còn phải đi karaoke, chỉ sợ là sẽ không còn thừa lại dù chỉ một đồng. Tên Lâm Thanh Diện chết tiệt, bà mẹ nó đều là do mày, hãy đợi đấy, lát nữa đi karaoke, tao tuyệt đối sẽ không để cho mình yên. Triệu Tam Linh nghiến răng nghiến lợi nói nhân viên phục vụ quẹt thẻ xong thì trả lại cho Triệu Tam Linh. Triệu Tam Linh đau lòng cầm thẻ sau đó nói với mọi người, đi thôi, giờ chúng ta đi karaoke, chơi cho đã. Mọi người lập tức hoan hồ rời rời khỏi nhà Hàn Quốc tế Thiên Thành để đến một quán karaoke gần đó. Quán karaoke không phải là một nơi xa hoa bởi đồ uống bên trong tuy rằng đắt nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà Triệu Tam Linh chấp nhận được, cho nên anh ta không hề lo lắng nơi này sẽ tiêu tốn gần 30 triệu như nhà hàng, thay vào đó chỉ cần vài triệu là đủ rồi. Mục đích duy nhất của anh ta lúc này chính là khiến Lâm Thanh Diện xấu mặt trước mọi người, nhân cơ hội này mà trà đạp Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài ngồi ở một góc sáng sủa, không hòa hợp lắm với những người đang náo nhiệt xung quanh. Có điều Lâm Thanh Diện rất thích cảm giác được ngồi chung với Hứa Bích Hoài. Đối với anh mà nói, Hứa Bích Hoài mới là cả thế giới, sự ồn ào náo nhiệt của những kẻ khác chẳng liên quan gì tới anh hết. Triệu Tam Linh thấy hai người họ ngọt ngào như vậy liền sinh lòng ghen tị, trực tiếp cầm mấy viên xúc sắc, ngồi xuống đối diện với Lâm Thanh Diện. Hai người ngồi ở đây mà không hát hò thì chẳng thú vị gì cả, không bằng chơi tung xúc sắc đi, Triệu Tam Linh nhìn chằm chằm hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài lập tức lắc lắc đầu, nói tôi không chơi đâu, các anh chơi đi. Triệu Tam Linh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Bích Hoài không chơi thì cậu chơi thay cô ấy đi, chúng ta so bì lớn nhở, người thua uống rượu, uống đến khi nào nôn ra thì thôi, có dám hay không? Lâm Thanh Diễn lắc lắc đầu, mở miệng nói, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Triệu Tam Linh lúc này mới cười khẩy nói, chẳng lẽ cậu sợ rồi sao, ngay cả một trò chơi mà cũng không dám chơi. Hôm nay tôi đã uống một chút rượu nên cậu đừng trách tôi nói chuyện thẳng thừng, bọn họ đều nói cậu là một tên vô dụng, lúc đầu tôi còn không tin nhưng hiện tại xem ra, cậu ngay cả tung xúc sắc cũng không dám chơi, quả thật có chút hèn nhát. Anh ta không dám chơi mới là bình thường, loại người nhát gan như anh ta sao có thể dám so tài cùng anh chứ, lục thiên điệp môi cảnh hứa bích hoài tỏ vẻ khinh khi. Lâm thanh diện cũng quá không đàn ông rồi, ngay cả dũng khí để thi tung xúc sắc với lớp trưởng mà cũng không có. Một tên vô dụng như vậy mà bích hoài cũng chịu gả, đúng là đáng thương. Anh ta sợ thua rồi phải uống à, chút xíu đặt cược đó mà cũng không dám, người như vậy sao có thể là đàn ông đích thực chứ? Hứa Bích Hoài nghe những lời đó xong cũng có chút xấu hổ, cắn cắn môi. Triệu Tam Linh thấy thế, lập tức thêm mắm thêm muối nói, Lâm Thanh Diện, cậu đúng thật không phải đàn ông khi khiến cho Bích Hoài mất mặt ở một nơi như thế này, đổi lại là tôi, nhất định sẽ không khiến cô ấy mất mặt như vậy. Lâm Thanh Diện nhíu nhíu mày, anh không muốn chơi cùng Triệu Tam Linh hoàn toàn là bởi vì cho tung xúc sắc này quá trẻ con, lúc anh 8 tuổi đã dựa vào trò này má thắng cả nhà họ Lâm. Không ngờ Triệu Tam Linh lại lấy hứa bích hoài ra khiêu khích. Cũng được thôi, Triệu Tam Linh tự chui đầu vào giỏ thì đừng trách anh không khách khí. Được, tôi sẽ chơi với anh, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, Triệu Tam Linh cũng cười khởi ứng tiếng, được, cậu đã đồng ý thì một trong hai chúng ta phải có một người nôn mới được dừng, nói cách khác, cho dù đổ đến hừng đông, cũng phải tiếp tục không cần lâu như vậy đâu, nhiều nhất là nửa giờ, Lâm Thanh Diện đáp lại. Triệu Tam Linh vẫn chưa hiểu ý tứ của Lâm Thanh Diện, anh ta còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện đang tự thừa nhận nhiều nhất là nửa tiếng sẽ nôn nên lập tức cười ha ha, nghĩ thầm tên Lâm Thanh Diện đúng là bấn quá làm liều, còn chưa bắt đầu đã tự cho là mình thua. Lục Thiên Điệp nhìn Lâm Thanh Diện nói, anh đúng là rất biết tự lượng sức mình, năm xưa, khi còn di học, lớp trường của chúng ta chính là vô địch thiên hạ trong trò tung xúc sắc đây, nếu so với một tên vô dụng như anh thì đúng thật nửa tiếng thôi là có thể khiến anh ói xanh mặt. Lại có thêm vài người xuống lại, tò mò quan sát Lâm Thanh Diện cùng Triệu Tam Linh, trong mắt bọn họ thì trận quyết đấu này chẳng có chút hồi hộp nào cả bởi Triệu Tam Linh nhất định thẳng. Lớp trưởng lúc trước đã một mình chút say mười ấy người đấy, Lâm Thanh Diện sao có thể là đối thủ của anh ta được? Anh ta vậy mà lại dám chấp nhận lời thách đấu, chắc chúng ta sẽ nhanh chóng được nhìn thấy anh chàng này ói căm mặt, không ngóc đầu nổi cho mà xem. Lâm Thanh Diện, nếu thật sự uống không nổi thì không cần phải chơi đâu, họ đều là bạn học của em, sẽ không nói gì đâu." Hứa Bích Hoài có chút lo lắng nói. "Yên tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ anh sẽ không phải uống dù là một chén." Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài sừng sốt, trong lúc nhất thời cô vẫn chưa hiểu Lâm Thanh Diện nói vậy là ý gì. Triệu Tam Linh đã chờ không nổi khoảnh khắc được thấy Lâm Thanh Diện thua nên trực tiếp bắt đầu trận cá cược với Lâm Thanh Diện. Anh ta lắc lia lịa chiếc cốc đựng xúc sắc chỉ bằng một tay, động tác tương đối thành thạo, khiến cho mọi người đang ngồi xem hoa hết cả mắt, tấm tắc trầm trồ. Lớp trường tuyệt quá, đúng là có thể tung mấy con xúc sắc này thành hoa, vài người khen ngợi. Triệu Tam Linh đặt chiếc cốc xuống bàn, sau đó mở ra, tất cả mọi người đều nhìn vào bên trong và thấy được bốn con xúc sắc bên trong đổ ra ba con năm, một con sáu. Lớp trường tuyệt thật đấy, đổ ra được số lớn như vậy, Lâm Thanh Diện muốn thắng anh dường như là chuyện không thể. Triệu Tam Linh cũng tỏ rõ sự đắc ý, anh ta khống chế tương đối chính xác sâu xúc sắc, bình thường so lớn nhỏ thì không ai có thể thắng được anh ta. Tới phiên anh, Triệu Tam Linh trao chiếc cốc cho Lâm Thanh Diện. Tiếp theo anh ta liên đi rót bia cho Lâm Thanh Diện, anh ta tung ra được ba con năm một con 6 nên trừ khi vận may ngút trời còn không không cách nào có thể tung ra được con số lớn hơn của anh ta. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, cầm cốc lên bắt đầu lắc, động tác của anh ta vô cùng đơn giản, lực bàn tay mạnh hay yếu cũng chỉ có anh ta mới có thể cảm nhận được mà thôi. Mọi người thấy cách lắc xúc sắc của Lâm Thanh Diện đơn giản như vậy thì bất giác đều bật cười. Vừa nhìn đã biết anh ta là tay mơ rồi, kiểu này sao có thể thắng được lớp trường chứ? Phương pháp này còn thua cả tôi ấy chứ, nếu gặp may chưa biết chừng còn có thể lắc ra được bốn con một. Tay của Lâm Thanh Diện nhanh chóng ngừng lại, tất cả mọi người không nói lời nào, chờ Lâm Thanh Diện dở tay ra. Lúc này Triệu Tam Linh cũng đã rót xong rượu, đó là hai ly cực to, ly nào ly nấy cũng đều ngập tràn rượu. Anh ta bưng ly tới, cười khẩy liếc nhìn Lâm Thanh Diện và thâm nghĩ, ly rượu này một mình anh ta uống là cái chắc. Định mệnh lớp trường định chút say Lâm Thanh Diện hay sao mà rót ly lớn vậy? Ha ha, tôi nghĩ Lâm Thanh Diện uống ly này xong nhất định sẽ nôn ra luôn, không cần chờ tới nửa tiếng đâu. Lâm Thanh Diện, anh còn chờ gì nữa, nhanh bỏ tay ra đi, anh muốn kéo dài thời gian phạt rượu hả? Tất cả mọi người đều phán xét theo bán năng rằng ván này Lâm Thanh Diện nhất định thua. Lâm Thanh Diện giơ tay ra để lộ xúc sắc bên trong, tất cả mọi người đều nhìn vào, ngay sau đó cả bọn đều chố mắt hai con năm, hai con sáu. Chỉ hơn triệu tam linh một điểm mà thôi. Mẹ kiếp, anh chàng này may mắn thật đấy, chỉ nhiều hơn triệu tam linh một điểm thôi. Đúng là vận may cứ cho mà, chuyện này mà cũng xảy ra được sao? Chà chà, anh chàng này chắc đã dùng hết vận may của đời mình rồi. Triệu Tam Linh vừa định đưa ly rượu cho Lâm Thanh Diện thì thấy số điểm mà Lâm Thanh Diện vừa mới tung được nên lập tức ngây ngẩn cả người cánh tay đang cầm ly rượu cũng ngưng giữa không chung. Vận may của tên mốc này cũng quá lớn rồi chăng, sao lại có thể tung nhiều hơn mình một điểm chứ? Lâm Thanh Diện cười với Triệu Tam Linh, nói, ngại quá, vừa vặn hơn anh có một điểm thôi, anh thua rồi, uống đi. Anh có thể tung ra số điểm này hoàn toàn dựa vào chính mình chứ không phải vận may. Hơn nữa khả năng khống chế xúc sắc của anh đã đạt tới trình độ muốn sao được vậy nên tung ra được bao nhiêu điểm hoàn toàn nằm trong sự tính toán của anh sở dĩ anh tung ra số điểm này là vì muốn triệu tam linh tức nghẹn hỏng, khiến cho anh ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại quả thật triệu tam linh đã hận lâm thanh diện đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng có chơi có chịu nên anh ta chỉ có thể uống sạch ly rượu trong tay. Nhưng lần này lâm thanh diện chỉ là gặp may mà thôi, lần sau sợ là anh sẽ không gặp may như vậy nữa đâu. Sau khi uống sạch ly rượu, triệu tam linh lại chụp lấy ly đồ xúc sắc và bắt đầu tung lần này anh ta lại tung ra được số điểm rất lớn nên thâm nghĩ dù thế nào đi nữa Lâm Thanh Diện cũng không thể liên tục gặp may như vậy được, lần này nhất định là anh thua. Nhưng mà sau khi Lâm Thanh Diện lắc xúc sắc xong thì Triệu Tam Linh liền trợn tròn mắt, bởi vì điểm mà Lâm Thanh Diện lắc được lại tiếp tục lớn hơn của anh ta một điểm. Mẹ nó, tên này đúng là chó ngáp phải rồi sao? Triệu Tam Linh sợ run cả người, không muốn lại uống một ly rượu lớn như vậy nữa. Nhưng lúc này đây, lâm thanh diện đã rót xong rượu và đưa qua cho anh ta uống đi triệu tam linh thật sự rất muốn giết người nhưng vẫn phải thành thật uống sạch ly rượu những lần sau đều giống với hai lần trước mặc kệ triệu tam linh tung ra được bao nhiêu lâm thanh diện đều đổ được nhiều hơn anh ta một điều điều này làm cho anh ta gần như phát điên và rượu mà anh ta uống càng lúc càng nhiều cứ thể đến lần thứ năm thì anh ta đã không gắng gượng được nữa rồi chuyện đó tôi phải đi nôn Trước, Triệu Tam Linh phi ào vào nhà WC. Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài đều mỉm cười. Lục Thiên Điệp híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, cô ấy vẫn luôn cảm thấy anh chàng này là lạ, một người dù cho có may mắn đến mấy cũng không thể liên tiếp thắng nhiều như vậy được. Cô ấy trực tiếp ngồi xuống đối diện với Lâm Thanh Diện cầm cốc lên, nói, tôi sẽ so tài với anh, nhưng tôi không cược uống rượu, chúng ta cược cái khác. Chương 59, nói thật hay mạo hiểm, ồ Cô muốn cửa cái gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Nói thật hay mạo hiểm, Lục Thiên Điệp nở một nụ cười gian xảo, giống như ăn chắc Lâm Thanh Diện rồi vậy. Cô ấy cũng không sợ Lâm Thanh Diện sẽ thắng mình, mặc dù Lâm Thanh Diện có thắng đi nữa thì cô ấy vẫn cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ không bắt cô làm những chuyện quá giới hạn. Trong mắt cô, từ xưa đến nay Lâm Thanh Diện luôn là một tên nhát cái, mặc cho nói thật hay mạo hiểm thì anh nhất định cũng không dám cứng miệng hơn nữa hứa bích hoài cũng ở đây nên cô ấy lại càng cô sợ lâm thanh diện sẽ nhân cơ hội này trả thù mình. Nhưng chỉ cần cô thẳng thì có thể nhân cơ hội mà chỉnh lâm thanh diện một trận, đả kích sự kiêu ngạo của anh ta một chút sau khi liên tục thăng như vậy. Lâm thanh diện hiến nhiên không biết ý đồ của lục thiên điệp, nhưng anh cũng chẳng cần phải lo lục thiên điệp sẽ dùng thủ đoạn với mình, bởi vì ở trước mặt hắn, lục thiên điệp hoàn toàn không có khả năng thăng. Được, bắt đầu đi, lâm thanh diện lên tiếng lục thiên điệp trực tiếp đưa cốc cho lâm thanh diện mở miệng nói anh trước đi lúc nãy cô ấy có để ý thấy lâm thanh diện cùng triệu tam linh tung xúc sắc đều là triệu tam linh tung trước còn lâm thanh diện lần nào cũng tung nhiều hơn anh ta một điểm cô ấy cảm thấy mấu chốt của việc lâm thanh diện có thể thắng nằm ngay chỗ này cho nên mới bảo lâm thanh diện tung trước lâm thanh diện cười lắc đầu nhưng cũng chẳng quan tâm anh cầm lấy chiếc cốc bắt đầu lắc lắc xong anh mở cốc ra mọi người nhìn vào và phát hiện bên trong là bốn con năm, tổng cộng 20 điểm. 20 điểm đã được xem là tương đối lớn rồi, nếu chỉ dựa vào vận may thì xác suất vượt qua 20 điểm là rất nhỏ. Lâm Thanh Diện không cho là Lục Thiên Điệp có được kỹ thuật như Triệu Tam Linh, cho dù cô ấy có tung được hơn 20 điểm thì Lâm Thanh Diện cũng đành nhận thua. Sau khi Lục Thiên Điệp thấy điểm số mà Lâm Thanh Diện tung được thì vẫn không kích động chút nào, cô ấy lấy chiếc cốc, len lén động tay động, động chân rồi làm bộ lắc lắc sau đó mở cốc ra. Tôi một con sáu, ba con năm, cao hơn anh, tôi thắng rồi vừa rồi cô chỉ khẽ động vào một con xúc sắc của Lâm Thanh Diện cho nó biến thành sáu, những con còn lại hoàn toàn không nhúc nhích. Lâm Thanh Diện châm ngâm nhìn Lục Thiên Điệp, động tác vừa rồi của cô ấy rõ ràng như vậy cơ mà, cô ấy thật sự xem anh là tên ngốc à. Vừa rồi cô dùng ta lật con xúc sắc, tôi thấy rất rõ. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, đừng làm như vậy nhỡ nhé tôi dùng tay lật xúc xác gì chứ, anh thua thức là thua, sao còn chống chế như vậy chứ, có phải anh thấy tôi là phụ nữ nên mới ức hiếp tôi không, lục thiên điệp lập tức làm ra vẻ như mình chịu nỗi oan rất lớn vậy. Đám đàn ông vây chung quanh nghe cô ta nói như vậy thì lập tức nhao nhao đồng tình, bắt đầu chỉ trích lâm thanh diện đến. Một người đàn ông như anh việc gì phải so đo với một cô gái chứ, mặc kệ cô ấy đã thăng thể nào, anh nhường cô ấy một chút không được sao sao anh lại nhỏ mọn như vậy nhỉ, chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi sao, việc gì phải ra sức giành phần thắng về mình chứ. Nghiêm túc như vậy với một cô gái, thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa, đổi lại là tôi chỉ ước gì có thể bại dưới tay cô ấy. Lâm Thanh Diện bị cả đám nói muôn ong cả đầu, rõ ràng là lục thiên điệp gian dối nhưng giờ đây người sai lại là anh. Lâm Thanh Diện, anh cũng đừng ganh đua với điệp quá, cô ấy chỉ là thích giờ cho tình quái một chút mà thôi, Hứa Bích Hoài cũng nói thêm vào. Lâm Thanh Diện thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy cứ coi như cô thẳng đi. Lục Thiên Điệp lập tức tươi cười, cười mãn nguyện vì đã thực hiện được mưu kế và nói, anh là đàn ông chỉ có thể chấp nhận mạo hiểm, bây giờ anh phải rời cái bàn đá cầm thạch này về phía trước 5cm cho tôi, nếu không thì coi như anh tự nhận mình là đồ vô dụng trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn cái bàn cầm thạch giữa phòng, thứ này ít nhất cũng phải một đến rưỡi ký, đừng nói Lâm Thanh Diện, ở đây chẳng có ai khanh nổi cái bàn này cả điệp yêu cầu này của cậu hơi quá đáng rồi đấy hứa bích hoài lên tiếng lục thiên điệp tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng cả nói quá đáng gì chứ đại mạo hiểm thôi mà không khó khăn chút xíu thì sao gọi là đại mạo hiểm anh ta vẫn có thể trực tiếp thừa nhận mình là phế vận trước mặt mọi người mà tớ có ép anh ta phải rời cái bàn đâu hứa bích hoài nhất thời tức giận bất bình thay cho lâm thanh diện cô thầm nghĩ cô bạn thân này của mình đúng là chẳng làm cho cô bớt lo tí nào cả. Lâm Thanh Diện liếc Lục Thiên Điệp một cái nhưng Lục Thiên Điệp vẫn ngạo nghễ nhìn Lâm Thanh Diện, cô ấy nhận định rằng Lâm Thanh Diện không thể di rời cái bàn nặng như vậy, cho nên anh nhất định phải thừa nhận rằng mình là đồ rác rưởi trước mặt mọi người. Lâm Thanh Diện cười cười, sau đó đứng dậy nói với Lục Thiên Điệp nói, nhường đường chút nào. Anh muốn làm gì, lẽ nào anh muốn di rời cái bàn này sao? lục thiên điệp mở to hai mất nhìn tên lâm thanh diện này lẽ nào điên rồi à đây chính là bàn đá cầm thạch đó nặng cũng phải hơn trăm rưỡi ký anh ta trông vậy mà cũng đủ bản lĩnh tự cho mình có thể nhấc nổi cái bàn không sợ bị đau lưng à nếu hôm nay anh ta có thể nhấc cái bàn này lên thì tôi sẽ ăn cứt lâm thanh diện nhìn thoáng qua cái bàn sau đó tìm một điểm thuận tiện để đặt hai tay lên dồn khí đan điền gồm sức và cái bàn liền bị anh ta nhấc lên được một chút tiếp theo anh nhanh chóng di chuyển cái bàn tới trước một chút rồi lập tức thả nó xuống. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng ấy, cái bàn này nặng hơn trăm rưỡi ký đấy, vậy mà Lâm Thanh Diện lại nâng lên được thật, hơn nữa còn di chuyển nó lên 5cm. Lục Thiên Điệp trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện như thể đang nhìn một gã quái vật. Sao, sao anh ta lại mạnh như vậy chứ? Đừng nói đó là kết quả của việc cả ngày ở lì trong nhà làm việc nhé. Mẹ nó, Dèn được sức lực như vậy thì phải làm rất nhiều việc nặng đó. Các người cũng không nghĩ thử xem địa vị của Lâm Thanh Diện ở nhà bọn họ là gì à, nhất định anh ta đã phải làm những việc nặng nhọc nhất, nếu ngày nào tôi cũng làm những việc nặng nhọc như vậy thì có lẽ cũng luyện ra được sức khỏe như vậy. Nói vậy tức là anh ta càng khỏe càng chứng minh rằng anh ta ở nhà làm rất nhiều việc. Tôi làm xong rồi, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lục Thiên Điệp sau đó quay về ngồi xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, "Sao anh lại khỏe như vậy?" Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, "Chắc có lẽ là do làm việc nhà mà ra đó." Hứa Bích Hoài lập tức trừng mắt với anh và thầm nghĩ Lâm Thanh Diện nói vậy là đang oán giận mình sao? Vậy thì sau này mình và anh ấy sẽ cùng nhau làm việc nhà là được mà. Mọi người lại chơi tiếp, chẳng qua lần này không ai dám tìm Lâm Thanh Diện tung xúc sắc nữa. Sau khi Triệu Tam Linh đi WC thì không quay lại nữa, Lâm Thanh Diện đoán có lẽ anh ta đang ôm bồn cầu ngủ. Nhìn thấy người khác náo nhiệt, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, sau đó lấy xúc sắc lại, hùa hùa trước mặt cô, nói, "Hay là hai ta chơi một ván?" "Không cần, anh lợi hại lắm." Hứa Bích Hoài từ chối, thật xấu hổ với mình. Lần này anh không dùng kỹ xảo chỉ trông chờ vào vận may, Lâm Thanh Diện cười nói, "Thật xấu hổ với mình." hứa bích hoài ngẫm nghĩ một chút rồi mới gật đầu, thật xấu hổ với mình. Lâm Thanh Diện lúc này mới lắc xúc sắc và anh không dùng bất cứ kỹ xảo nào, hoàn toàn đều dựa vào vận may. 10 điểm, thật xấu hổ với mình. Lâm Thanh Diện cười lắc lắc đầu, thật xấu hổ với mình. Hứa Bích Hoài lấy xúc sắc, dùng sức lắc lắc, sau khi mở ra thì thấy bên trong hóa ra lại là hai con năm, một con bốn, nên lập tức cười vui vẻ. Em 14 điểm, anh thua rồi. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài vui như vậy thì trong lòng cũng rất vui, anh cam tâm tình nguyện thua dưới tay Hứa Bích Hoài. "Đúng vậy, anh thua rồi, em nói xem muốn anh làm gì?" Hứa Bích Hoài nghiêm túc suy nghĩ, cô liếc nhìn Lục Thiên Điệp rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì, hai mắt sáng rỡ nói với Lâm Thanh Diện, "Hay là anh hát một bài đi, em muốn nghe anh hát." Chương 60, giọng hát của Lâm Thanh Diện Lâm Thanh Diện sừng sốt bởi anh không ngờ Hứa Bích Hoài lại muốn nghe anh hát nhưng nếu hứa bích hoài đã yêu cầu thì hiển nhiên là anh không thể từ chối rồi lục thiên điệp nghe được yêu cầu của hứa bích hoài thì lập tức bĩu môi nói hoài cậu không nghiêm túc đấy chứ anh ta thì biết hát cái gì chứ đừng khiến cho chúng tớ bị đau tim nữa có một vài người cũng nhao nhao đồng ý và nhìn lâm thanh diện với ánh mắt khinh thường anh đừng hát nữa tôi có bệnh tim thật đó anh mà dọa cho tôi chờ bệnh thì anh gánh không nổi đâu Tối nay tôi còn muốn ngủ một giấc thật ngon nên định cầu xin anh, đừng để tôi phải gặp ác mộng đêm nay. Mấy chuyện như ca hát vẫn nên giao cho những người biết hát ấy, để Lâm Thanh Diện hát đối với chúng ta mà nói đúng thật là một loại tra tấn. Hứa Bích Hoài không thèm để ý, cô thay Lâm Thanh Diện biện giải, Lâm Thanh Diện còn chưa hát các người việc gì phải nói như vậy, lỡ như anh ấy hát cực hay thì sao? Hoài, tớ thấy cậu đúng thật là bị anh ta làm cho dao động rồi. Cậu không nghĩ lại thử xem suốt những năm chúng sống cùng cậu, anh ta có từng hát lần nào chưa, một người bình thường không ca hát thì đều là vì hát không hay, chuyện này còn cần phải nghi ngờ sao, Lục Thiên Điệp mở miệng nói. Nhưng mà, tớ cảm thấy giọng nói của Lâm Thanh Diện hơi giống với bạch mã hoàng tử của cậu, chưa biết chừng anh ấy hát cũng rất êm tai thì sao, hứa bích hoài tiếp lời. Lục Thiên Điệp lập tức liếc Lâm Thanh Diện với ánh mắt ngập tràn sự khinh thường. Hoài, tớ không hề châm trích anh ta bản lĩnh anh ta thế nào cũng cũng hiểu rõ mà anh ta làm sao có tư cách so với bạch mã hoàng tử của tớ chứ nói xong lục thiên điệp liên gọi mấy cô gái lại nói mọi người mau tới đây tôi cho mọi người nghe giọng ca của bạch mã hoàng tử của tôi cô mở di động ra và bật đoạn ghi âm cô thu được ngày hôm đó các cô gái nghe xong đều say mê hai má ửng hồng mất kiềm chế và tự mình rơi vào ảo tưởng qua wow. Đây không phải là bài hát của trái tim của hướng dương đang nổi gần đây sao, thật sự là rất hay. Lâm Thanh Diện sao có thể đánh đồng với giọng ca thiên thân của người ta cơ chứ, giọng của anh ta chắc cũng như vịt được mà thôi. Lâm Thanh Diện tốt hơn hết là đừng hát nữa, chúng tôi vừa mới nghe được một giọng hát hay như vậy, nếu như nghe giọng của anh thì chẳng phải sẽ nôn ra hết sao. Có điều, tại sao lớp trường vẫn chưa về nghỉ, cho dù nôn thì cũng không thể nôn lâu như vậy được. Hư Bích Hoài tức giận, cô chỉ là muốn nghe Lâm Thanh Diện hát thôi mà nhưng không ngờ lại bị đám người này phản đối một cách vô tình như vậy. Tuy nhiên Lâm Thanh Diện lại không hề để ý đến lời lẽ của những người này, hơn nữa nếu Lục Thiên Điệp cảm thấy anh kém cỏi như vậy thì chỉ bằng hôm nay liền trực tiếp bộc lộ thân phận, sẵn đó khiến cho Lục Thiên Điệp sau này khỏi phải gửi những lời lẽ tình tứ nghe muốn buồn nôn cho anh nữa. Anh trực tiếp đứng lên, đến chỗ kệ chọn bài và chọn ca khúc, một lần là được. Lục Thiên Điệp thấy Lâm Thanh Diện thật sự muốn hát thì vẻ mặt trào phúng của cô ấy lại càng lộ rõ, thậm chí còn tỏ vẻ muốn bỏ đi. Đám bạn học của hứa Bích Hoài cũng đều không xem trọng Lâm Thanh Diện, có mấy người còn trực tiếp bưng kín cái lỗ tai, sợ Lâm Thanh Diện làm ô uế lỗ tai của bọn họ. Ngay khi tiếng nhạc cất lên, Lâm Thanh Diện cầm lấy micro, trong mắt anh chỉ còn lại một mình hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người chung quanh, Ánh mắt cô luôn chăm chú nhìn Lâm Thanh Diện, cô có sự cảm, Lâm Thanh Diện sẽ tạo cho cô một bất ngờ thú vị. Muốn thấy em cười, muốn cùng em cãi nhau, muốn giữ em trong vòng tay của anh. Lâm Thanh Diện vừa cất giọng thì những tiếng ôn ào trong phòng bốc chốc lắng xuống. Những gương mặt tỏ vẻ kinh bị ấy sau khi nghe Lâm Thanh Diện bắt đầu hát đều lập tức ngây dại. ngay sau biểu tình trên mặt những người này liên biến thành hưởng thụ. Giọng hát này quá hay những người đang bịt tai thấy vẻ mặt của những người khác thay đổi cũng hiếu kỳ tiếp sau đó liền buông đôi bàn tay đang bịt tai xuống và rồi biểu cảm của bọn họ cũng trở nên si mê những những người kia hứa bích hoài vốn nghĩ nếu lâm thanh diện dám hát thì có lẽ giọng hát sẽ không khó nghe lắm nhưng hiện tại nghe được giọng hát của lâm thanh diện trong lòng hứa bích hoài bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào cô chỉ có thể dùng kinh động cả trời lẫn người để hình dung giọng ca của lâm thanh diện hơn nữa đây là bài hát mà Lâm Thanh Diện hát cho cô nghe, cảm xúc trong giọng hát của anh có lẽ người khác không nghe ra nhưng hứa Bích Hoài lại có thể hiểu được một cách trọn vẹn. Cô có cảm giác như mình được giọng hát của Lâm Thanh Diện đưa vào thế giới cổ tích, Lâm Thanh Diện là hoàng tử còn cô là công chúa, hai người sống cuộc vô tư lự mà thân tiên cũng ham muốn. Nếu không phải ngại trong phòng còn có rất nhiều bạn học thì lúc này chỉ sợ cô đã xông lên ôm trầm lấy Lâm Thanh Diện. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện cũng chỉ hướng về một mình hứa Bích Hoài, hai người liếc mắt đưa tình, tình cảm trong ánh mắt ấy đều biến thành chiêm hỷ thước tung cánh xây thành cầu ô thước nổi giữa hai người. Hứa Bích Hoài lần đầu tiên có cảm giác giữa cô à Lâm Thanh Diện là tình yêu. Cái loại cảm giác này thật ngọt, thế cho nên mới khiến cho cô muốn mãi mãi sở hữu nó. Ở đây người duy nhất không đắm chìm vào tiếng ca của Lâm Thanh Diện chỉ có Lục Thiên Điệp thật ra không phải cô cảm thấy giọng hát của lâm thanh diện khó nghe mà ngược lại lâm thanh diện hát quá hay khiến cho cô hơi sợ hơn nữa càng nghe lâm thanh diện hát lục thiên điệp lại đột nhiên phát hiện giọng ca của lâm thanh diện dường như không khác gì mấy so với trái tim của hướng dương cô ấy không tin vào mắt mình và cứ nhìn chằm chằm lâm thanh diện lúc trước hứa bích hoài đã nhắc đến chuyện này cùng cô ấy nhưng cô không để ý cho tới bây giờ nghe được giọng ca của lâm thanh diện chính cô ấy cũng có chút hoài nghi Lâm Thanh Diện cùng trái tim của hướng dương liệu có phải là một người. Điều đó không có khả năng, Lục Thiên Điệp tự an ủi chính mình trong lòng, Lâm Thanh Diện chỉ là một tên rác rưỡi không hơn không kém, anh ta sao có thể là bạch mã hoàng tử của mình được. Này nhất định chỉ là trùng hợp thôi, bạch mã hoàng tử của mình giàu như vậy, còn Lâm Thanh Diện này chỉ biết bám váy vợ sao có thể so với anh ấy nhưng giây tiếp theo cô liên nhớ lại chuyện Lâm Thanh Diện tặng hứa bích hoài đồng hồ trị giá 1 tỷ 140 triệu cùng bữa cơm hơn 270 triệu. Nếu nói về sự giàu có thì chỉ sợ Lâm Thanh Diện còn giàu hơn cả mấy tên đại gia bình thường. Có quỷ mới biết tiên của anh ta từ đâu mà có, dù sao anh ta cũng chắc chắn không phải là bạch mã hoàng tử của mình, Lục Thiên Điệp tiếp tục ra sức tự an ủi chính mình. Đúng vậy, Lâm Thanh Diện khẳng định không phải là trái tim của hướng dương, đành phải hỏi anh ta một câu, chỉ cần anh ta trả lời một câu thôi là có thể chứng minh rồi. lục thiên điệp lúc này mới lấy di động ra, trực tiếp gửi một tin nhân cá nhân cho trái tim của hướng dương quan nền tảng phát sóng trực tiếp đắt xa. anh có quen một người tên là lâm thanh diện không? đúng lúc này chiếc di động được đặt trên bàn liền kêu lên, màn hình cũng sáng lên. đúng là di động của lâm thanh diện. vừa rồi sau khi anh đặt điện thoại lên bàn thì không động tới nó nữa. Lục Thiên Điệp liếc chiếc điện thoại nhưng cũng không không quan tâm lắm, có điều đúng lúc đó cô ấy đột nhiên nhìn thấy trên màn hình di động xuất hiện biểu tượng tin nhắn của Đắc Sa. Cô lập tức mở to hai mắt, lập tức phương tay cầm lấy chiếc điện thoại. Những giây tiếp theo cô liền nhớ lại chuyện Lâm Thanh Diện tặng hứa bích hoài đồng hồ trị giá 1 tỷ 140 triệu cùng bữa cơm hơn 270 triệu. Nếu nói về sự giàu có thì chỉ sợ Lâm Thanh Diện còn giàu hơn cả mấy tên đại gia bình thường có quỷ mới biết tiên của anh ta từ đâu mà có, dù sao anh ta cũng chắc chắn không phải là bạch mã hoàng tử của mình, lục thiên điệp tiếp tục ra sức tự an ủi chính mình. Đúng vậy, Lâm Thanh Diện khẳng định không phải là trái tim của hướng dương, đành phải hỏi anh ta một câu, chỉ cần anh ta trả lời một câu thôi là có thể chứng minh rồi. Lục thiên điệp lúc này mới lấy di động ra, trực tiếp gửi một tin nhân cá nhân cho trái tim của hướng dương qua nên tảng phát sóng trực tiếp đắt xa anh có quen một người tên là Lâm Thanh Diện không? Đúng lúc này, chiếc di động được đặt trên bàn liên kêu lên, màn hình cũng sáng lên. Đúng là di động của Lâm Thanh Diện. Vừa rồi sau khi anh đặt điện thoại lên bàn thì không động tới nó nữa. Lục Thiên Điệp liếc chiếc điện thoại nhưng cũng không không quan tâm lắm. Có điều đúng lúc đó cô ấy đột nhiên nhìn thấy trên màn hình di động xuất hiện biểu tượng tin nhắn của đắt xa. Cô lập tức mở to hai mắt, lập tức phương tay cầm lấy chiếc điện thoại điện thoại của Lâm Thanh Diện không hề có mật mã nên có thể trực tiếp mở ra. Lục Thiên Điệp mở điện thoại ra thì thấy bên trong chỉ trích thư, tất cả đều là tin nhắn mà cô gửi cho trái tim của hướng dương. Cái, cái này là di động của Thanh Diện. Giọng nói của Lục Thiên Điệp có chút run giấy, sự thật mà cô ấy không thể chấp nhận nhất dường như đã thật sự xảy ra rồi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diện và phát hiện trong mắt anh chỉ có một mình hứa bích hoài và cảm giác mất mát khó hiểu xuất hiện trong tim cô. Tại sao, bạch mã hoàng tử của mình, tại sao lại là cái tên khốn kiếp lâm thanh diện này, rõ ràng anh ta chỉ là một tên rác rưởi sao có thể cùng là một người với trái tim của hướng dương chứ? Hơn nữa, hơn nữa anh ta đã kết hôn với hoài rồi, mình nên làm gì bây giờ? Sau khi biết Lâm Thanh Diện chính là trái tim của hướng dương, toàn bộ thành kiến của lục thiên điệp đôi Lâm Thanh Diện đều bị lãng quên. Sự si mê của cô ấy dành cho trái tim của hướng dương không phải là thứ tình cảm qua loa, cho nên sau khi biết lâm thanh diện chính là trái tim của hướng dương thì vấn đề mà cô ấy quan tâm nhất vẫn là lâm thanh diện đã kết hôn rồi nhìn thấy lâm thanh diện cùng hứa bích hoài liếc mắt đưa tình lục thiên điệp dường như sắp khóc đến nơi đột nhiên cô cảm thấy mình rất uất ức giống như là người đàn ông của mình đã bị người ta cướp mất vậy nhưng anh ta rõ ràng đã là chồng của hoài tại sao còn tặng thẳng cho mình nhiều vậy chứ vì sao lại hát cho mình bài hát đó chứ lẽ nào từ trong xương Tùy Lâm Thanh Diện chính là một gã lăng nhăng. Lục Thiên Điệp âm thầm phỏng đoán nhưng cho dù Lâm Thanh Diện là một gã lăng nhăng đi nữa thì cô ấy vẫn cảm thấy mình sẽ không có bất kỳ phản kháng nào. Lâm Thanh Diện nhanh chóng hát hết bài, đặt mic lên bàn và ngồi trở lại bên cạnh Hứa Bích Hoài. Tất cả mọi người vẫn vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt si mê, không cách nào kiềm chế được. Lúc này Lục Thiên Điệp quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài sắc mặt ngượng ngùng và cất giọng yếu đuối hỏi, "Hoài, tớ tớ có thể gặp riêng Lâm Thanh Diện một lát không? Audio điện tử võ tấn bền. chương 61, trong mắt anh chỉ có em. Hứa Bích Hoài nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thiên Điệp, phản ứng đầu tiên là Lục Thiên Điệp muốn giành người đàn ông của cô. Hơn nữa còn vào lúc Lâm Thanh Diện vừa thâm tình hát xong một bài cho cô, cô còn ở trong trạng thái giao lưu tình thần với Lâm Thanh Diện. Lúc này bạn tốt của mình nói muốn nói chuyện riêng với Lâm Thanh Diện một chút, đổi thành ai e là cũng sẽ suy nghĩ lệch lạc tại sao muốn nói riêng? Có chuyện gì nói ở đây không được sao? Hứa Bích Hoài cẩn thận hỏi. Bích Hoài, cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý gì khác, mình chỉ là có vài vấn đề muốn hỏi anh ta một chút. Lục Thiên Điệp vội vàng giải thích. Hứa Bích Hoài mặt đầy nghi hoặc, cô phát hiện sau khi Lâm Thanh Diện hát xong, thái độ của Lục Thiên Điệp đối với anh chuyển biến 180 độ. Nếu là trước đây, Lục Thiên Điệp nhất định sẽ trực tiếp nói cô ấy không nhìn chúng Lâm Thanh Diện, bây giờ lại trở thành kêu hứa bích hoài đừng nghĩ nhiều bích hoài cô còn có gì để lo lắng dựa vào ánh mắt của tiểu điệp dù thế nào cũng không thể nhìn chúng lâm thanh diện chẳng lẽ cô còn sợ tên phế vật này có thể câu đi tiểu điệp sao đúng vậy lâm thanh diện mặc dù hát không tệ nhưng thanh danh đó của anh ta mọi người đều biết đặc biệt là tiểu điệp người khinh thường nhất có lẽ chính là lâm thanh diện gì ha ha bích hoài tôi thật sự cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi Tiểu Điệp thế nào cũng không thể nhìn chúng tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, cô ấy bây giờ trong mắt chỉ có Bạch Mã hoàng tử của cô ấy thôi. Nghe lời của những người xung quanh, mặt Lục Thiên Điệp ngượng ngùng có thể nhỏ ra nước, sớm biết thế này, cô ta trước đây cũng sẽ không đối xử như vậy với Lâm Thanh Diện. Bây giờ những người này mặc dù nói chuyện thay cô ta, nhưng cô ta cứ cảm thấy những lời này đang đánh vào mặt mình. Đặc biệt là bị Lâm Thanh Diện nghe thấy, nhất định sẽ không có hảo cảm gì với cô ta nữa vậy, vậy được rồi, Lâm Thanh Diện, anh đi cùng Tiểu Điệp một chút đi. Hứa Bích Hoài có chút miễn cưỡng mở miệng. Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, yên tâm, trong mắt anh chỉ có em. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, trong lòng Hứa Bích Hoài khẽ thở phào. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô lại quan tâm Lâm Thanh Diện như vậy, phải biết rằng trước đây không lâu, cô còn cảm thấy Lâm Thanh Diện vướng víu đâu lục thiên điệp dẫn lâm thanh diện ra hành lang bên ngoài trong lòng thấp thỏm lâm thanh diện đứng trước mặt lục thiên điệp mặt không biểu cảm lục thiên điệp đương nhiên có thể cảm nhận được thái độ khác biệt khi đối xử với cô ta và đối xử với hứa bích hoài của lâm thanh diện điều này khiến trong lòng cô ta càng lạc lõng anh chính là trái tim hướng dương lục thiên điệp mở miệng hỏi lâm thanh diện gật đầu không sai là tôi thấy lâm thanh diện thừa nhận lục thiên điệp cúi đầu Hỏi, anh là trái tim hướng dương, anh đã có Bích Hoài rồi, tại sao còn muốn gửi quà cho tôi nhiều như vậy? Hôm đó cô và Bích Hoài cùng livestream, tôi muốn cô ấy vui vẻ, cho nên mới gửi quà. Lâm Thanh Diện trả lời. Bài hát đó thì sao? Tại sao anh chịu hát bài đó cho tôi? Lục Thiên Điệp tiếp tục hỏi. À, đó là vì fan trong livestream quá nhiệt tình, hơn nữa chỉ là một bài hát, hát cho họ nghe cũng không vấn đề gì thân thể lục thiên điệp lập tức cứng ngắc thì ra hai chuyện mà cô ta luôn nhớ nhung này lại không liên quan gì tới cô ta lâm thanh diện làm những chuyện này hoàn toàn không phải vì cô ta điều này khiến trong lòng cô ta rất tuyệt vọng không nghĩ tới nghĩ lâu như vậy lại hoàn toàn là cô ta tự mình đa tình đại khái đây chính là báo ứng đi không liên quan tới tôi cũng tốt ít nhất anh đối xử tốt với bích hoài vậy anh sẽ trách thái độ của tôi đối với anh trước đó sao tôi bây giờ xin lỗi anh vẫn kịp sao? Lục Thiên Điệp ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Mặc dù cô ta bây giờ đã không còn cơ hội, nhưng cô ta muốn có được sự tha thứ của Lâm Thanh Diện. Không cần đâu, những chuyện này tôi đã quen rồi, hơn nữa đối với những chuyện này, tôi trước giờ đều trực tiếp phớt lờ. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Lục Thiên Điệp bỗng chốc như nghẹn ở cổ hỏng, theo cô ta thấy, Lâm Thanh Diện là đang từ chối tha thứ cô ta. Mà Lâm Thanh Diện quả thực là nghĩ vậy, Trước giờ anh chưa từng để lục thiên điệp trong lòng, giống như lúc nãy nói, trong mắt anh chỉ có hứa bích hoài. Vậy, tôi có thể ôm anh sao? Lục thiên điệp đề ra yêu cầu cuối cùng của mình. Chuyện cô ta trước đó luôn ảo tưởng, cô ta muốn đợi lúc bạch mã hoàng tử của cô ta xuất hiện, nhất định phải di tới ô man. Tuy nhiên điều khiến cô ta không nghĩ tới là, bạch mã hoàng tử của cô ta chính là Lâm Thanh Diện, người luôn bị cô ta ghét bỏ. Xin lỗi, tôi chỉ tiếp nhận vòng ôm của Bích Hoài. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói một câu, bèn xoay người quay về phòng bao. Lục Thiên Điệp cũng sớm đã dự đoán được kết quả này, lạc lõng cúi đầu. Lúc cô ta theo quay về phòng bao thì như mất hồn, hoàn toàn không còn hoạt bát trước đó. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp chỉ ra ngoài không tới 5 phút đã quay lại, cũng thở phào. Lâm Thanh Diện ngồi xuống cạnh hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi cô ấy nói gì với anh. Mấy chuyện không quan trọng. Lâm Thanh Diện cười trả lời. Hứa Bích Hoài gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Đám người tiếp tục uống rượu ca hát, dường như căn bản không ai quan tâm Triệu Tam Linh ở nhà vệ sinh có tình huống gì. Không bao lâu sau, cửa phòng bao đột nhiên bị người ta dùng chân đá ra, sau đó Triệu Tam Linh mặt mày xương hút bị người ta vứt vào. Người trong phòng bao đều sợ giật này, lập tức yên tĩnh lại người hát hò cũng vội vàng tắt nhạc tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa không biết đã xảy ra chuyện gì một người đầu chọc đeo dây chuyền vàng đi vào trong lòng hắn ta ôm người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ sau lưng còn đi theo không ít đàn em đại ca tha cho em đi em biết sai rồi sau này em không dám nữa triệu tam linh từ mặt đất bò dậy cầu xin tên đầu chọc tên đầu chọc trực tiếp đá một cú lên người triệu tam linh triệu tam linh vừa đứng dậy lại ngã xuống mặt đất. Mẹ nó, lúc mày đụng vào người phụ nữ của sói đen tao sao mày không biết mày sai rồi. Bây giờ cầu xin tao, muộn rồi. Tên đầu chọc đó biệt hiệu sói đen, là lão đại nổi tiếng gần đây, cây tivi này chính là hắn ta bảo kê. Lúc đó triệu tam linh ói xong ra khỏi nhà vệ sinh, cả người đều mơ mơ hồ hồ, nhìn thứ gì cũng mờ ảo. Lúc này, một người phụ nữ từ nhà vệ sinh nữ bước ra, vóc dáng nóng bỏng, Triệu Tam Linh dưới tác dụng của độ cồn nhìn người phụ đó thành hứa Bích Hoài mượn rượu anh ta trực tiếp nhào lên người người phụ nữ đó động tay động chân với cô ta còn không ngừng nói Bích Hoài anh thích em em thành toàn cho anh gì. người phụ nữ rứt khoát cho anh ta hai bạt tay sau đó gọi sói đen tới sói đen vừa nghe tên mốc này lại dám chiêu đùa người phụ nữ của hắn ta lập tức kêu người đánh Triệu Tam Linh một trận sau đó hắn ta bắt Triệu Tam Linh bồi thường tiền. Triệu Tam Linh nói mình không có tiền, sói đen bèn dẫn anh ta tới phòng bao này, định lừa đám người này một mứa. Người đàn ông khá thân với Triệu Tam Linh đỡ anh ta dậy, nghiêng đầu nhìn sói đen, mở miệng hỏi, đại ca này, không biết đây là thế nào. Tên ngốc này chưa chọc người phụ nữ của ông ở nhà vệ sinh, hôm nay nếu các người không lấy ra một tỷ rưỡi, tất cả mọi người trong phòng bao này, ai cũng đừng hòng rời đi. Sói đen lạnh giọng nói, trong lòng mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới lớp trường lại sẽ làm ra loại chuyện này. Triệu Tam Linh mặt đầy xấu hổ, mở miệng giải thích, đại ca, thật sự hiểu lầm rồi, tôi nhận lầm người, hơn nữa, tôi căn bản chưa làm gì cô ta cả thì đã bị các anh đánh một trận rồi, cầu xin anh buông tha cho tôi đi. Con mẹ anh, lúc đó tay anh với tới chỗ nào anh tự mình rõ ràng. Người phụ nữ hét lên. Triệu Tam Linh bất lực, chuyện tới hôm nay đã không thể trốn thoát nữa, anh ta lấy thẻ mình ra, nói, đại ca, trong thẻ của tôi còn mấy chục triệu, một tỷ rưỡi, tôi thật sự không có. Không có, để họ gom cho mày. Những người này không phải bạn mày sao, để họ lấy ra một tỷ rưỡi, nếu không, kha kha, mày biết sẽ có kết cục gì. Sói đen cười lạnh nói, đại ca, anh ta có tiền, đồng hồ trên tay anh ta một tỷ hai, hơn nữa chúng tôi ăn cơm trước đó, anh ta móc ra ba trăm triệu, anh ta nhất định có thể đưa anh một tỷ rưỡi. Sói đen lập tức nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh giọng nói, nhóc con, nghe thấy không? mau lấy tiền ra. Hứa Bích Hoài lập tức nôn nóng. Cô lần đầu tiên cảm thấy Triệu Tam Linh vô sỉ như vậy. Số tiền này dựa vào cái gì tiêu chúng tôi lấy ra? rõ ràng là bản thân anh phạm lỗi, làm gì bắt Lâm Thanh Diện giúp anh chịu trách nhiệm? Hứa Bích Hoài không phục. Mặc dù Triệu Tam Linh rất không muốn để Hứa Bích Hoài thấy anh ta như vậy, nhưng chuyện tới bây giờ, anh ta đã không còn cách nào khác. Sự lợi hại của sói đen, anh ta biết anh ta tràn đầy bất đắc dĩ nói, Bích Hoài, anh cũng là bị buộc phải bất đắc dĩ làm vậy, em kêu Lâm Thanh Diện giúp anh một lần, sau này anh nhất định sẽ trả số tiền này cho hai người. Triệu Tam Linh, anh quá vô sỉ rồi, bản thân anh hạ lưu, lại còn muốn để Lâm Thanh Diện lấy tiền giúp anh, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Lục Thiên Điệp cũng phẫn nộ hét lên. Triệu Tam Linh sướng sốt, không rõ Lục Thiên Điệp tại sao bắt đầu nói chuyện thay Lâm Thanh Diện sói đen thấy sắc đẹp của hứa bích hoài và lục thiên điệp mắt sáng lên trực tiếp đẩy người phụ nữ trong lòng ra hắn ta cười xấu xa nhìn hứa bích hoài và lục thiên điệp mở miệng nói nếu các người không muốn bỏ ra số tiền này cũng được nghe thấy sói đen nói vậy hứa bích hoài thở phào một hơi cho rằng sói đen đột nhiên có lòng tốt chỉ cần hai người các người chịu theo tôi ngủ tôi sẽ không tính toán chuyện lần này hơn nữa chi tiêu của các người tối nay toàn bộ tính lên người tôi thế nào? Sói đen nhè cái răng ố vàng trong miệng, háo sắc nói. chương 62, mày đang tìm cái chết sao? Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp đều có chút sợ hãi, không nghĩ tới lá gan của sói đen lại lớn như vậy, đánh chủ ý lên người họ. Hứa Bích Hoài dựa lại gân Lâm Thanh Diện, lúc này cũng chỉ có Lâm Thanh Diện có thể cho cô đủ cảm giác an toàn. Lục Thiên Điệp cũng bất giác muốn dựa lại gân Lâm Thanh Diện, nhưng nhớ tới thái độ của Lâm Thanh Diện đối với cô ta, cô ta cũng chỉ có thể thành thực ngồi nguyên tại chỗ. Triệu Tam Linh cũng không nghĩ tới sói đen lại rời sự chú ý lên người hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp, anh ta vốn chỉ muốn đẩy họa lên người người khác, để Lâm Thanh Diện đau đầu chuyện này. Nhưng chuyện phát triển thành thế này, đã không nằm trong tâm khống chế của anh ta. Nếu hứa Bích Hoài thật sự bị sói đen nhục nhã, anh ta cũng không có bất kỳ cách nào. Hơn nữa theo anh ta thấy, hứa Bích Hoài cho dù bị sói đen nhục nhã, cũng mạnh hơn tên phế vật lâm thanh diện đó nhiều. Đừng không nói chuyện, sói đen tôi nổi danh cả vùng gần đây, như các người thấy, không tin các người đi hỏi thăm, ngủ cùng tôi, hai người sẽ không thiệt thòi, sói đen cười mở miệng. Lâm thanh diện trực tiếp đứng dậy khỏi sofa, lạnh giọng nói anh đang tìm chết sao. Những người xung quanh nghe thấy thái độ của Lâm Thanh Diện đối với sói đen, trong lòng cũng lục bộp. Anh điên rồi sao, đó là sói đen đó, sao anh dám dùng thái độ đó nói chuyện với anh ta người tìm chết là anh đó anh còn không mau nói xin lỗi với người ta nếu không chúng tôi hôm nay sẽ bị anh liên lụy thật là não tàn đã lúc này rồi còn không nói lời hay với người ta lại còn làm ra vẻ triệu tam linh nghe thấy lời của lâm thanh diện trong lòng cũng cười lạnh nghĩ lâm thanh diện thật sự tìm chết tự mình đưa lên hỏng súng nếu sói đen có thể thay anh ta xử lý lâm thanh diện vậy đương nhiên là tốt nhất sói đen híp mắt nhìn lâm thanh diện mở miệng hỏi mày cmm là ai dám nói chuyện với ông đây như vậy tôi là trông cô ấy lâm thanh diện lạnh giọng nói đại ca người này tôi biết hắn ta chính là lâm thanh diện phế vật mà toàn hồng thành đều biết người phụ nữ này hẳn chính là hứa bích hoài của nhà họ hứa lúc này một đàn em của sói đen mở miệng nói sói đen đánh giá trên dưới lâm thanh diện cười khinh thường tôi còn cho rằng là ai chứ ra mày chính là vua ăn bám số một hồng thành hà thế nào có bản lãnh rồi dám kêu gào với tao đại ca lâm thanh diện chính là một tên ăn bám hẳn nào có gan dám kêu gào với anh em thấy hắn chính là khiến đánh muốn đại ca anh dạy dỗ hắn một trận đàn em của sói đen cười lạnh nói những bạn học của triệu tam linh đều mặt đầy thấp thỏm nhìn lâm thanh diện sợ lâm thanh diện lại nói ra lời gì không biết sống chết liên lụy tới họ lâm thanh diện lúc này anh đừng khoe khoang nữa mau xin lỗi đại ca đi không chừng anh ấy còn có thể tha thứ cho chúng ta đúng vậy anh đừng chỉ vì bản thân kích động chúng tôi không muốn xui xẻo cùng anh mau xin lỗi phế vật anh lấy cái gì mà so với sói đen đừng lãng phí thời gian ở đây nữa hứa bích hoài thầm cắn răng cô xem như đã nhìn rõ bộ mặt thật của đám bạn học này sói đen nhìn lâm thanh diện nói xin lỗi thì không cần chỉ cần mày đưa vợ mày cho tao dùng, tao sẽ tha thứ mày, nếu không, mày thật sự là đang tìm chết." Lâm Thanh Diện nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, người tìm chết là anh. "Mẹ nó, tên ngốc này cho mặt mũi mà không cân, đại ca, em đến xử lý hắn thay anh." Đàn em của Sói Đen cũng dục dịch muốn thử. Sói Đen cũng híp mắt, đây còn là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến hắn như vậy, hơn nữa còn là phế vật nổi danh Hồng Thành hắn cảm thấy mặt mũi của mình bị lâm thanh diện sỉ nhục ra ngoài giải quyết đi tôi không muốn làm bị thương những người ở đây lâm thanh diện mở miệng sói đen cười khinh thường nói tao thấy mày là không muốn để họ nhìn thấy mày bị đánh đi nhưng mày đã đề ra vậy tao sẽ đồng ý với mày ra ngoài tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của sói đen tao hứa bích hoài lập tức kéo cánh tay lâm thanh diện mặt đầy lo lắng không cần lo lắng một đám khốn kiếp mà thôi không làm gì được anh, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Tiếp đó anh bèn xoay người đi ra ngoài. Sói đen nhìn mọi người trong phòng bao, nói, đều CMN đàng hoàng ở đây cho tao, đợi tao xử lý xong tên mốc này, lại đến xử lý các người, đừng cho rằng chọc tới sói đen tao, các người có thể bình an vô sự rời khỏi đây. Sau khi ra ngoài, đàn em của sói đen liền đóng cửa phòng bao. Những bạn học của Triệu Tam Linh đều có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới có Lâm Thanh Diện cõng nổi sói đen lại vẫn không chịu buông tha họ họ đều nhìn về phía hứa bích hoài mắt tràn đầy trách móc lâm thanh diện nói gì không được lại đi đụng vào sói đen bây giờ hay rồi chúng ta không ai đi được mẹ nó sao tôi lại xui xẻo vậy chứ đụng phải tên ngốc như vậy nếu lần này tôi xảy ra chuyện gì nhất định sẽ không bỏ qua cho lâm thanh diện đám người líu ríu như quên cả chuyện này là vì triệu tam linh mà ra đổ tất cả trách nhiệm lên người lâm thanh diện các người có thôi đi chưa, chuyện này rõ ràng là triệu tam linh gây ra, sao lại trách lâm thanh diện. Lục thiên điệp thực sự không chịu nổi đám người này, hét to. Nhưng nếu anh ta không chọc vào sói đen, sói đen cũng sẽ không nhốt hết chúng tôi ở đây, có người không phục nói. Vậy các người muốn anh ấy nói gì? Chẳng lẽ sói đen muốn bắt nạt bích hoài, lâm thanh diện còn phải thuận theo. Đổi thành là chồng các người làm vậy, các người có thể chịu được sao? Lục thiên điệp lại mở miệng hứa bích hoài mặt đầy cảm kích mặc dù lục thiên điệp trước đây thái độ không tốt với lâm thanh diện nhưng cô biết lục thiên điệp chỉ là trên miệng nói mà thôi lòng giả vẫn rất tốt đám người nghe thấy lời này của lục thiên điệp lập tức đều không lên tiếng nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này đều do lâm thanh diện triệu tam linh cũng có chút thấp thỏm sói đen sau khi xử lý lâm thanh diện xong người xử lý tiếp theo nhất định chính là anh ta nếu không chúng ta gom chút tiền đưa cho sói đen các người hẳn cũng biết sự lợi hại của sói đen nếu không đưa tiền chuyện này e là không có cách nào giải quyết triệu tam linh mở miệng nói nếu đưa cũng là anh đưa đừng mơ kêu chúng tôi đưa tiền thay anh hứa bích hoài cũng nhìn rõ bộ mặt thật của triệu tam linh rồi tức giận nói ngoài phòng bao lâm thanh diện bị sói đen và đám đàn em của hàn vây lại sói đen cười lạnh nhìn lâm thanh diện mở miệng hỏi nhóc con có thể nói cho tao biết mày đâu ra dũng khí, dám khiêu chiến với tao không? Lâm Thanh Diện bĩu môi, nói, khiêu chiến với anh còn cần dũng khí sao? Anh là cái thá gì chứ? Mặt sói đen châm xuống, mắt lộ sát khí. Mẹ nó, tao không tin không chỉ được phế vật như mày, đều lên cho tao, bắt nó quỳ xuống gọi tao là ông nội. Đàn em của sói đen lập tức nhào lên người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện di chuyển linh hoạt, thân pháp chấp nhoáng, tốc độ nhanh chóng, đám lưu manh này bình thường cũng chỉ đấm đá, thực lực thậm chí không so được với đám người ban đầu mạnh cường dẫn tới. Lâm Thanh Diện có thể nói là không phí chút sức lực đã giải quyết xong đám đàn em của sói đen. Sói đen nhìn thân tù mạnh mẽ của Lâm Thanh Diện, lập tức trừng to mắt. Không phải đều nói Lâm Thanh Diện là đồ vô dụng sao? Sao lại biết đánh nhau như vậy? Hắn ta còn không kịp cảm khái, Lâm Thanh Diện đã xông tới trước mặt hắn. Anh muốn động vào vợ tôi anh biết những người từng có suy nghĩ này cuối cùng thế nào không lâm thanh diện lạnh giọng hỏi sói đen nắm chặt nắm tay không sợ lâm thanh diện mắng mỏ ông đây quan tâm chúng thế nào hôm nay xử lý xong mày ông liền đi chơi vợ mày lâm thanh diện lắc đầu tiếp đó một cái tát tát lên mặt sói đen sói đen thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại bèn cảm thấy thân thể nặng nề ngã lên tường mẹ nó nếu không phải ông đây uống rượu Bây giờ đầu hơi. Bốp, lại một cái tát, hai bên mặt sói đen đều sưng phù. Hắn ta không rõ, tại sao mình ngay cả phế vật cũng không thể xử lý, chẳng lẽ rượu hôm nay uống là rượu giả. Đờ em em, tao. Binh. Lâm Thanh Diện thúc gối vào bụng sói đen, sói đen xem chút ói hết thức ăn trong bụng ra ngoài. Trong lòng sói đen sợ hãi, hắn ta căn bản không nhìn rõ động tác của Lâm Thanh Diện. Nghĩ quay đầu nhất định phải đi xử lý tên bán rượu giả một trận. Chớp mắt một cái, sói đen Liên đã bị đánh mặt mũi bầm dập, đầu óc cũng có chút không rõ ràng. Lâm Thanh Diện lại muốn tát một cái lên mặt sói đen, sói đen phản ứng lại, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, cầu xin, ông nội, con biết sai rồi, ông tha cho con đi. Biết sai rồi, càng nên đánh. Tay Lâm Thanh Diện không dừng lại, dứt khoát tát lên mặt sói đen. Bốp, bốp, bốp mấy tiếng bạt tai thanh thúy liên tục vang lên, mặt sói đen cũng đã biến dạng. Lúc này trong phòng bao, đám người vẫn lòng đầy lo lắng, miệng không ngừng oán hận lâm thanh diện. Đâu trách tên phế vật đó, nếu không phải anh ta, chúng ta sao lại bị nhốt ở đây, thật sự vội chết rồi, chúng ta lát nữa rốt cuộc nên làm thế nào. Hai, hết cách rồi, ai kêu chúng ta gặp phải tên mốc đó, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể cam chịu. Các người vừa nãy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài không? Tôi đoán Lâm Thanh Diện bây giờ e là đã bị đánh chết rồi. Hai người Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp đều tràn đầy lo lắng, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài thỉnh thoảng vang lên, khiến hai người họ trong lòng đều hoảng loạn. "Tiểu Điệp, chúng ta nên làm thế nào? Họ nhiều người như vậy, chỉ dựa vào một mình Lâm Thanh Diện, nhất định không phải đối thủ của họ." "Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi." Lục Thiên Điệp nói. "Báo cảnh sát có tác dụng gì?" lâm thanh diện e là đã sắp bị đánh chết rồi sớm biết thế này cô không nên dẫn tên phế vật lâm thanh diện đó tới một người mặt đầy oán hận nói chính vào lúc này cửa phòng bao đột ngột bị đẩy ra mọi người đều dùng mình sau đó vội nhìn sang sợ sói đen đến xử lý bọn họ lâm thanh diện từ ngoài bước vào trên người không chút tổn hại khiến tất cả mọi người nhìn ngây ngốc anh đi tới trước mặt hứa bích hoài sau đó vươn một tay với cô ấm áp nói chúng ta đi thôi chương 63, lần đầu tiên nắm tay. Hứa Bích Hoài có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, nói, nhưng mà, người của sói đen còn ở ngoài. Ngoặc kép, chúng sẽ không làm phiền chúng ta nữa, Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài sướng sốt, không biết Lâm Thanh Diện làm sao làm được, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, nắm tay Lâm Thanh Diện, đứng dậy khỏi sofa. Những bạn học xung quanh đều mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, căn bản không tin họ sẽ không tới gây phiền phức mọi người tuyệt đối đừng tin lời anh ta anh ta nhất định đang muốn lừa chúng ta ra ngoài sau đó để chúng ta cùng bị sói đen đánh với anh ta tôi cũng thấy vậy sói đen vừa nãy còn nói sẽ quay lại tính sổ với chúng ta bây giờ sao có thể không gây phiền phức cho chúng ta nữa anh ta nhất định đang nói dối lâm thanh diện anh nói đi có phải anh đã bàn bạc với sói đen rồi không muốn lừa chúng tôi lâm thanh diện căn bản không để ý đến những người này kéo hứa bích hoài ra khỏi phòng bao. Lục thiên điệp mặc dù cũng không tin Lâm Thanh Diện có thể sắp xếp ổn thỏa đám người sói đen, nhưng cô ta vẫn cắn răng, đứng dậy đi theo. Ba người đi tới hàng lang, hứa bích hoài và lục thiên điệp nhìn thấy mấy người ngã trên mặt đất, đều mặt đầy kinh ngạc. Lâm, Lâm Thanh Diện, họ đều là bị anh đánh ngã sao? Hứa bích hoài mở miệng hỏi. Không phải, anh cũng không biết tại sao họ ngã trên sàn, Lâm Thanh Diện bộ dáng không biết tại sao các người ngã trên sàn. Lâm Thanh Diện nhìn người trên mặt đất, truyền tới ánh mắt mang theo sát khí. Người đó ra gà dựng đứng, vội nói, tôi, chúng tôi thấy sàn hơi bẩn, cho nên đang lau. Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp đều lộ ra biểu cảm bị xem như kẻ ngốc. Lâm Thanh Diện nhún vai với hai người, nói, các em nhìn đi, họ đang lau sàn. Hai người họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần người của sói đen không gây phiên phức cho họ là được mà sao không nhìn thấy sói đen, chẳng lẽ là sói đen tạm thời có việc, rời đi rồi, cho nên họ lúc này mới bỏ qua cho Lâm Thanh Diện. Bây giờ suy nghĩ, quả thực cũng chỉ có giải thích hợp lý như vậy. Bên kia sao lại có một người nhìn như đầu heo, thật là kỳ quái. Hai cô gái đều tràn đầy nghi hoặc, theo Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Đám người triệu tam linh thấy bọn Lâm Thanh Diện ra ngoài không xảy ra chuyện gì, lập tức cũng cẩn thận đi ra lúc họ nhìn thấy đám người ngã trên mặt đất, đều lộ ra vô cùng kinh ngạc. Đây, đây hẳn không phải là do Lâm Thanh Diện làm đi. Lâm Thanh Diện lợi hại vậy sao, chẳng trách anh ta lại không chút kiêng rè như vậy. Một đàn em ngã trên mặt đất biết Lâm Thanh Diện không muốn để những người này biết sự lợi hại của anh, bèn mở miệng nói một câu, phiên nhường một chút, đừng cản chúng tôi lau sàn. Thì ra là đang lau sàn à, tôi còn cho rằng những người này bị Lâm Thanh Diện đánh ngã chứ đám người hiểu ra sao có thể là Lâm Thanh Diện đánh ngã chứ anh ta là đồ phế vật chỉ có phần bị đánh thôi chúng ta vẫn là đừng ở đây cản chờ người ta lau sàn nữa mau đi thôi nếu không lát nữa sói đen lại dẫn người tới chúng ta liền thảm đám người đều gật đầu vội vàng ra khỏi cây tivi Triệu Tam Linh cũng bước ra khỏi phòng bao anh ta cúi đầu nhìn những người trên sàn trong lòng cực kỳ kinh ngạc nhưng anh ta không định ở đây lâu, phải nhanh chóng rời đi. Chính vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên nắm chân anh ta, anh ta nghiêng đầu nhìn, phát hiện là người như đầu heo. Anh, anh muốn làm gì? Triệu Tam Linh có chút thấp thỏm hỏi. Tôi tìm anh có chút chuyện bàn bạc, thù này hôm nay, tôi nhất định phải báo. Sói đen nói. Triệu Tam Linh lập tức trừng to mắt, ngạc nhiên hô lên, anh là sói đen. Ra khỏi cây tivi, Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp đều thở phào một hơi, hôm nay xem như có kinh vô hiểm, sau này vẫn là đừng tụ họp với đám bạn học này. Hứa Bích Hoài nhìn Lục Thiên Điệp, mở miệng hỏi: "Tiểu Điệp, cậu muốn về thế nào? Mình đi gọi xe, hai cậu quay về đi, không cần quản mình." Lục Thiên Điệp vô ý liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mắt có chút lạc lõng. Tại sao trái tim hướng Dương lại chính là anh chứ? Nếu anh không kết hôn với Bích Hoài thì tốt biết bao, cho dù anh là phế vật toàn bộ Hồng Thành đều biết. Tôi cũng sẽ theo đuổi anh. Lục Thiên Điệp bất lực, mặc dù cô ta si mê trái tim hướng dương, nhưng vẫn không đến mức giành bạn trai của bản thân. Vậy chúng mình đi trước, cậu chú ý an toàn nhé." Hứa Bích Hoài nói với Lục Thiên Điệp rồi xoay người kéo tay Lâm Thanh Diện rời đi. Trên đường Lâm Thanh Diện luôn duy trì nụ cười kỳ quái, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Hứa Bích Hoài cảm thấy kỳ quái bèn mở miệng hỏi, "Anh cười ngây ngô gì chứ?" em nói thế này có tính là tần nắm tay đầu tiên của chúng ta. Hứa Bích Hoài sướng sốt, sau đó vội cúi đầu nhìn, phát hiện tay cô vẫn được Lâm Thanh Diện nắm lấy, mà cô lại không cảm thấy có gì không thích hợp. Bây giờ Lâm Thanh Diện nhắc nhở thế này, mặt cô lập tức đỏ bừng, tiếp đó bèn rút tay khỏi tay Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức nắm chặt tay cô, không cho cô chút cơ hội chạy thoát. Người xấu, hứa bích hoài oán hận nói một câu. Thấy rằng không ra, Hứa Bích Hoài Liên bỏ cuộc, để Lâm Thanh Diện nằm lấy như vậy. Khóe môi Lâm Thanh Diện cong lên độ cong đùa cợt, lòng nghĩ quả nhiên cơ hội đều là do chính mình tranh thủ, nếu lúc nãy anh buông tay, lại muốn nắm tay Hứa Bích Hoài e là rất khó. Hai người cứ như vậy đi về nhà, đèn đường kéo dài bóng hình hai người, cho tới vĩnh viễn. Trong nhà, Tống Nguyên Khanh đang cùng tím phương hàng xóm môi nói chuyện. Thấy hứa Bích Hoài về, Tống Nguyên Khanh lập tức kéo hứa Bích Hoài tới, nói, Bích Hoài đến nói chuyện với thím Phương của con. Lâm Thanh Diện, anh mau đi rửa bát trong bếp. Thím Phương ở đây khen con trai bà ta nửa ngày với Tống Huyền Khanh, Tống Huyền Khanh nghe đến trong lòng đố kỵ, lúc này hứa Bích Hoài về, bà phải nắm chắc cơ hội, dựa vào hứa Bích Hoài phản kích. Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, tự giác vào phòng bếp rửa bát. Bà không biết à, Bích Hoài nhà tôi bây giờ đã là quản lý cấp cao công ty mỗi tháng tiền lương hơn ba chục triệu, Tống Huyền Khanh đắc y nói. Thím Phương nhìn Tống Huyền Khanh, cao giọng nói, vậy sao, minh minh nhà tôi tiền lương cũng hơn ba chục triệu, Bích Hoài bây giờ lợi hại rồi. Thường thôi, Bích Hoài gần đây biểu hiện không tệ, không chừng ông cụ nhà chúng tôi còn sẽ thăng chức cho Bích Hoài, Tống Huyền Khanh miệng thì khiêm tốn, biểu hiện lại đã đắc ý tới tột độ. Vậy thật quá tốt rồi, sắc mặt Thím Phương rõ ràng có chút không vui. Bà ta chuyển mắt, tiếp tục hỏi, "Bích Hoài, tiền lương của con đã cao vậy rồi, có suy nghĩ mua xe không? Minh Minh nhà thím không lâu trước đó vừa nhắc tới một chiếc, hơn 600 triệu, hình như là Camry gì đó, chúng ta cũng không hiểu, nhưng chiếc đó thật sự tốt." tìm thấy ngày nào cũng kêu Lâm Thanh diện lái xe điện đưa con đi làm, vậy mệt lắm, lúc nào đó cũng mua một chiếc lái đi. Hứa Bích Hoài có chút ngượng ngùng, bây giờ tiền lương của cô quả thực đã hơn 30 triệu rồi, nhưng cô mới thăng chức không bao lâu căn bản không có tiết kiệm gì, sao có thể mua nổi chiếc xe hơn 600 triệu. Tống Huyền Khanh cũng rõ ràng tình huống này, cho nên đắc ý ban nãy lại thoáng chốc tiêu tan. Chuyện mua xe này vẫn là phải suy nghĩ thận trọng một chút, tôi thấy bây giờ mỗi ngày để Lâm Thanh Diện đưa Bích Hoài đi làm rất tốt, dù sao người mệt là Lâm Thanh Diện, không phải Bích Hoài Tống Huyền Khanh ra sức bảo vệ thể diện của mình. Tím Phương, con vừa thăng chức không lâu, tiền đều để nhà dùng, chuyện mua xe, vẫn là đợi sau này nói đi, Lâm Thanh Diện giải thích. Thấy hai người nói vậy, biểu cảm trên mặt thím Phương lại bắt đầu đắc ý, biểu cảm đó như đang nói, nhà bà mua không nổi nhà tôi có thể mua nổi, con trai tôi lợi hại đi. Xe cổ, vẫn là mua sớm chút, mua xe rồi mọi người sẽ phát hiện, có xe thật sự rất tiện lợi, thím Phương mở miệng nói. Lúc này Lâm Thanh Diện đã rửa xong bát đi ra, Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện, lập tức mở miệng nói, hai, thực ra chúng tôi cũng đã sớm định mua xe rồi, cũng trách đồ phế vật lâm thanh diện này, trước đó không lâu làm hư TV 120 triệu của anh Vương, bồi thường không ít tiền, nếu không chúng tôi cũng mua xe rồi. Lâm Thanh Diện nghe thấy Tống Huyền Khanh nói vậy, mở miệng nói chúng ta bây giờ cũng có thể mua. Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt, lòng nghĩ mình không dễ dàng gì tìm được lý do để che giấu chuyện nhà bà không mua nổi xe, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại vạch trần. Bây giờ làm sao mua? bán Lâm Thanh Diện anh đi sao? Anh bây giờ nói ra lời này, đến lúc đó mua không nổi xe, càng làm trò cười cho thím phương. Trong lòng Tống Huyền Khanh nổi giận đùng đùng, hận không để ăn tươi nuốt sống Lâm Thanh Diện. Anh ở đó nói bậy bạ gì đó, mau cút sang một bên, ở đây không tới lượt anh nói chuyện. Tống Huyền Khanh mắng, chương 64, mua xe. Mẹ hoài, bà đừng nói Lâm Thanh Diện như thế, Lâm Thanh Diện cũng đã nói vậy rồi, tức là cậu ấy có tiền mua xe, đây là chuyện tốt đó. Tím Phương cười nói, chỉ mong sao Lâm Thanh Diện khoác lác. Đến lúc Lâm Thanh Diện không mua nổi xe, bà ta có thể chế diễu rồi. Nó có tiền cái rắm, mấy năm nay tiền của nó đều là tôi cho, số tiền đó cũng đủ mua thức ăn. Cho dù có tích góp cả đời cũng mua xe không nổi đâu, Tống Huyền Khanh nói thẳng, dường như chuyện Lâm Thanh Diện không có tiền cũng trở thành niềm sự kiêu ngạo của bà. Cũng không nói thế được, nhỡ đầu tiền là tiên của Lâm Thanh Diện thì sao? Lâm Thanh Diện bao giờ cháu định đi mua xe thế? Thím Phương cười nói. Vẻ mặt Tống Huyền Khanh xấu hổ, xem ra Thím Phương định nắm chuyện này không buông rồi. Bảo oán giận nhìn Lâm Thanh Diện một cái, ánh mắt tràn ngập sát khí. Nếu không phải giết người là phạm pháp thì Tống Huyền Khanh chắc sẽ đâm Lâm Thanh Diện vài đau mất. Mai đi, Lâm Thanh Diện trả lời. Vậy à, xem ra trong tay Lâm Thanh Diện có không ít tiền nhỉ, vậy mai tôi đến xem xem cậu mua xe gì nhé, ý cười trên mặt tím phương càng đậm. Tất nhiên bà ta rất rõ địa vị của Lâm Thanh Diện trong nhà, biết anh không thể mua xe được. Giờ Lâm Thanh Diện nói ra chuyện này, mai bà qua xem, nếu không có xe, vậy bà ta có thể danh chính môn thuận cười tống huyền khanh rồi. Đây là loại chiến tranh giữa những người phụ nữ lớn tuổi. Tống Huyền Khanh trực tiếp giơ tay véo lên cánh tay Lâm Thanh Diện một cái, sau đó cười nói với Thím Phương, đừng nghe nó nói bừa, Sao nó có nhiều tiền thế được, là nói đùa với bà thôi." Hứa Bích Hoài cũng khó xử nhìn Lâm Thanh Diện một cái sau đó nói với Tím Phương, "Đúng đấy, Lâm Thanh Diện nói bừa thôi, giờ chúng cháu cũng chưa có ý định mua xe." Tím Phương trực tiếp đứng dậy cười nói, "Lâm Thanh Diện tuy không có công việc, nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông, chắc là cậu ta sẽ không nói khoác đâu. Lâm Thanh Diện, nếu cậu muốn mua xe, tôi đề xuất cậu mua xe 600 triệu giống nhà tôi đấy." mai tôi đến xem xe mới của nhà cậu hôm nay về trước đây thím phương hướng ra cửa bước đi hoan nghênh lâm thanh diện mở miệng sau khi thím phương đi tống huyền khanh liền lập tức trừng mắt lâm thanh diện nói có phải cậu có ý để tôi mất mặt trước thím phương đúng không cậu mua được xe hồi nào hả mai thím phương đến không thấy xe liền chê cười tôi tôi thấy cậu cố ý muốn trả thù tôi đấy lâm thanh diện anh đúng là không nên nói với thím phương chuyện này tình hình nhà chúng ta không hợp để mua xe đâu hứa bích hoài cũng khuyên mai tôi đi lấy xe lâm thanh diện bình tĩnh mở miệng trông vào năng lực của cậu mai đi lấy xe ư tôi thấy cậu lấy xe trong mơ ấy chẳng có tí thích sự nào mà còn biết khoác lác tống huyền khanh quả thực tức chết sau khi mắng lâm thanh diện hai câu xong liền xoay người vào phòng hứa bích hoài cũng thở dài nhưng cô lại không cảm thấy lâm thanh diện không có thích sự chỉ là trước kia Lâm Thanh Diện đã mua cho cô nhiều đồ đắt như vậy, cho dù lại tiền cũng không dư lại bao nhiêu. Ngủ sớm đi, mai tôi tự mình đến công ty, hứa Bích Hoài nói một câu rồi xoay người đi vào phòng. Sau khi thím Phương về nhà lập tức ôm bụng cười lớn, chồng và con trai nhìn thấy liền sướng sờ. Sao thế, cười gì mà vui vẻ vậy? Trông thím Phương hỏi. Hai người đoán xem vừa nãy tôi ở nhà Tống Huyền Khanh nghe được gì. Tên bất tài Lâm Thanh Diện vậy mà nói muốn mua xe đó. Thím Phương lớn tiếng nói. Chồng và con trai bà ta nghe thấy thế, nhìn nhau một cái, sau đó cười ha hả. Con không nghe nhầm đấy chứ, Lâm Thanh Diện nói muốn mua xe ư? Anh ta có tiền à? Chắc là lừa vợ rồi, con trai Thím Phương mở miệng. Nhưng Lâm Thanh Diện nói là dùng tiền của cậu ta, tên vô dụng đó nói khoác còn không đỏ mặt, cậu ta ở nhà Huyền Khanh mấy năm nay một tháng Tống Huyền Khanh còn cho cậu ta một triệu rưỡi để mua đồ ăn, nếu cậu ta có tiền mua xe thì đúng là quái lạ. Tím Phương nói một cách khinh thường. Đúng là cười chết tôi rồi, một tên vô dụng mà dám nói mình muốn mua xe, cậu ta thấy con trai chúng ta mua xe nên đỏ mặt ghen tị đi, vẻ mặt trông bà ta xem thường. Đợi đến mai chúng ta đến nhà cậu ta xem, xem Lâm Thanh Diệu mua được xe gì, vẻ mặt Tím Phương chờ mong nói. Có khi nào là xe đạp không? Con trai tím phương cười nói. Bọn họ lại nhịn không được mà cười lớn. Sáng hôm sau, sau khi hứa bích hoài ăn xong bữa sáng, không để Lâm Thanh Diện đưa đi, một mình lái xe điện đi làm. Sau khi Lâm Thanh Diện dọn dẹp nhà cửa xong liền quét một chiếc xe đạp công cộng đi đến thành phố ô tô. Anh để chiếc xe đạp trước cửa của một cửa hàng Land Rover 4S. Vài nhân viên bán hàng sau khi nhìn thấy đều bắt đầu cười cợt. Mấy người mau nhìn xem, bên ngoài có một chiếc xe đạp công cộng đến cả, đừng nói với tôi là đến cửa hàng chúng ta nhé. Nhìn dáng vẻ là đang đến cửa hàng chúng ta, đầu năm nay đúng là người nào cũng có, nghèo như thế mà cũng dám đến cửa hàng Land Rover xem xe. Lát nữa anh ta vào mọi người đừng đáp lại anh ra, để anh ta một mình tự dạo quanh đi, loại người này chỉ biết lãng phí thời gian của chúng ta, nhìn cũng biết là không mua nổi rồi. Lúc Lâm Thanh Diệu bước vào cửa hàng Land Rover, Nhìn xung quanh một cái, muốn tìm nhân viên để hỏi, kết quả mấy nhân viên đang đứng không có một người nào đáp lời anh. Anh bước vào hai bước nói với mấy nhân viên, "Cái đó, tôi muốn mua xe, các người giới thiệu cho tôi chút đi." "Chậc, thật hay giả thế, loại người như anh tôi gặp nhiều rồi, ngắm nửa ngày cũng không mua." "Đúng đấy, tôi lười ở đây lãng phí thời gian với loại người này lắm." Lâm Thanh Diện nhất thời nhíu mày, không ngờ mình lại bị coi thành loại người không mua nổi xe anh nhìn chiếc xe đạp công cộng bên ngoài một cái lập tức hiểu ra nguyên do. Nếu mấy người đã không muốn kiềm tiền vậy thì tôi đi nhà khác xem vậy. Lâm Thanh Diện định xoay người đi ra, dù sao thì ngoài Land Rover ra thì anh còn có thể chọn nhiều hãng khác, với thứ này Lâm Thanh Diện cũng chẳng có yêu cầu gì lớn. Dù chất lượng có vấn đề gì thì đến lúc đó đổi cái khác là được rồi. Lúc anh định đi thì một cô gái cách đó không xa chạy tới mở miệng nói, xin hỏi anh muốn xem xe gì. Tôi vừa đi vệ sinh, không kịp qua đây. Cô gái này tên là Vương Đan, là nhân viên tiêu thụ mới đến, rất nhiệt tình. Lâm Thanh Diện nhìn Vương Đan một cái, thấy thái độ của cô không giống với mấy nhân viên tiêu thụ khác liền gật đầu. "Tôi giới thiệu cho anh một chút về xe ở đây nhé, nếu anh có xe đã để ý thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh." Vương Đan mở miệng nói. Tuy cô từ quần áo trên người Lâm Thanh Diện đã đoán ra được Lâm Thanh Diện không giống như người thực sự biết mua xe nhưng cô trước giờ là người nghiêm túc, cũng rõ chức vụ công việc của mình là kỳ. Cô thấy dù có mua xe hay không cô vẫn nên phải nói rõ với khách hàng, chỉ có như vậy mới có thể nuôi dưỡng khách hàng vô hình của mình. Vì thế cô mới coi trọng tất cả những ai đến đây. Mấy nhân viên tiêu thụ cách đó không xa thấy Vương Đan đi lên, trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường con bé vương đan kia đúng là ngốc mà, cũng không xem trên người tên này mặc gì, cứ vậy mà đi lên, cuối cùng thì cũng lãng phí thời gian thôi. Cô ta mới tới, còn chưa có nhiều kinh nghiệm, để cô ta trải qua vài lần thì biết thôi, đến lúc cô ta biết loại người đi xe đạp công cộng đến này, không có khả năng mua được xe ở đây của chúng ta. Đúng là ngốc mà, quần áo trên người tên kia vừa nhìn liên biết hàng rẻ tiên, lãng phí thời gian với loại người này đúng là phí đời mà. Vương Đan Kiên nhẫn giải thích mấy loại xe cho Lâm Thanh Diện, giá trong khoảng từ 1 tỷ 5 đến 2 tỷ 4. Về mấy cái giá cao Vương Đan cũng không nói với Lâm Thanh Diện, tuy cô rất nhẫn nại phục vụ Lâm Thanh Diện nhưng trong lòng cũng không nghĩ Lâm Thanh Diện có thể mua được xe trên vài tỷ, xe 1 tỷ 5 đã quá đủ rồi. Lâm Thanh Diên nhìn mấy con xe một cái, có điều không hài lòng cho lắm. Lúc này anh chú ý một chiếc khác không tệ ở cách đó không xa, liền bước qua đó mở miệng hỏi chiếc này bao nhiêu tiền. Vương Đan nhìn chiếc xe kia một cái, hơi thấp thỏm nói, chiếc xe này là Land Rover Ranger bản thời thượng, tổng 3 tỷ 6, giá hơi cao, anh có muốn xem cái khác. Mặc dù Lâm Thanh Diện có thể trở thành khách hàng của cô, nhưng cũng không thấy được Lâm Thanh Diện có thể mua được chiếc xe đắt tiền như vậy. Đúng là to gan mà, còn đi xem Range Rover, xe này chỉ e còn đắt tiền hơn cả nhà anh ta. Ha ha. Nếu anh ta có thể mua được Range Rover, e là tôi cũng có thể gả vào nhà giàu rồi. Đợi đấy mà chê cười đi, những người này tôi hiểu cả rồi, đợi lát nữa nói suy nghĩ chút đã, lần sau lại đến cho xem. Lâm Thanh Diện cười với Vương Đan, mở miệng nói, không cần xem cái khác, cứ cái này đi. Trong lúc nhất thời Vương Đan không kịp phản ứng, sững sờ một lát rồi làm vẻ mặt nghi hoặc với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy dáng vẻ này của cô lại nói lần nữa. Tôi muốn cái xe này, hôm nay muốn lấy xe, cô giúp tôi làm thủ tục đi. Lúc này Vương Đan mới phản ứng lại, lại hỏi một lần nữa, anh thực sự không suy nghĩ đến cái khác à, chiếc xe này hơn 3 tỷ đó. Là nó, tôi cũng lười xem cái khác, mau giúp tôi làm thủ tục đi, Lâm Thanh diện kiên định. Vương Đan nuốt nước bọt, lúc này cô mới phản ứng lại, hôm nay cô gặp được khách hàng lớn rồi. Bọn họ làm nhân viên tiêu thụ ở đây. Bán được một chiếc xe đều sẽ trích phần trăm, nếu cô thực sự bán được chiếc xe hơn 3 tỷ, phần trăm trích ra là con số không nhỏ đâu. Lúc này những nhân viên tiêu thụ cách đó không xa đều choáng váng, vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Mẹ nó, không phải chứ, anh ta mua chiếc xe kia thật à? Xong đời, mối làm ăn lớn như vậy lại bị tôi bỏ qua rồi. Người bây giờ sao đều như vậy, đi xe đạp công cộng đến mua Range Rover? đây là đang khảo nghiệm chúng ta à? Lúc này một nhân viên tiêu thụ 28 tuổi tiến lại gần Lâm Thanh Diện, trực tiếp đẩy Vương Đan ra. Vương Đan mới đến chỗ chúng tôi, còn không hiểu rất nhiều, để tôi làm thủ tục cho. chương 65, để cô ấy làm. Chị Sán, chị làm gì thế? Vương Đan đứng đó cắn môi nhìn nhân viên tiêu thụ kia. Người này tên là Lý Sán, đã làm việc ở cửa hàng 4S này được mấy năm rồi vừa nãy Lâm Thanh Diện đi vào cô ta châm biếm lợi hại nhất, giờ thấy Lâm Thanh Diện thực sự muốn lấy xe liền lập tức chạy tới đoạt lấy mối làm ăn của Vương Đan. Cô ta thấy Vương Đan mới đến, dù có cướp mối làm ăn này thì khẳng định Vương Đan cũng không dám nói gì. Cô vẫn chưa quen với việc kinh doanh ở đây của chúng ta, tôi giúp cô đơn này trước, đợi đơn sau cô hãy tự mình nhận, Lý Sán ra vẻ chính đáng nói. Vương Đan cắn môi, trong lòng không phục, mở miệng nói, nghiệp vụ của tôi đã rất ổn rồi, Chuyện làm ăn của tôi chỉ dựa vào cái gì mà cướp. Lý Sán lập tức trừng vương đan một cái, mở miệng nói, vương đan, cô mới tới, tư lịch của tôi lâu hơn cô, quan hệ của tôi với quản lý rất tốt, cô đừng có mà không biết tốt xấu. Nói xong Lý Sán liền quay sang nhìn về phía lâm thanh diện, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Tuy Lý Sán đã sắp 30 rồi nhưng sau khi trang điểm vẫn coi là có chút tư sắc, cũng bởi vì điểm này mà quan hệ của cô ta với quản lý mới tốt. Tôi làm thủ tục giúp anh nhé, tôi làm việc ở đây lâu rồi, rất rõ các loại thủ tục." Lý Sán cười nói, còn luôn nhìn Lâm Thanh Diện một cách quyến rũ. Lâm Thanh Diện nhìn Lý Sán có chút chán ghét, anh ghét nhất chính là loại người như Lý Sán và tất nhiên cũng không thể để Lý Sán làm thủ tục giúp mình. "Cô này đưa tôi đi xem xe, tôi mua xe, tất nhiên là tìm cô ấy, cô bận thì đi làm đi." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lý Sán thấy Lâm Thanh Diện cổ ý muốn để Vương Đan làm thủ tục cho anh, cũng lộ ra một tia khó chịu. Có điều ngay sau đó cô ta liền đưa ra tuyệt chiêu của mình. Chỉ thấy Lý Sán khôi phục nụ cười, sau đó dính lại gần Lâm Thanh Diện, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, ghé vào tai anh nói, chỉ cần anh tìm tôi mua xe, tối nay chúng ta có thể vui vẻ. Vương Đan thấy Lý Sán như vậy, trong lòng có chút tuyệt vọng. Trước đó không lâu cô cũng đã thấy Lý Sán dùng cách này để cướp mối làm ăn của các đồng nghiệp khác. Đàn ông bình thường rất khó kháng cự lại loại chuyện này, cô thấy mỗi làm ăn này của cô chỉ e là phải cho Lý Sán rồi. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe được lời của Lý Sán, nhất thời sắc mặt tối lại, sau đó giơ tay đẩy Lý Sán ra, lạnh giọng nói, "Cút." Lý Sán này tuy có chút quyến rũ nhưng còn kém xa hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện tất nhiên không thèm để vào mắt loại bôi son chát phấn này lý sán có chút không dám tin nhìn lâm thanh diện không ngờ chiêu này của cô ta không có hiệu quả với lâm thanh diện lâm thanh diện quay đầu nhìn vương đan mở miệng nói cô làm thủ tục cho tôi đi vương đan kinh ngạc nhìn lâm thanh diện trong lòng dâng lên một tia cảm kích sau đó nhanh chóng gật đầu đưa lâm thanh diện đi làm thủ tục lý sán nhìn vương đan một cái âm ngoan lạnh giọng nói con đĩ dám cướp mối làm ăn của bà đây nói cho cô biết quan hệ của tôi với quản lý không phải bình thường đâu, cứ coi như anh ta tìm cô, thì phần tiền này cũng không vào tay cô đâu. Lâm Thanh Diện đi theo Vương Đan đến chỗ làm thủ tục, mấy câu lý xá nói vừa nãy anh cũng đã nghe thấy rồi, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Vương Đan nghiêm túc làm xong thủ tục cho Lâm Thanh Diện, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi anh có muốn trả góp không? Không cần, thanh toán một lần là được rồi, Lâm Thanh Diện rút thẻ ngân hàng của mình ra. Trong lòng Vương Đan sướng sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn thanh thanh toán trong một lần, nhưng đây là hơn 3 tỷ đó. Lúc Vương Đan chuẩn bị quẹt thẻ, Lý Sán dẫn theo một người đàn ông đến. Người đàn ông này là quản lý của cửa hàng 4S này, ông ta nhìn Vương Đan một cái sau đó mở miệng. Vương Đan, giao công việc trên tay cho Lý Sán làm trước đi, phòng làm việc của tôi cần sắp xếp một chút, cô đến giúp chút đi. Lý Sán đắc ý liếc Vương Đan một cái, trong lòng nghĩ đấu với tôi cô còn non lắm vẻ mặt vương đan ủy khuất tất nhiên cô biết vì sao quản lý bảo cô đi chỉ là lời của quản lý cô không thể không nghe anh này để lý sán làm cho anh đi cô ấy là nhân viên tiêu thụ doanh số vàng của chúng tôi nhất định sẽ phục vụ anh tốt quản lý cũng cười nói với lâm thanh diện lý sán nở một nụ cười dịu dàng với lâm thanh diện cũng không cảm thấy làm vậy có gì là không ổn cô mau đi đi như vậy sẽ khiến khách hàng chờ lâu Lý Sán đẩy đẩy Vương Đan. Vương Đan bất đắc dĩ, lập tức đứng dậy. "Đợi đã." Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người đều nhìn Lâm Thanh Diện, quản lý lúc đó đã nghe Lý Sán nói đây là khách hàng, biết anh rất có khả năng sẽ bảo Vương Đan làm thủ tục cho, cho nên đã nghĩ xong lý do từ chối. "Cô ấy là em gái tôi, hôm nay tôi mua xe cho cô ấy, cho nên phần thủ tục này phải để cô ấy làm." Lâm Thanh Diện mở miệng. "Ra vậy?" quản lý định khuyên Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không cho ông ta cơ hội này, trực tiếp đưa thẻ ngân hàng của mình cho quản lý nói, tấm thẻ ngân hàng này chắc là ông biết chứ. Lý Sán bên cạnh trong lòng cười lạnh, nghĩ quan hệ của tôi với quản lý không phải là các người có thể tưởng tượng được, lẽ nào anh còn dùng một tấm thẻ ngân hàng để bảo quản lý nói giúp Phương Đan Ư. Đúng là buồn cười. Quản lý nhận lấy thẻ ngân hàng trong tay Lâm Thanh Diện, nhìn kỹ sau đó hai mắt lập tức mở lớn. Đây. Là thẻ đen của ngân hàng thế giới, quản lý kinh nghỉ nói. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, tấm thẻ ngân hàng này đại biểu cho cái gì chắc ông cũng rõ, hôm nay tôi mua xe cho em gái, nếu các người ở đây là không tệ sao tôi lại mua tiếp, nếu bạn bè tôi muốn mua xe, tôi sẽ giới thiệu họ qua đây. Quản lý nuốt nước bọt, ông ta hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lâm Thanh Diện, có thẻ đen của ngân hàng thế giới, ai không phải là nhân vật lớn mua một chiếc xe hơn 3 tỷ đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào ăn một bữa cơm. Hơn nữa những người này có mối liên hệ chặt chẽ, nếu có thể có mối quan hệ tốt với anh ta, những lợi ích có thể mang lại vô cùng to lớn. Quản lý là một người khôn ngoan, tất nhiên ông ta rõ lý sán với thẻ ngân hàng thế giới, cái nào quan trọng, chẳng qua lý sán chỉ là một đối tượng mập mờ của ông ta mà thôi, chỉ cần có tiền rồi, phụ nữ như vậy ông ta có thể có rất nhiều cho nên ông ta lập tức xoay người cười nói với lâm thanh diện tôi hiểu tôi sẽ bảo vương đan làm tiếp thủ tục cho anh hơn nữa sau hôm nay sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn lâm thanh diện gật đầu không nói gì anh chỉ là thấy thái độ của vương đan đối với anh không tệ cho nên mới thuận tiện giúp một phen lý sán bỗng nhiên thấy quản lý thay đổi thái độ vẻ mặt khó hiểu mở miệng hỏi quản lý không phải đã nói cho em xử lý mối làm ăn này ư sao lại để con đĩ vương đan này làm rồi quản lý trường lý sán một cái nói sau này vương đan là em gái của tôi nếu cô còn dám cướp mối làm ăn của cô ấy tôi sẽ đuổi cô thẳng cốt được rồi giờ cô giúp tôi thu dọn phòng làm việc đi chuyện ở đây để vương đan làm đi lý sán nhất thời kinh ngạc không ngờ quản lý vẫn luôn đứng về phía cô ta lại nói chuyện thay vương đan vẻ mặt cô ta khó hiểu nhìn lâm thanh diện một cái không hiểu chuyện gì xảy ra quản lý sợ lâm thanh diện không vui mau chóng kéo cô ta rời khỏi đây vẻ mặt vương đan cũng mờ mịt nhìn lâm thanh diện không ngờ được quản lý vì một câu nói của lâm thanh diện mà bỗng nhiên đối tốt với cô như vậy có điều cô cũng hiểu ra rất nhanh chắc chắn lâm thanh diện là một nhân vật lớn mới có thể khiến quản lý cung kính như vậy cô cảm kích nhìn lâm thanh diện mở miệng nói anh thực cảm ơn anh nếu không phải anh thì em ở đây chị e lại phải chịu nhiều khi dễ rồi nhấc tay chỉ lao hơn nữa cô làm cũng không tệ đây cũng là điều cô nên nhận được, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Vương Đan cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa mà nhanh chóng làm nốt thủ tục cho Lâm Thanh Diện, sau khi thanh toán xong chiếc Range Rover kia cũng trở thành xe của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trực tiếp lái xe rời khỏi cửa hàng 4S, Vương Đan cảm kích nhìn anh rời đi, vẻ mặt mấy nhân viên tiêu thụ trong cửa hàng đều tràn đầy ghen tị, hối hận lúc đó sao lại không tiếp đãi Lâm Thanh Diện. Sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi 4S, cũng không về mà lái thẳng đến cửa công ty của hứa Bích Hoài, dừng xe bên đường đợi hứa Bích Hoài tan làm. Trong lòng hứa Bích Hoài cả ngày nay đều dối như tơ vò, hôm qua thím phương châm chọc nhà cô không mua nổi xe, hôm nay đến công ty đồng sự cũng đang nói đến chuyện xe cộ. Không ít đồng nghiệp trong nhà đều đã mua xe rồi, sau đó còn chạy đến trước mặt hứa Bích Hoài khoe khoang, tất nhiên trong lòng cô không vui vẻ gì rồi. Nhất là cô còn coi như là cấp trên của mấy người đó, cấp dưới cũng đã mua xe rồi, cô làm cấp trên lại không có tiền mua xe, vừa nghĩ vậy đã khiến hứa Bích Hoài cảm thấy mất mặt. Đảo mắt đã đến giờ tan làm, hứa Bích Hoài cùng một đám người ra khỏi công ty, mọi người vẫn đang thảo luận về chuyện xe cộ. Trong lòng hứa Bích Hoài nghĩ hôm nay may mà cô tự lái xe điện đến, nếu không để Lâm Thanh Diện đến đón cô thì mặt mũi của cô mất sạch rồi. Chồng tôi vừa được phát thưởng cách đây không lâu, chúng tôi lấy số tiền đó mua xe, hôm nay chồng tôi lái đến đón tôi đó. Thật không, chồng tôi cũng lái đến đón tôi, chiếc xe kia nhà tôi mua lâu rồi, có điều cũng khá đắt, hơn 900 triệu, khá bền. Hâm mộ quá, cái nhà tôi mới có mấy trăm triệu thôi, tôi không có mặt mũi nào bảo chồng đến đón mình cả. Mấy người líu ra líu díu, sau đó anh mắt hướng về phía hứa Bích Hoài. Bích Hoài, cô cũng đã thăng chức rồi, lương cũng nhiều hơn chúng tôi, trong nhà có phải đã mua xe rồi đúng không? hôm nay chồng cũng lái xe đến đón cô chứ một người mở miệng hỏi người này biết ngày nào lâm thanh diện cũng lái xe điện đến đón hứa bích hoài cố ý hỏi vậy để cô khó xử dù sao cô ta không phục hứa bích hoài làm cấp trên của mình vẻ mặt hứa bích hoài lúng túng mở miệng nói không không tôi lái xe điện đến mấy người đi trước đi tôi đi lái xe điện giờ cô chỉ muốn mau chóng tách khỏi mấy người này thoát khỏi cảnh xấu hổ này Mấy người đồng nghiệp cười lạnh nhìn dáng vẻ chật vật của Hứa Bích Hoài, vô cùng đắc ý. Thăng chức thì đã sao, còn không phải là gả cho một kẻ vô dụng không mua nổi xe đấy ư? Lúc Hứa Bích Hoài chuẩn bị lấy xe điện, một chiếc xe bên kia đường bỗng nhiên vang lên tiếng còi khiến mọi người giật mình. Mọi người quay đầu nhìn qua thì thấy một chiếc Range Rover, lập tức hai mắt mở to. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 66, tôi đã lái xe về rồi, qua. Wow này chiếc xe đẹp quá, đúng là Land Rover, chắc chắn rất đắt. Đây là Land Rover Range Rover, nghe nói phải hơn 3 tỷ, đây mới là siêu xe. Xe này còn tốt hơn xe nhà tôi, đúng là hâm mộ, cũng không biết chiếc xe này tới đón ai. Một đám người bàn luận sôi nổi, đều bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Land Rover này. Hứa Bích Hoài cũng nhìn thoáng qua chiếc xe kia, ánh mắt mất mát càng nhiều, chiếc xe này vô cùng đắt, Hiện tại cô còn không mua nổi chiếc xe mấy trăm triệu, đừng nói đến siêu xe này. Mấy người cảm thấy chiếc xe này tới đón ai? Đột nhiên có người mở miệng hỏi. Ai biết được, không biết người may mắn nào, nhưng tôi biết chắc chắn không phải tới đón Hứa Bích Hoài, chỉ là đời này ông chồng vô dụng của cô ta cũng không mua nổi xe đắt tiền như thế. Nói đúng lắm, đón ai cũng không thể tới đón Hứa Bích Hoài. Mấy người cười vang lên. Lúc này cửa sổ xe Land Rover từ từ hạ xuống lộ ra Lâm Thanh Diện ngồi ở ghế lái. Hứa Bích Hoài vốn định xoay người đi rồi, nhưng sau khi cô nhìn thấy người ngồi ghế lái trên Land Rover là Lâm Thanh Diện thì lập tức ngây giải. Những người đồng nghiệp của Hứa Bích Hoài đã gặp qua Lâm Thanh Diện, cho nên bọn thấy thấy người trên xe là Lâm Thanh Diện thì vẻ mặt cũng tràn đầy khiếp sợ. Trên mặt Lâm Thanh Diện mỉm cười, sau đó nói với Hứa Bích Hoài, "Vợ ơi, mau lên xe, anh đón em về nhà." hứa bích hoài đứng tại chỗ một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng lúc này lâm thanh diện tự mình xuống xe mở cửa ghế phụ ra dùng động tác xin mời với hứa bích hoài hứa bích hoài ngơ ngác đi qua đó giống như nằm mơ ngồi xuống ghế phụ trên mặt những người đồng nghiệp kia đầy ghen ghét nhìn hứa bích hoài ngồi vào trong xe ánh mắt tràn ngập oán hận lâm thanh diện cười lên xe mang theo hứa bích hoài chạy về phía nhà mình không phải nói lâm thanh diện là tên vô dụng à Sao anh ta mua nổi chiếc xe đắt tiền như vậy? Trời ơi, đó là chiếc xe hơn 3 tỷ đó, lúc đó chúng ta còn chê cười Bích Hoài, không ngờ người ta ngồi lên siêu xe. Ai biết được có phải anh ta mua chiếc xe này hay không, không chừng là đi mượn. Trên đường, Hứa Bích Hoài lấy lại tinh thần, mở miệng nói với Lâm Thanh Diện, xe điện của em vẫn còn ở công ty. Ngày mai anh giúp em lái về. Lâm Thanh Diện cười mở miệng. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái mở miệng hỏi anh lấy chiếc xe này ở đâu ra nếu anh mượn người ta thì mau trả cho người ta đi cô vẫn không tin lâm thanh diện mua xe này anh mua xe này sau này anh đưa em đi làm thì có thể dùng chiếc xe này lâm thanh diện cười mở miệng anh mua hứa bích hoài kinh ngạc kêu một tiếng cô vốn dĩ cho rằng ngày hôm qua lâm thanh diện nói đùa không nghĩ tới anh thật sự mua một chiếc hơn nữa lại là siêu xe hơn ba tỷ nhưng chiếc xe này đắt như vậy Tôi nghe người ta nói chiếc xe phải hơn 3 tỷ, Hứa Bích Hoài mở miệng. Vẫn tốt, hơn 3 tỷ, thật ra cũng không bao nhiêu tiền, Lâm Thanh Diện trả lời nói. Hứa Bích Hoài lập tức cạn lời, hơn 3 tỷ lại không coi là nhiều, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Đến lúc này, Hứa Bích Hoài mới nhớ tới mình vẫn luôn muốn hỏi Lâm Thanh Diện một vấn đề. Lâm Thanh Diện, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài một cái, mở miệng nói, "Ờ, nói thế nào nhỉ dù sao đủ nuôi em đến già hứa bích hoài thấy lâm thanh diện không trả lời thẳng nên cũng không tiện hỏi nhiều nhưng nếu chỉ nuôi cô đến già thì có lẽ lâm thanh diện cũng không còn nhiều tiền hứa bích hoài nghĩ muốn nuôi cô qua nửa đời nữa thì thật ra không cần nhiều tiền xem ra lâm thanh diện mua chiếc xe này cũng không còn lại nhiều tiền hứa bích hoài nghĩ thâm đồng thời trong lòng cô cũng có chút cảm động bởi vì gần đây lâm thanh diện thể hiện khả năng kinh tế làm cho người ta kinh ngạc mà lâm thanh diện dùng toàn bộ số tiền đó lên người cô mà cô không biết lâm thanh diện nói nuôi cô đến già là có thể làm cho cô giống như nữ hoàng không lo ăn không lo mặc không buôn không lo đi qua nửa đời lâm thanh diện nghe hứa bích hoài hỏi vấn đề này thì đột nhiên khẽ ho khan hai tiếng mở miệng nói chuyện đó có phải em muốn tịch thu tiên riêng của anh đúng không nếu em muốn tịch thu thì anh có thể đưa hết cho em Hứa Bích Hoài có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại nghĩ như thế. Đó là tiên của anh, em sẽ không cần, hơn nữa có lẽ anh không còn lại nhiêu tiên, mẹ em lại không tốt với anh, anh vẫn nên giữ lại cho mình đi. Hứa Bích Hoài mở miệng, Lâm Thanh Diện cũng không nói nữa, lái lên rover một đường về nhà. Hai người đi lên lầu, vừa vào cửa thì thấy Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa u ám nhìn về phía cửa. Một nhà ba người tím phương ngồi trong phòng khách, khi thấy Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài trở về thì lập tức đứng lên. Lâm Thanh Diện đã về rồi, chúng tôi tới xem xe cậu mua, không phải ngày hôm nay cậu muốn mua xe sao, thế nào, cậu lái xe về chưa? Thím Phương cười hỏi. Tống Huyền Khanh lập tức tiến lên, mở miệng nói, Thím Phương, cô đừng nghe Lâm Thanh Diện khoác lác, cậu ta là người thế nào thì trong lòng cô không biết sao, ngày hôm qua cậu ta nói giỡn thôi. Đúng đúng đúng, Lâm Thanh Diện chỉ đùa với mọi người thôi, sao cậu ta có thể thật sự mua xe, hứa quốc hoa phụ họa nói. Thì ra là nói đùa, tôi còn nói hôm nay xem xe của Lâm Thanh Diện có khác gì với của Minh Minh nhà chúng tôi hay không. Vẻ mặt của trông tím Phương thất vọng nói. Lâm Thanh Diện, anh không mua xe à, không mua thì đừng nói bừa, làm hại chúng tôi uổng công đến đây một chuyến, Minh Minh không hề khách sáo nói với Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa đen mặt đến mức có thể nhỏ ra mực, bọn họ định chờ cả nhà thím phương về rồi thì sẽ dạy dỗ lâm thanh diện một trận. Hứa Bích Hoài nhìn cả nhà thím phương với ánh mắt khinh thường, cô đột nhiên cảm thấy không sao cả, dù sao lâm thanh diện thật sự lái xe về nhà. Tôi đã lái xe về rồi, đậu ở dưới lầu, lâm thanh diện mở miệng. Tất cả mọi người sừng sốt, Tông Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa không tin, Tống Huyền Khanh chừng mắt nhìn lâm thanh diện nói, cậu ở đây nói bậy bạ gì đó. Cậu lái xe lúc nào, cậu nghĩ chúng tôi là đồ mốc sao? mẹ, con thật sự lái xe về nhà. các người không tin thì có thể đi xuống xem. lâm thanh diện mở miệng. đúng vậy đó mẹ. xe đậu ở dưới lâu. hứa bích hoài cũng nói một câu. thì ra là mua thật. vậy chúng ta đi xuống nhìn xem đi. coi lâm thanh diện mua xe gì. thím phương cười nói. sau đó cả nhà thím phương đi ra cửa xuống lâu. tống huyền khanh chừng mắt nhìn lâm thanh diện một cái mở miệng nói, tên khốn khiếp này, tôi mặc kệ cậu lấy chiếc xe nát nào lừa gạt chúng tôi, khi nào trở về thì tôi sẽ xử lý cậu một trận. Bà ta nói xong thì đi với hứa quốc hoa ra ngoài. Lâm Thanh Diện nhún vai, cùng hứa bích hoài đi xuống lầu. Ở dưới lầu, cả nhà thím phương nhìn lướt qua xung quanh một cái, sau đó chỉ vào chiếc xe cũ nát ba sát cách đó không xa mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, đây là chiếc xe cậu mua sao? Thì ra là mua hàng Second Hand, tôi còn tưởng là xe mới, làm cho tôi đi chuyến này đúng là lãng phí thời gian, vẻ mặt minh minh khinh thường mở miệng nói. Đúng vậy, Lâm Thanh Diện, tôi còn nói cậu mua xe mới, sao lại mua chiếc xe nát con hen này chứ, thím phương khinh thường nói. Mặt mũi Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa đen tui, Tống Huyền Khanh lập tức chửi ầm với Lâm Thanh Diện, cậu còn mang đống sắt vụn này về nhà làm gì, cậu có tặng cho tôi chiếc xe nát này cũng không cần, cậu còn dùng tiền đi mua, đúng là làm cho tôi mất mặt. Lâm Thanh Diện không sốt ruột, mà đưa tay chỉ Land Rover ở bên kia rồi mở miệng nói, tôi mua xe bên kia, không phải chiếc xe này. Mọi người nhìn theo ngón tay Lâm Thanh Diện chỉ thì thấy chiếc xe Land Rover mới tinh, tất cả đều giật mình. Đây là xe, Lâm Thanh Diện mua sao? Thím Phương khó tin nói một câu. Mọi người đi qua chiếc xe Land Rover bên kia, cẩn thận quan sát chiếc xe này, ánh mắt lộ ra kinh ngạc và cảm thán. Lâm Thanh Diện, đây là xe cậu mua. Tống Huyền Khanh có chút không tin, xác nhận lại với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, "Không sai, hôm nay con vừa mua, biên lai like còn ở trên xe." Cả nhà Thím Phương nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thì không khỏi ghen ghét, chiếc xe này rõ ràng còn tốt hơn nhà bọn họ nhiều, trong lòng bọn họ tự nhiên cảm thấy không cân bằng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì Lâm Thanh Diện vốn không có công việc, hơn nữa ở nhà lại có địa vị thấp như thế, sao có thể có tiền mua xe mới? cho nên cả nhà thím phương cảm thấy hứa bích hoài vay tiên đi mua chiếc xe này, cho Lâm Thanh Diện mặt mũi. Thím phương còn cảm thấy hứa bích hoài vừa thăng chức không bao lâu, trong tay chắc chắn không có nhiều tiền, có lẽ chiếc xe này nhìn đẹp bên ngoài mà thôi, nếu so sánh với xe của Minh Minh nhà bọn họ thì còn kém xa. Lúc này vẻ mặt Minh Minh khiếp sợ nhìn chiếc Land Rover này, đương nhiên biết nhãn hiệu của chiếc xe. Hơn nữa cũng nghe người ta nói chiếc Land Rover Range Rover rẻ nhất cũng hơn 3 tỷ bởi vì chưa từng có thay qua chiếc xe đắt như thế, cho nên chỉ lo quan sát xe, cũng không rảnh nói chuyện với ba mẹ. Thím Phương muốn tìm lại thể diện, quay đầu hỏi Lâm Thanh Diện một câu, Lâm Thanh Diện, cậu mua chiếc xe này chắc tốn không ít tiền nhỉ. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói cũng không nhiều lắm. Thím Phương thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy thì càng thêm chắc chắn chiếc xe của Lâm Thanh Diện không đáng giá bao nhiêu, nhiều nhất là hơn 300 triệu. Nhìn xe này có vẻ rất tốt, nhưng so sánh với xe của Minh Minh nhà tôi thì vẫn còn kém một chút. Xe nhà tôi cũng hơn 600 triệu, có lẽ xe của cậu cũng chỉ hơn 300 triệu, không tính là xe tốt, lát nữa tôi lái xe mình đến đây cho cậu biết chiếc xe hơn 600 triệu là thế nào. Thím Phương đầy đắc y nói. Lâm Thanh Diện cười không nói. Lúc này Minh Minh đúng lúc nghe thấy Thím Phương nói, lập tức chừng mắt nói với bà ta, mẹ, mẹ điên rồi sao, sao chiếc xe nát kia của con so sánh được với xe này chứ. Tím Phương sừng sốt, mở miệng nói, chiếc xe kia của con cũng hơn 600 triệu, sao có thể so sánh với chiếc xe hơn 300 triệu của cậu ta chứ? Ai nói với mẹ chiếc xe này hơn 300 triệu, đây chính là Land Rover Range Rover, ít nhất cũng phải hơn 3 tỷ. Chương 67, âm mưu chiểu Tam Linh và sói đen Tím Phương và chồng bà ta lập tức mở to miệng, giống như nghe chuyện tin giật gân. Con nói cái gì, chiếc xe này hơn 3 tỷ sao? Trông Tím Phương giật mình nói. Minh Minh gật đầu. Tống huyền khanh và hứa quốc hoa cũng đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Thanh diện một cái. Sao có thể, một chiếc xe hơn 3 tỷ chứ? Nhà chúng ta bán cũng không được 3 tỷ, thím phương vẫn không tin. Lúc này hứa quốc hoa mở cửa xe ra nhìn thấy được biên lai trong đó, ông lấy ra xem thì phát hiện trên đó viết 3 tỷ 660 triệu, tim đập nhanh hơn một chút. Là thật, trên biên lai viết rất rõ, hứa quốc hoa mở miệng. Tím Phương và chồng Tím Phương nhanh chóng lại gân xem, sau khi nhìn thấy thì khiếp sợ không nói ra lời. Bọn họ vốn dĩ đều cho rằng Lâm Thanh Diện không mua nổi xe, hiện tại người ta lập tức lái về một chiếc xe hơn 3 tỷ, còn có biên lai, like, bọn họ muốn không tin cũng khó. Khí thế Tím Phương vốn kiêu ngạo lập tức ỉu xìu, chiếc xe hơn 3 tỷ, cho dù bán nhà bà ta cũng không mua nổi. Huyền Khanh, bà đúng là có được con rể tốt, không ngờ mua được chiếc xe đắt như thế làm cho người ta hâm mộ mà. Tím Phương thay đổi thái độ, bắt đầu thật sự hâm mộ Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh cũng vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại lái về một chiếc xe, lại còn giá trị hơn 3 tỷ. Nhưng bà cảm thấy này chắc chắn không phải Lâm Thanh Diện mua chiếc xe này, có mua cũng do con gái bà mua, chắc chắn hứa Bích Hoài đã lập công ở công ty, hứa mạn tranh thưởng cho cô một số tiền lớn. Không sai, nhất định là như thế. Tím Phương, nói bà đừng cười, Lâm Thanh Diện làm gì mua được xe đắt tiên như thế, con gái tôi thể hiện tốt trong công ty nên có tiên thưởng, lúc này mới mua được Tống Nguyên Khanh mở miệng nói. Thì ra là như thế, Bích Hoài đúng là là lợi hại, Thím Phương vẫn đây hâm mộ nói. Mẹ, xe này, hứa Bích Hoài muốn giải thích với Tống Huyền Khanh là Lâm Thanh Diện mua xe này, cô làm gì có tiền thưởng. Được rồi con gái, mẹ đi xem xe này một chút, còn có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Tống Huyền Khanh xoay người nhìn xe, không phản ứng với hứa bích hoài. Huyền Khanh, các người xem đi, chúng tôi đi trước thím phương nói với Tống Huyền Khanh. Được rồi, vậy các người đi nhé, có rảnh tới ngôi xe mới nhà tôi, Tống Huyền Khanh đây đắc y nói. Cả nhà thím phương xám xịt đi lên lầu, cuộc chiến so sánh xe lần này, nhà bọn họ thua hoàn toàn. Tống Huyền Khanh chờ cả nhà thím phương đi rồi thì quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lần này cậu dính ánh sáng của con gái tôi mới không mất mặt trước nhà Thím Phương, nhưng cậu đừng đắc ý, có thể mua xe này thì nhất định không liên quan đến cậu. Lâm Thanh Diện cạn lời, Tống Huyền Khanh không tin anh có thể làm được chuyện gì. Được rồi, đưa chìa khóa xe ra đây. Tống Huyền Khanh mở miệng. Lâm Thanh Diện đưa chìa khóa xe cho Tống Huyền Khanh, sau khi Tống Huyền Khanh cầm lấy thì nói với Hứa Quốc Hoa, nhìn chìa khóa xe xem, sau này không thể để Lâm Thanh Diện chạm vào chiếc xe đắt như thế. Hứa Quốc Hoa gật đầu nói, "Đúng vậy, chiếc xe hơn 3 tỷ đúng là không được để cậu ta lái, tôi thử một chút." Hứa Bích Hoài lập tức thay Lâm Thanh Diện bênh vực kẻ yếu, "Mẹ, dựa vào cái gì không thể cho Lâm Thanh Diện lái xe này chứ, anh ấy mua." "Được rồi con gái, chiếc xe này hơn 3 tỷ, bị chây một chút thì mẹ vô cùng đau lòng, sao có thể để tên vô dụng này chạm vào xe đắt như thế?" Tống Huyền Khanh mở miệng nói. Hứa Bích Hoài thật sự bị bà làm cho tức chết trên đời này người không chịu nói lý nhất là tống huyền khanh lâm thanh diện đưa tay ôm vai hứa bích hoài cười cười với cô mở miệng nói không sao chỉ cần bọn họ vui vẻ là được nhưng anh là người mua xe này mà hứa bích hoài tức giận nói em mua hay anh mua cũng giống nhau hơn nữa xe này cho em đi làm anh có lái hay không cũng không sao cả lâm thanh diện cười nói hứa bích hoài thở dài cô thật sự cảm thấy mình nợ lâm thanh diện thật sự rất nhiều hứa quốc hoa và tống huyên khanh lên xe vẻ mặt đây vui vẻ con gái con không lên ngồi sao ngồi xe hơn 3 tỷ không giống bình thường quá thoải mái tống huyền khanh mở miệng hứa bích hoài liếc mắt nhìn bà mở miệng nói con không môi hai người ngồi đi cô nói xong thì nắm lấy tay lâm thanh diện xoay người đi lên lầu đây là lần đầu tiên hứa bích hoài chủ động nắm tay anh nếu anh dùng một chiếc xe đổi lấy một cơ hội thì lâm thanh diện tình nguyện mua 100 chiếc dù sao anh có rất nhiều tiền, nhưng hứa Bích Hoài chủ động nắm tay anh lại không nhiều. Lâm Thanh Diện, hay là em mời anh ăn cơm nhé, hứa Bích Hoài đột nhiên mở miệng. Lâm Thanh Diện sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói, được rồi, nữ thần mời anh ăn cơm, anh còn vui vẻ không kịp nữa. Hứa Bích Hoài trừng mắt với Lâm Thanh Diện nói, em nghèo lắm, em nói trước em không mời nổi bữa cơm đắt tiền đâu, chỉ có thể mời anh ăn bình dân thôi. Ha ha mặc kệ ăn ở đâu thì chỉ cần có em cũng là món ăn nhất thế giới lâm thanh diện cười nói hứa bích hoài đỏ mặt lên nhưng cảm thấy mình bị lâm thanh diện trêu chọc hừ anh ngày càng giỏi không biết học của ai hứa bích hoài nói thâm một câu sau đó chạy lên lầu cùng lúc đó trong một cây tv ở hồng thành triệu tam linh và sói đen ngồi ở đó đầu sói đen vẫn sưng như đầu heo nhưng so với hôm qua thì đã có thể nhìn ra dáng vẻ lúc đầu của anh ta Mặt mũi Triệu Tam Linh cũng bầm dập, hai người ngồi với nhau, giống như vừa trải qua chuyện khó khăn gì đó. Chẳng qua vết thương của sói đen do Lâm Thanh diện đánh, mà còn vết thương của Triệu Tam Linh lại do sói đen đánh. Hôm qua sau khi tụ tập, mọi người rời khỏi cây tivi, lúc Triệu Tam Linh đi thì đột nhiên bị sói đen kéo chân lại. Triệu Tam Linh vốn dĩ cho rằng sói đen muốn trả thù mình, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng không nghĩ tới sau khi sói đen đứng lên từ mặt đất lại nói muốn hợp tác với anh ta nhưng bởi vì ngày hôm qua sói đen bị đánh quá thê thảm không thể nói chuyện được cho nên hai người hẹn tối hôm nay gặp mặt con mẹ nó ngày hôm qua nếu không phải ông đây uống rượu thì sao có thể bị tên vô dụng lâm thanh diện kia đánh thành đầu heo sói đen uống một ngụm rượu đây tức giận nói cho tới bây giờ anh ta cảm thấy lâm thanh diện có thể đánh mình là vì anh ta uống rượu triệu tam linh cũng uống một ngụm rượu nói đại ca nói không sai mọi người ở hồng thành đều biết lâm thanh diện là tên vô dụng sao có thể là đối thủ của đại ca chứ hơn nữa không biết tên mốc này trộm tiền ở đâu ngày hôm qua còn dám chia tiền ăn cơm với tôi anh ta cũng hận lâm thanh diện thấu xương anh ta mãi mãi không thừa nhận mình không đối phó được với tên vô dụng kia nhưng anh ta nghĩ lại thì đúng là không có cách gì với lâm thanh diện cho nên mới đồng ý hợp tác với sói đen anh ta là người thể diện, rất nhiều thủ đoạn thấp kém, anh ta không dùng cũng không dám dùng, nhưng sói đen lại không quan tâm chuyện này, chỉ cần có thể đạt tới mục đích thì sói đen sẽ không từ thủ đoạn. Chỉ cần sói đen ra tay thì kết cục của Lâm Thanh Diện nhất định vô cùng thê thảm. Đại ca, không biết lần này anh định dùng cách gì đối phó với Lâm Thanh Diện? Triệu Tam Linh mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện chỉ là tên vô dụng mà thôi, muốn đối phó với anh ta đúng là dễ như chờ bàn tay, Tôi tìm cậu tới cũng không phải là vì Lâm Thanh Diện, mà là vì vợ của Lâm Thanh Diện, sói đen cười xấu xa nói. Triệu Tam Linh sừng sốt, mở miệng hỏi, "Đại ca, anh có ý gì?" "Nếu tôi không đoán sai thì cậu cũng thích vợ của Lâm Thanh Diện đúng không? Nếu cậu giúp tôi thì tôi có thể giúp cậu có được hứa bích hoài, thuận tiện phế Lâm Thanh Diện, làm cho cả đời anh ta không thể chạm vào được phụ nữ." Sói đen híp mắt nói. Triệu Tam Linh sáng mắt lên, không nghĩ tới sói đen lại giúp anh ta có được hứa bích hoài, anh ta đúng là yêu thích hứa bích hoài, nếu sói đen giúp anh ta thì không còn gì tốt hơn. Đại ca nói thật sao? Triệu Tam Linh mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật, từ trước đến nay sói đen này nói một lời thì bốn con ngựa cũng không đuổi kịp, chẳng qua tôi giúp cậu có được hứa bích hoài là có điều kiện, sói đen cười nói. Điều kiện gì? Triệu Tam Linh mở miệng hỏi. Ai cũng biết hứa Bích Hoài là người đẹp nổi tiếng hồng thành, hơn nữa cô ấy lại gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện, chỉ sợ Lâm Thanh Diện cũng chưa không chạm qua, cho nên sau khi tôi giúp cậu phế Lâm Thanh Diện thì lần đầu tiên của hứa Bích Hoài phải cho tôi. Trong lòng triệu tam linh lục bộp, không nghĩ tới sói đen lại có suy nghĩ này. Nhưng anh lấy lần đầu tiên của hứa Bích Hoài lần đầu tiên, cô ấy chắc chắn không chịu để yên, triệu tam linh mở miệng nói. Trên thế giới này có rất nhiều cách làm cho người ta mất đi ý thức, cậu không cần lo lắng chuyện này, chỉ cần cậu đồng ý, đến lúc đó tôi đảm bảo cô ấy cũng không biết gì hết, sói đen mở miệng. Triệu Tam Linh lập tức dối rắm anh ta muốn lần đầu tiên của hứa bích hoài cho mình, nhưng nếu sói đen không giúp anh ta giải quyết lâm thanh diện, anh ta sẽ không có cơ hội có được hứa bích hoài. Mẹ nó, lần đầu tiên gì chứ, chỉ cần hứa bích hoài là của mình thì bao nhiêu lần của cô ấy cũng là của mình, Triệu Tam Linh lấm bẩm nói. Anh yêu thích hứa bích hoài, càng nhìn chúng cơ thể hứa bích hoài, cho dù sói đen lấy đi một lần trong lòng anh ta cũng hoàn toàn không cảm thấy gì được tôi đồng ý triệu tam linh mở miệng nói sói đen thấy triệu tam linh đồng ý thì nở nụ cười sau đó đứng dậy mở miệng nói đi thôi tôi đưa cậu đi tới một nơi mượn mấy người giúp đỡ giải quyết tên vô dụng lâm thanh diện cậu nhớ kỹ lát nữa không được nhiều lời triệu tam linh lập tức gật đầu hai người ra khỏi cây tv gọi xe đi đến câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh Sói đen mang theo Triệu Tam Linh đi vào, một lát sau, một người đi từ bên trong ra, chính là Lý Huỳnh Thái. Sói đen, sao tên nhóc cậu lại đến đây? Cậu bị ai đánh? Sao giống như đầu heo vậy? Lý Huỳnh Thái mở miệng. Anh Lý, chuyện này rất bực bội, lần này em tới tìm anh mượn mấy người, sau đó báo thù tên đã đánh em. Sói đen mở miệng nói. Không thành vấn đề, không phải chỉ có mấy người sao? Cậu chờ đi, tôi đi gọi cho cậu. Lý Huỳnh Thái sảng khoái đồng ý. chương 68, bẻ gầy cổ máy. Cuối tuần, Lâm Thanh Diện thức dậy liền mặt mày vui vẻ, như vừa ăn mật ngọt. Hôm qua hứa Bích Hoài muốn mời anh ăn cơm, anh đương nhiên vô cùng hương phấn. Hứa Bích Hoài đánh răng rửa mặt xong, bỗng nhiên nói với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, anh đến nhà hàng Xuân Giang trước đi, vừa nãy ông nội đột nhiên gọi điện cho em, kêu em đến công ty xử lý chút văn kiện. Lâm Thanh Diện nhìn hứa Bích Hoài, hỏi xảy ra chuyện gì sao cũng không có chuyện gì lớn hình như là chúng ta muốn bàn chuyện hợp tác với một công ty con của tập đoàn thiên dương em phải chỉnh sửa mấy văn kiện khá quan trọng trước hứa bích hoài đáp hợp tác với tập đoàn thiên dương sao nếu cần anh có thể giúp đỡ anh có bạn ở tập đoàn thiên dương lâm thanh diện nói hứa bích hoài mặt đây kinh ngạc không nghĩ tới lâm thanh diện lại còn có bạn ở tập đoàn thiên dương hẳn cũng không cần đâu chúng ta chỉ là định bàn bạc một chút với người ta có quá nhiều người cạnh tranh hạng mục này công ty chúng em chỉ có thể xem là tâm trung trong đó em đoán ông nội cũng chỉ là muốn thử một chút không thật sự định bàn thành đâu hứa bích hoài nói được rồi vậy em có cần thì cứ tìm anh lâm thanh diện nói hứa bích hoài gật đầu sau đó bèn vội vàng tới công ty lâm thanh diện lại sắp xếp đơn giản một chút sau đó bèn đến nhà hàng xuân giang hứa bích hoài đã đặt sẵn chỗ ở đây anh chỉ cần ở đây đợi cô xử lý xong chuyện công ty rồi đến là được đến cửa nhà hàng xuân giang lâm thanh diện vừa muốn vào thì đã nghe thấy phía sau có người gọi tên anh anh diện lâm thanh diện xoay người thấy một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đi về phía mình người này chính là tân cương lần trước giúp anh xem đồ cổ ở biệt thự thiên vân tân cương là thủ hạ đắc lực của lý huỳnh thái cho nên cũng biết mối quan hệ giữa lý huỳnh thái và lâm thanh diện Lý Huỳnh Thái trước đó cũng đã nói với anh ta, kêu anh ta cho dù là đắc tội với chính Lý Huỳnh Thái anh ta, cũng không được chọc tới Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy là Tân Cương, cũng cười cười, hỏi anh ở đây làm gì? Tôi đến đây giúp một người bạn, nghe nói là bị đánh, hôm nay định báo thủ Tân Cương nói. Bạn mà anh ta nói, đương nhiên chính là sói đen, sói đen cũng xem là một đàn em trước đây Lý Huỳnh Thái từng dùng, cho nên bình thường có khó khăn gì, Lý Huỳnh Thái cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tân Cương lần này chính là đến giúp Sói Đen, chỉ là Sói Đen chỉ nói với anh ta muốn xử lý một người, đợi lúc cần thiết sẽ gọi anh ta, về phần xử ai thì không nói. Anh ta cũng lười hỏi, nhưng nếu anh ta biết mục tiêu của Sói Đen chính là Lâm Thanh Diện, e là đánh chết anh ta, anh ta cũng sẽ không tới. Đương nhiên rồi, nếu thật sự biết, e là Lý Huỳnh Thái sẽ trực tiếp diệt Sói Đen lâm thanh diện gật đầu với tân cương nói anh đi làm việc của anh đi tôi vào trước tân cương lập tức gật đầu anh diện có việc thì gọi tôi lâm thanh diện không nói chuyện trực tiếp vào nhà hàng xuân giang anh vào không bao lâu sói đen đã dẫn đám đàn em của hắn tới con hẻm nhà hàng xuân giang tân cương đã dẫn người chờ ở đó anh tân sói đen cười bước tới chào hỏi tên nhóc cậu cmn còn biết tới à để tôi đợi lâu như vậy rốt cuộc là ai khiến cậu điều động người như vậy? Tân Cương hỏi, thực ra cũng không phải người lợi hại bao nhiêu, chính là một phế vật, em đã hỏi thăm được hắn hôm nay đến đây ăn cơm, đợi lát nữa em dẫn người của em vào xử hẳn trước, nếu không xử được, lại gọi anh Tân và người của anh vào giúp, sói đen cười nói. Được, vậy các cậu nhanh chút, xử lý sớm xong tôi còn dẫn anh em uống rượu nữa, Tân Cương nói. Không thành vấn đề, lát nữa xử lý xong người bên trong, Em mời anh Tân cùng đi uống rượu. Sói đen cười nói. Hắn ta hôm đó hỏi thăm được hứa Bích Hoài đặt chỗ ở đây, biết hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện sẽ tới đây ăn cơm, cho nên bèn bàn bạc với triệu tam linh, ra tay ở đây. Hắn vốn định tranh thủ lúc hứa Bích Hoài đi vệ sinh, chúc cô hôn mê, sau đó dùng điện thoại của hứa Bích Hoài gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Diện, kêu Lâm Thanh Diện tới sau nhà hàng Xuân Giang, đến lúc đó sói đen sẽ dẫn người trực tiếp phế Lâm Thanh Diện nhưng vừa rồi sói đen nhận được tin tức, hứa bích hoài một mình tới công ty rồi, cho nên hắn liên vội vàng kêu triệu tam linh dẫn người tới công ty đợi hứa bích hoài, chỉ cần hứa bích hoài ra, liền đánh thuốc mê cô dẫn tới đây. Sau khi phế lâm thanh diện, sói đen sẽ tận hưởng một đêm xuân với hứa bích hoài, hôm sau để triệu tam linh dẫn hứa bích hoài đi, liền nói lâm thanh diện hạ thuốc hứa bích hoài, định chiếm tiện nghi của cô, may mắn triệu tam linh kịp thời tới, phế lâm thanh diện, cứu hứa bích hoài mà hứa bích hoài thuốc phát huy tác dụng, triệu tam linh sợ cô không chịu nổi độ mạnh của thuốc, chỉ đành làm chuyện đó với cô. Như vậy, hứa bích hoài cho dù không muốn ở cùng triệu tam linh, cũng không được. Kế hoạch này theo triệu tam linh và sói đen thấy thì không chút kẽ hở, chỉ đáng tiếc mục tiêu của họ của Lâm Thanh Diện, chỉ cần dính dáng tới Lâm Thanh Diện, kế hoạch này của họ đã thất bại thảm hại từ bước đầu tiên. Lúc sắp trưa, sói đen nhận được tin tức của triệu tam linh, nói hứa bích hoài đã tới tay. Sói đen cười lạnh, lập tức gọi đàn em đến phía sau nhà hàng Xuân Giang, đợi Triệu Tam Linh đưa người tới. Không bao lâu sau, Triệu Tam Linh liền giao hứa Bích Hoài đã hôn mê cho sói đen. Anh ta giao người xong liền đi, dù sao chuyện hôm nay anh ta cũng không tham dự được, để tự mình sói đen giải quyết là được rồi. Trong nhà hàng Xuân Giang, Lâm Thanh Diện ngồi trước bàn, đợi hứa Bích Hoài tới. Anh nhìn thời gian, phát hiện đã sắp tới trưa rồi theo lý mà nói giờ này hứa Bích Hoài hẳn đã tới rồi. Thấy hứa Bích Hoài chậm trễ không tới, Lâm Thanh Diện cũng có chút nôn nóng, bèn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho hứa Bích Hoài. Điện thoại kết nối, bên kia truyền tới lại không phải giọng của hứa Bích Hoài. Nhóc con, mày xem như nhớ tới vợ mày rồi, bây giờ lập tức tới hẻm sau nhà hàng Xuân Giang, nếu không, vợ mày, kha kha. Sói đen nói xong thì cúp điện thoại. Sắc mặt Lâm Thanh Diện biển đổi, trực tiếp đứng dậy, không chút do so dự đi ra phía sau nhà hàng Xuân Giang. Anh nghe ra giọng nói đó là của Sói Đen, điều khiến anh không nghĩ tới là Sói Đen bị đánh thành như vậy, lại vẫn dám tới gây phiền phức, Lâm Thanh Diện hối hận hôm đó không trực tiếp phế Sói Đen. Lâm Thanh Diện bước chân như bay, chỉ phải phút ngắn ngủi đã tới hẻm sau nhà hàng Xuân Giang. Người của Sói Đen đã chờ ở đó, thấy Lâm Thanh Diện tới, ai nấy mặt đều lộ ra nụ cười âm hiểm trong số họ có không ít người từng bị Lâm Thanh Diện đánh, đương nhiên là muốn tìm anh báo thù. Sói đen cầm gậy sắt trong tay, cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói, nhóc con, xem ra mày rất nôn nóng, nhanh như vậy đã tới rồi. Vợ tôi ở đâu, giọng Lâm Thanh Diện lạnh lẽo, tràn ra sát khí vô tận. Kha kha, tìm vợ mày làm gì, qua ngày hôm nay, mày cũng không cần vợ nữa. Vợ mày để tạo hưởng thụ đi Sói đen quát to Mày tìm chết lâm thanh diện nắm chặt nắm tay sói đen mặt đây khinh thường nói bớt cmn ra vẻ ở đây cho tao hôm đó nếu không phải ông đây uống rượu giả mày cho rằng mày có thể là đối thủ của tao hôm nay liền cho mày thử xem sự lợi hại của ông đây từ nay về sau để mày làm một phế vật thực thụ sói đen nói xong đàn em của hắn liền xông về phía lâm thanh diện lần này trong tay chúng đều cầm hung khí cho nên không chút sợ hãi lâm thanh diện Lâm Thanh Diện khẽ híp mắt, đợi đám người này xông tới, dứt khoát đoạt gậy trong tay một người trong số đó, hung hăng đánh lên người đám người này. Sói đen cũng nhào về phía Lâm Thanh Diện, đập gậy sắt trong tay lên đầu anh, Lâm Thanh Diện thấy vậy, nhanh chóng tránh đi, sau đó đánh một gậy lên chân sói đen, cây gậy đó đứt gãy. Đờ mờ, ông đây hôm nay không uống rượu giả, sao vẫn đánh không lại tên mắt này. Sói đen mặt đau đớn, che chân mình kêu gào lâm thanh diện lấy một địch người chỉ trong chớp mắt đã vật ngã đám người này xuống đất anh bóp chặt cổ sói đen lạnh giọng nói giao người ra nếu không tao bẻ gãy cổ mày sói đen vô cùng sợ hãi nói mày buông tao ra tao cho người đưa vợ mày tới lâm thanh diện buông tay sói đen vội lấy ra điện thoại chỉ là hắn không phải cho người đưa hứa bích hoài tới mà là gọi cho tân cương anh tân các anh mau tới tên nhóc này không biết uống thuốc gì, em sắp không chống đỡ nổi rồi. Cúp điện thoại, sói đen mặt đây hung ác nhìn Lâm Thanh Diện, nói, may mắn tao để lại phương án sau, nếu không thật sự không làm gì được mày rồi, đại ca tao sẽ lập tức tới, mày chờ chết đi. chương 69, cậu không nên chọc tới anh ấy. Mắt Lâm Thanh Diện híp lại, điều anh căm hận nhất chính là bị người ta lừa dõi, sói đen này không thể nghi ngờ đã lên bảng đen của Lâm Thanh Diện. Mày lừa tao, Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Sói đen cười to ha ha, nói, lừa mày thì sao, đại ca tao và người của anh ấy đang ở gần đây, vài phút thôi thì có thể chạy tới, đợi anh ấy tới, chẳng lẽ mày cho rằng tao còn sợ mày. Đã vậy, vậy tao đợi đại ca mày tới, rồi xử mày, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt mở miệng. Giống như trừ cò tận gốc, sau như sói đen còn có người, vậy anh muốn xem xem, rốt cuộc là ai, lại dám nhăm vào hứa bích hoài bất kể là ai dám nhắm vào hứa bích hoài, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Sói đen cười lạnh, lòng nghĩ Lâm Thanh Diện thật sự là đồ ngốc, lại còn muốn ở đây đợi đại ca hắn tới, theo hắn thấy, điều này như đang tìm chết. Nhóc con, tao khuyên mày vẫn là tranh thủ cơ hội trốn đi, vợ mày để lại cho tao, nếu không đợi đại ca tao tới, mày hối hận cũng không kịp. Sói đen cười lạnh nói. Lâm Thanh Diện không nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn sói đen ngã trên mặt đất sói đen thấy Lâm Thanh Diện cũng không bỏ chạy, trong lòng càng thêm cười lạnh, chào phúng nói, thật sự là ngu ngốc, cho hắn cơ hội bỏ chạy hắn lại không trân trọng, hắn đã tự mình đưa lên hỏng súng, vậy đừng trách hắn ta không khách sáo. Không bao lâu sau, tiếng bước chân từ không xa truyền tới, sói đen lập tức bỏ dậy, sau đó mặt đầy hương phấn nhìn đám người chạy tới. Anh Tân, anh cuối cùng đến rồi, tên oát này không biết uống thuốc gì, biết đánh đấm muốn chết, nếu không, Em cũng sẽ không gọi mọi người tới, Sói đen đầy cung kính nói. Tân Cương nhìn Sói đen, bĩu môi, nói, thật là vô dụng, là ai đánh cậu, tôi đến xử. Sói đen lập tức vươn tay chỉ Lâm Thanh Diện, áp độc nói, anh Tân, chính là tên nhóc con không biết trời cao đất dày này, hắn chính là phế vật cả hồng thành đều biết, nếu anh xử hắn, nhất định không phí chút sức lực. Nói xong, Sói đen lại nhìn Lâm Thanh Diện, cười lạnh nói, nhóc con, đại ca tao tới rồi mày mau quỳ xuống cầu xin, tao còn có thể xin đại ca tao tha mạng cho mày, nếu không, hôm nay mày đừng mơ ra khỏi con hẻm này. Lâm Thanh Diện thấy người dẫn đầu đám người tới là Tân Cương, cũng sững sốt, biểu cảm bỗng chốc trở nên đùa cợt. Tân Cương theo ngón tay của sói đen nhìn sang, ánh mắt rơi trên người Lâm Thanh Diện, trong lòng thoáng chốc lột bộp. Anh ta nghiêng đầu nhìn sói đen, không biết tên não tàn này sao lại chọc đến đại tôn Phật Lâm Thanh Diện. Diện, anh Diện, là anh à, thật khéo quá, Tần Cương ngượng ngùng nói với Lâm Thanh Diện. Sói đen mờ mịt, nghiêng đầu nhìn Tân Cương, hỏi, anh Tân, sao anh lại gọi tên phế vật này là anh, hắn là phế vật nổi danh Hồng Thành Lâm Thanh Diện, anh hẳn không phải nhận lầm người chứ. Tân Cương nghiêng đầu trừng mắt sói đen, không nói hai lời cho sói đen cai tát. Cả người sói đen trực tiếp xoay một vòng, sau đó lại ngã xuống đất. Tao thấy mày mới là phế vật, ngay cả anh Diện cũng dám động vào, mày là chán sống rồi sao? Sói đen che mặt, khó tin nhìn chằm chằm Tần Cương, hẳn ta mời Tần Cương tới, là để đối phó với Lâm Thanh Diện, không nghĩ tới bây giờ Tần Cương lại vì Lâm Thanh Diện mà cho hắn một cái tát. Anh Tân, anh sao vậy? Tên này là phế vật đệ nhất Hồng Thành, anh sợ hẳn làm gì? Dựa vào thực lực của anh, một bàn tay cũng có thể bóp chết hắn, sói đen vẫn không hiểu nói. Mày nếu còn nhắc tới hai chữ phế vật, tao trực tiếp may miệng mày lại. Tân Cương không chút do so dự, lại cho sói đen hai cái tát. Anh Tần, anh đánh em làm gì, em là anh em của anh mà. Sói đen che mặt mình, sắp khóc tới nơi. CMM ai là anh em với mày, ông đây mới không có anh em ngu như vậy, bớt CMM bắt quàng làm họ với tao. Tân Cương vội rũ sạch quan hệ giữa mình và sói đen, sợ lâm thanh diện vì chuyện này mà trách tội anh ta. Sói đen mặt mờ mịt, lòng nghĩ lâm thanh diện không phải chính là phế vật sao, sao lại khiến Tần Cương sợ hãi như vậy, ngay cả mối quan hệ với hắn cũng không dám nhận. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện này căn bản không đơn giản như hắn tưởng tượng? Nghĩ tới đây, mắt sói đen bỗng chốc trường to, nhớ tới hai lần Lâm Thanh Diện không phí chút sực lực đã xử lý hắn và người của hắn, người thế này sao có thể là một người tâm thường? Lần trước hắn còn cho rằng là hắn uống rượu giả, nhưng lần này hắn không uống nửa giọt rượu, điều này chỉ có thể chứng minh, lâm thanh diện không phải phế vật mà hẳn luôn cho rằng người này nhất định rất có lai lịch tuy nhiên lúc này muốn hối hận đã muộn rồi lâm thanh diện đi về phía tần cương tân cương vội khom lưng cung kính nói anh diện em thật sự không biết người mà tên ngu ngốc này đối phó là anh nếu biết em nhất định là người đầu tiên phế hắn anh và hắn có quan hệ gì lâm thanh diện hỏi sói đen vốn là một đàn em của anh lý sau đó tự mình ra làm riêng anh lý niệm tình nghĩa trước giờ, có chuyện đều sẽ giúp một tay, nhưng không nghĩ tới lần này hắn lại muốn đối phó anh, Tân Cương vội giải thích. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó nhìn sói đen. Sói đen đã phản ứng lại, hắn vội bò về phía Lâm Thanh Diện, mặt đau khổ, cầu xin, đại ca, anh đại nhân đại lượng, tha cho em lần này, là em có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhắm vào anh, sau này em tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy nữa. Vợ tao đâu? Lâm Thanh Diện hỏi sói đen lúc này mới nhớ tới hứa bích hoài vội vàng lấy điện thoại ra gọi không bao lâu sau có hai người dẫn hứa bích hoài đã hôn mê tới hẻm lâm thanh diện thấy hứa bích hoài chỉ hôn mê cũng thở phào một hơi nhanh chóng đi tới ôm cô lên đại ca em chưa hề đụng vào cô ấy xin anh bỏ qua cho em em sau này không dám nữa sói đen câu xin lâm thanh diện hư lạnh một tiếng nói tao trước giờ không tin lời xin lỗi mày đã làm vậy thì hẳn đã nghĩ tới làm vậy nên chịu hậu quả gì. sắc mặt sói đen biến đổi, biết lâm thanh diện e là sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. đại đại ca, vậy ra tay có thể nhẹ một chút không? sau này em nhất định sẽ là một người mới. sói đen cảm thấy lâm thanh diện cho dù muốn ra tay với hắn, đoán rằng cũng chỉ là đánh hắn một trận. lâm thanh diện nhếch mép nói, mày không còn cơ hội làm người rồi. nói xong, lâm thanh diện bèn bước ra khỏi con hẻm. Tần Cương vội hỏi, anh Diện, ý của anh là... Xử lý đi, tôi không muốn nhìn thấy người này ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Dạ, Tần Cương đáp, mặt sói đen lộ ra kinh sợ, hỏi các, các người muốn làm gì? Tần Cương bất đắc dĩ nhìn hắn, lắc đầu nói, mày không nên chọc vào anh ta. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên trong hẻm, chấn động quả đen trên tường lâm thanh diện dẫn hứa bích hoài tới quán cà phê gần đó cô bị người của sói đen chúc thuốc hôn mê đợi tác dụng của thuốc qua đi thì có thể tỉnh lại khoảng nửa tiếng sau hứa bích hoài mơ mơ hồ hồ mở mắt nghi hoặc nhìn xung quanh thấy lâm thanh diện đang ngồi cạnh mình hỏi em làm sao vậy cô chỉ nhớ mình ra khỏi công ty muốn đến nhà hàng xuân giang tìm lâm thanh diện nhưng chưa đi được bao lâu cô liền không còn ý thức cụ thể đã xảy ra chuyện gì cô không còn nhớ nữa trên đường em tới tìm anh bị ngất chắc là đường huyết thấp đi lâm thanh diện giải thích hứa bích hoài xoa xoa huyệt thái dương thì thào có thể là gần đây công việc quá bận rộn rồi nhưng mà anh không phải đợi em ở nhà hàng xuân giang sao sao lại biết em ngất xỉu hứa bích hoài nghi hoặc nhìn lâm thanh diện ngốc anh đương nhiên lo lắng cho em thấy em mãi không tới liền đến công ty tìm em còn mày để anh gặp phải nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn rồi sau này tuyệt đối chú ý sức khỏe mình, đừng khiến mình quá mệt mỏi, Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài bỗng nhiên trong lòng ấm áp, cả nhà họ hứa, căn bản không một ai quan tâm sức khỏe của cô, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng chỉ nghĩ tới tiền lương của cô, người thật sự quan tâm cô, e là cũng chỉ có Lâm Thanh Diện thôi. Cảm ơn, Hứa Bích Hoài nói. Chỉ một câu cảm ơn, cũng quá đơn giản rồi đi, Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài sướng sốt, hỏi, vậy, anh còn muốn thế nào? Nếu không, em lấy thân báo đáp. Cút, ngoặc kép. Tối hôm đó, Lý Huỳnh Thái gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện, kêu anh phân xuống lâu một chuyện. Lâm Thanh Diện xuống lầu, đến con hẻm bên cạnh, Lý Huỳnh Thái và chân tải anh đã đợi ở đó. Thấy Lâm Thanh Diện đi tới, Lý Huỳnh Thái không nói hai lời liền quỳ xuống, sau đó mặt khổ sở nói, anh Diện, tôi xin lỗi anh, là tôi cho Tân Cương đi giúp sói đen, chỉ là tôi không biết người hắn muốn đối phó chính là anh, anh trừng phạt tôi đi." Lâm Thanh Diện thấy Lý Huỳnh Thái như vậy, cũng cười, nói, "Đứng dậy đi, anh không biết chuyện, chuyện này không trách anh." "Thật sao, anh Diện, anh thật sự không trách tôi?" Lý Huỳnh Thái mở to mắt hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu. Lý Huỳnh Thái lúc này mới đứng dậy, cười nói, "Cảm ơn ân không giết của anh Diện, nhớ thay tôi bồi tội với chị dâu." Lâm Thanh Diện lườm anh ta sau đó nhìn trần tài anh hỏi ở hồng thành thích ứng đi trần tài anh cười cười nói có anh và lý huỳnh thái xây dựng nền móng tôi ở đây có thể nói là như cá gặp nước chuyện này anh không cần lo lắng anh diện anh đừng nghe tên này chém gió năng lực lãnh đạo của anh ta quả thực khiến người ta kinh ngạc nhưng gần đây anh ta ngay cả ông chủ của một sòng bạc ngâm cũng không giàn xếp được lý huỳnh thái ở bên cạnh trên mồm trần tài anh lập tức trừng mắt anh ta nói anh không nói chuyện không ai nói anh câm đâu lâm thanh diện kinh ngạc theo lý mà nói với bản lĩnh của trần tài anh xử lý người của sòng bạc ngầm có thể nói là dễ như chờ bàn tay chuyện thế nào nếu sòng bạc ngầm này cản trở anh trực tiếp kêu lý huỳnh thái dẫn người đi san bằng không phải được rồi sao lâm thanh diện hỏi là thế này sòng bạc ngầm này không cản trở chuyện của chúng ta mà là tôi muốn ông chủ sòng bạc làm việc cho mình chỉ là ngoặc kép chỉ là cái gì Lâm Thanh Diện tò mò. Chỉ là tính tình ông chủ sòng bạc này quái đản, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền ông ta cũng không chịu làm với tôi, kêu tôi cực một ván với ông ta, chỉ có thắng ông ta, ông ta mới chịu đồng ý, nhưng tôi và Lý Huỳnh Thái có thể nói là không biết gì đối với kỹ thuật đánh bạc, cho nên chuyện này vẫn luôn không thể giản xếp. Chương 70, sa ướp thua phá sản rồi. Nghe thấy lời của Trần Tài Anh, Lâm Thanh Diện cười, mở miệng nói, chuyện này đơn giản lần sau lúc anh đến sòng bạc ngầm này, gọi tôi, tôi đến giúp anh thắng ông ta. Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều mở to mắt, có chút không tin. Anh Diện, sòng bạc đó mặc dù không lớn, nhưng ông chủ của họ được xưng là vua bài, tôi đi cùng anh Trần hai lần, cũng đã kiến thức sự lợi hại của người đó, người có thể cực qua anh ta ở cả Hồng Thành E rằng không có vài người. Anh đi cùng chúng tôi, cũng không hẳn là có thể thắng ông ta. Lý, đúng vậy, Trình độ cực của người đó thực sự cao minh, hơn nữa năng lực tính nhầm cũng cao kinh khủng. Tôi chính là nhìn trúng điểm này của ông ta, mới muốn thu ông ta để chính mình dùng. Sau này thế giới ngầm ở Hồng Thành được thống nhất, tài vụ là một mảng rất quan trọng, cần người như ông ta xử lý. Trần Tài Anh nói, Lâm Thanh Diện có chút cạn lời nhìn hai người, mở miệng nói, thực không che giấu, trình độ cực của tôi cũng không hẳn kém hơn người đó. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều mặt đầy hoài nghi, Lâm Thanh Diện lợi hại họ quả thực biết, nhưng một người cho dù có lợi hại cũng không thể thứ gì cũng tinh thông, cho nên hai người họ đều cảm thấy Lâm Thanh Diện là đang thấy hai người không tin mình. Lâm Thanh Diện cũng lười giải thích, trực tiếp nói, lần sau đi sòng bạc thì gọi tôi, để hai người đại khai nhãn giới. Hai người đều gật đầu, sau đó bèn cùng nhau rời khỏi chỗ này. Sáng hôm sau, một mình Triệu Tam Linh đến cây TV, anh ta đã nói với sói đen, sáng nay tới dẫn hứa Bích Hoài đi tối qua anh ta gọi điện cho sói đen mấy cuộc, sói đen đều không bắt máy, chuyện này khiến anh ta cảm thấy sói đen nhất định đã thành công, bận mây mưa với hứa bích hoài, không quan tâm tới anh ta. Tuy nhiên nghĩ tới dáng vẻ hứa bích hoài ở dưới thân sói đen, triệu tam linh liền không thoải mái, nhưng nghĩ tới sau này hứa bích hoài sẽ trở thành người của anh ta, anh ta cũng không để ý nữa. Chỉ là điều khiến anh ta cảm thấy có chút kỳ quái là, sau khi anh ta vào cây tivi, lại không nhìn thấy người của sói đen anh ta tìm tới quản lý của cây tv hỏi tình huống một chút tiếp đó trực tiếp trừng to mắt anh nói gì hôm qua sói đen bị diệt rồi triệu tam linh kinh ngạc hô lên anh cmn nhỏ tiếng chút chuyện này cũng có thể tùy tiện nói quản lý lườm anh ta bị ai diệt triệu tam linh hỏi cái này anh đừng hỏi dù sao từ giờ về sau hồng thành sẽ không còn sói đen nữa quản lý nói xong bèn không để ý tới triệu tam linh nữa Triệu Tam Linh nuốt nước miếng, lòng nghĩ Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài thật sự quá may mắn, chuyện vốn sắp thành, không nghĩ tới sói đen lại giữa đường gặp họa. Anh ta đương nhiên không cho rằng sói đen bị Lâm Thanh Diện diệt, mà cho rằng là kẻ thù nào đó của sói đen. Mẹ nó, tên oát con Lâm Thanh Diện này thật sự là vẫn cứ chó, tạm thời để tên này yên tĩnh một khoảng thời gian, gần đây công ty có hạng mục quan trọng, đợi xử lý xong hạng mục này, lại tới xử hắn. Triệu Tam Linh không nghĩ nhiều, cũng không để ý đến kết cục của sói đen, dù sao anh ta và sói đen cũng không có tình nghĩa gì, chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi. Anh ta không biết, nếu không phải hôm qua sói đen không có cơ hội khai anh ta ra, kết cục của anh ta, e là cũng giống với hắn. Vài ngày sau, Trần Tài Anh gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Diện, tối nay đến sòng bạc, thử một lần cuối, nếu vẫn không thành công, tôi sẽ không nhắm chú ý vào ông ta nữa. Lâm Thanh Diện nhận được tin nhắn lập tức nhìn hứa Bích Hoài bên cạnh, cẩn thận hỏi, à này, tối nay anh đi tìm một người bạn làm chút chuyện, có lẽ sẽ về trễ một chút, em phê chuẩn sao? Hứa Bích Hoài sướng sốt, nói, anh có chuyện thì đi đi, sao lại hỏi em? Em không phải vợ anh sao, đương nhiên phải xin ý chỉ của em. Lâm Thanh Diện nói, anh gì đi, hứa Bích Hoài trả lời, không biết tại sao, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút miễn cưỡng. Trước đây cô và Lâm Thanh Diện không can thiệp lẫn nhau, Lâm Thanh Diện làm gì, cô đều không hỏi. Nhưng lần này cô đột nhiên rất muốn biết Lâm Thanh Diện muốn gì làm gì, buổi tối cùng bạn ra ngoài làm chút chuyện, Lâm Thanh Diện lại không có công việc, có thể làm chuyện gì? Anh hẳn không phải muốn đến nơi đó chứ? Hứa Bích Hoài bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ to gan. Cô trước đây từng nghe Lục Thiên Điệp nói, đàn ông bình thường buổi tối nói ra ngoài, còn không nói là chuyện gì, đại khái chính là đi mua vui lâm thanh diện cũng muốn ra ngoài mua vui sao hứa bích hoài bỗng nhiên ý thức tới cô và lâm thanh diện kết hôn vài năm lại trước giờ chưa từng để lâm thanh diện chạm vào mình lâm thanh diện tốt xấu gì cũng là một người đàn ông bình thường hứa bích hoài không cho anh đụng vào anh phải có chỗ để phát tiết nghĩ tới đây hứa bích hoài liền càng thêm cảm thấy lâm thanh diện tối nay là muốn tới nơi đó cô cắn môi hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn rất tức giận nhưng mà Chuyện này cũng không thể trách anh, dù sao là mình không cho anh đụng vào, nhưng tại sao vừa nghĩ tới chuyện này, mình liền buồn bã như vậy chứ? Sau này anh muốn gì thì đi đi, em sẽ không can thiệp." Hứa Bích Hoài đột nhiên nói một câu, sau đó mặt đầy tuổi thân đứng dậy, quay về phòng. Lâm Thanh diện mờ mịt, không biết Hứa Bích Hoài làm sao, vừa rồi còn rất tốt, sao đột nhiên lại như chịu uất ức lớn. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hứa Bích Hoài nghĩ tới chuyện gì không vui. 8 giờ tối, Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà, lúc ra cửa, hứa Bích Hoài còn đặc. Biệt bước ra nhìn anh, khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đã ở gần sòng bạc đợi anh, anh ra khỏi tiểu khu lập tức gọi xe. Không bao lâu sau, đến địa điểm đã hẹn, Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh gặp mặt Lâm Thanh Diện, ba người cùng nhau đi tới khu trò chơi. Vào khu trò chơi, Lý Huỳnh Thái trực tiếp dẫn hai người đi tới lầu 2, cửa cầu thang có người canh giữ, anh ta vốn định chặn ba người lại, nhưng sau khi nhìn thấy người dẫn đầu là Lý Huỳnh Thái bèn sợ hãi nhường đường. Sòng bạc ngầm mà Trần Tài Anh nói chính là ở lầu hai khu trò chơi này, người bình thường muốn vào, đều phải để người quen dẫn dắt, người nổi tiếng như Lý Huỳnh Thái, đương nhiên không cần. Dù sao tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Lý Huỳnh Thái muốn, lúc nào cũng có thể phá hủy sòng bạc của họ. Sòng bạc ở lầu hai cũng lớn, đủ loại thiết bị nên có đều có, đã có không ít người vây ở đây, trong tay cầm một đống chip, kêu to gọi nhỏ, nhìn rất náo nhiệt. Lý Huỳnh Thái đi tới chỗ đổi chip, nói với người bên trong, tôi muốn gặp ông chủ các anh, kêu anh ta ra. Người đó nhìn ba người Lý Huỳnh Thái, mở miệng nói, ngại quá, ông chủ chúng tôi hôm nay không tiếp khách. Cứ nói Lý Huỳnh Thái tìm anh ta. Lý Huỳnh Thái trừng mắt nói, nhìn như lúc nào cũng có thể phá hủy chỗ này. Người đó giật nảy mình, vội vào trong hỏi. Không bao lâu sau, người đó đi ra, khốn núm nhìn ba người, nói, ông chủ chúng tôi nói, các anh trước đó đã gặp ông ấy miễn phí hai lần, lần này nếu muốn gặp ông ấy, phải trả phí gặp mặt một tỷ rưỡi, hoặc là thắng đủ một tỷ rưỡi ở sòng bạc của chúng tôi, nếu không, ông chủ chúng tôi sẽ không gặp các anh. Cái gì, Lý Huỳnh Thái trừng mắt, trực tiếp nắm cổ người đó. Đại, đại ca, cho dù anh ra tay, ông chủ chúng tôi cũng sẽ không gặp anh, đây là chip 30 triệu, chỉ cần các anh có thể dùng số chip này thắng đủ một tỷ rưỡi, ông chủ chúng tôi sẽ ra. Người đó đầy sợ hãi nói. Lâm Thanh Diện ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Huỳnh Thái, ý bảo anh ta buông tay, Lý Huỳnh Thái buông tay, mặt đầy không vui. Đã vậy, chúng tôi liền dựa theo quy định của ông chủ, dùng số chip này thắng đủ một tỷ rưỡi. Lâm Thanh Diện cười nói. Anh Diện, anh điên rồi sao, dùng 30 triệu thắng một tỷ rưỡi, quá khó rồi, hơn nữa không chừng lát nữa chúng ta liền thua sạch 30 triệu này. Lý Huỳnh Thái nói, đúng vậy, ba người chúng ta cho dù có thể thằng một tỷ rưỡi, chỉ sợ cũng. Mất cả đêm, Trần Tài Anh nói, Lâm Thanh Diện nhìn hai người, lạnh giọng nói, đừng phí lời, chúng ta tách ra hành động, xem ai cuối cùng thắng nhiều. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền lấy một con chip 30.000 trong số con chip 30 triệu đó, xoay người đi kiếm tiền. Anh Diện, anh điên rồi, cái anh cầm chỉ có 30.000. Lý Huỳnh Thái, gọi. Trần Tài Anh lắc đầu, nói e là anh ấy xem tivi nhiều quá rồi, nghĩ cách kiếm tiền trước đi, anh ấy thua 30.000 đó, nhất định sẽ tới tìm chúng ta muốn chip. Nói rồi, hai người cũng đi tới trước các bàn bắt đầu kiếm tiền. Người vừa rồi cười lạnh nhìn ba người, nói thật là buồn cười, nếu các anh có thể dùng 30 triệu thắng một tỷ rưỡi, vậy sòng bạc của chúng tôi cũng không cần mở nữa, thật là ngây thơ, nơi này là địa bàn của vua bài. Anh ta xoay người về phòng bên trong, đi tới trước mặt một người béo mập to phệ, nói, ông chủ, họ cầm chip 30 triệu, đi cược rồi. Ông mập ngẩng đầu, đột nhiên cười to ha hả nói, Lý Huỳnh Thái cũng thật là ngốc, cũng không nhìn xem tôi làm gì, lại mơ tưởng dùng 30 triệu thắng một tỷ rưỡi ở chỗ tôi, anh ta thật là nằm mơ quá nhiều rồi. Ông chủ nói phải, dựa vào chút trình độ của họ, e là 10 phút đã thua sạch anh nói họ tới ba người, người thứ ba là ai? Trước đây từng nhìn thấy chưa? Ông mập mở miệng hỏi. Chưa từng nhìn thấy, nhưng xem dáng vẻ chính là một tên tiểu bạch không hiểu biết, ông chủ cũng không cần lo lắng. Người đó đáp, ông mập gật đầu, nói anh ra ngoài xem đi, e là họ rất nhanh sẽ thua hết tiền, tôi ngủ một chút, không có chuyện gì thì đừng tới phiền tôi. Người đó lập tức gật đầu, lùi ra khỏi phòng, khoảng một tiếng sau, Người đó mặt đầy hoảng loạn chạy vào phòng của ông Mập, sau đó dùng giọng nói gấp gáp gọi, lão đại, lão đại, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông Mập đang ngủ, bị giọng nói của người đó dọa giật này, trừng mắt anh ta, hỏi cậu CMN có thể nhỏ tiếng chút không, tôi bị cậu dọa mắc bệnh tim rồi, xảy ra chuyện gì. Lý Huỳnh Thái thua sạch tiền, không phục, muốn phá sòng bạc của tôi. Nói cho anh ta biết, cho dù anh ta phá sòng bạc của ông đây, ông đây cũng không gặp anh ta. Không phải, không phải, người thứ ba Lý Huỳnh Thái dẫn tới dùng 30.000 thắng hết sòng bạc của chúng ta, nếu ông còn không ra, sòng bạc của chúng ta sắp phá sản rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 71, vua bài. Tên mập trực tiếp bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn người đó, nói cậu nói cái gì cơ, dùng 30.000 thắng cả sòng bạc. Không, không sai, nếu cứ tiếp tục như vậy, sòng bạc của chúng ta thật sự phải phá sản à? Người đó đáp tên mập nuốt nước bọt, không ngờ người mà Lý Huỳnh Thái mang đến lại lợi hại như vậy. Mau đưa tôi đi tìm người đó, tôi phải xem thử, cậu ta có bản lĩnh lớn thế nào, vậy mà lại muốn thắng sòng bạc tôi đến phá sản. Hai người lập tức đi ra bên ngoài, nhìn trông vô cùng hoang mang. Sảnh trò chơi trên tầng 2. Hai người Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh mặt ủ mày trao mà ném con chip cuối cùng trong tay mình ra, 30 triệu đã bị bọn họ thua sạch trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đối với Trần Tài Anh, bọn họ dùng một tiếng đồng hồ mà mới thua có 30 triệu đã là vô cùng lợi hại rồi. Những tiểu bạch không biết cái gì hết, cho dù có lấy 30 tỷ ra thì cũng có thể thua sạch sành xanh trong vòng 10 phút. Mẹ nó, tên mập chết tiệt đó vậy mà cũng chưa ra ngoài gặp tôi, lần sau tôi mà gặp ông ta, tôi sẽ tần cho ông ta một trận trước. Lý Huỳnh Thái hung dữ nói, đi tìm Lâm Thanh Diện trước đi, xem xem tình hình bên cậu ta thế nào rồi. Trần Tài Anh mở miệng, "Có thể sao nữa, anh ấy lấy 30 ngàn tiền chip, chắc vừa mới bắt đầu đã thua sạch rồi đó, bây giờ nói không chừng đang ngồi ở cái góc nào đó a." À. Lý Huỳnh Thái lên tiếng. Chính vào lúc này, ở trước một cái bàn không xa kia đột nhiên bùng phát ra một tiếng hoan hô kịch liệt, hai người Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh nhìn về phía bên đó, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Hai người chen vào trong đám người, muốn xem thử là chuyện gì, hai người bọn họ đến bên cạnh bàn nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang bị một đám người vây quanh, mà ở trước mặt của anh là một đống chip đã chất thành núi nhỏ. Hai người Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái lập tức sướng sờ. Hồi nãy Lâm Thanh Diện không phải chỉ lấy có một con chip 30 ngàn thôi sao, sao bây giờ ở trước mặt anh lại biến thành nhiều chip như vậy rồi. Lý Huỳnh Thái vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, anh Diện, chỗ này sao rồi? Số chip này sao lại để trước mặt anh thế? bọn họ không cần nữa rồi sao lâm thanh diện nhìn thấy hai người lý huỳnh thái và trần tài anh cười nói hai người các người cuối cùng cũng đến rồi còn không đến nữa bọn họ chỉ e là không chơi với tôi nữa rồi nhà cái đứng trước mặt lâm thanh diện sắc mặt tái xanh trong lòng nghĩ mẹ nó cậu đã sắp thắng đến sòng bạc chúng tôi phá sản rồi nếu như còn chơi với cậu nữa không phải là tự tìm khổ sao lâm thanh diện mấy cái này đều là cậu thắng được sao Trần Tài Anh nhìn chằm chằm vào số chip đó, vẻ mặt không dám tin mà nói. Lâm Thanh Diện gật gật đầu. Đậu xanh, anh Diện, ngầu thật a, à, số chip này cộng lại bao nhiêu đây, đủ một tỷ rưỡi không? Lý Huỳnh Thái mở miệng nói. Chắc khoảng 15 tỷ đó, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt lên tiếng. Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều sững sờ, sau đó hai người đều hít một ngụm khí lạnh. 10, 15 tỷ, mẹ tôi ơi, anh Diện, anh dùng 30 ngàn, thắng được 15 tỷ sao. Thanh âm lúc nói chuyện của Lý Huỳnh Thái có chút run rẩy. Trần Tài Anh lập tức đi đếm số chip đó một lát, phát hiện số con chip này cộng lại quả thực là có mười mấy tỷ. Tên này, thật sự không phải là quái vật sao, Trần Tài Anh lầm bẩm. Mãi đến bây giờ anh ta mới phát hiện ra, anh ta chọn đi theo lâm thanh diện. Là một sự lựa chọn chính xác như thế nào? Được rồi, mau đi kêu ông chủ ở đây tới đi, tôi thắng nhiều như vậy rồi, ông ta chắc cũng nên ra gặp tôi rồi chứ lâm thanh diện mở miệng nói không cần kêu nữa ông chủ chúng tôi đã đến rồi lúc này một thanh âm chợt vang lên tất cả mọi người đều quay đầu qua nhìn thấy một ông mập đang đi về phía này vua bài đến rồi tên tiểu tử này xui xẻo rồi tuy kỹ năng đánh bạc của tên nhóc này rất tốt nhưng so với vua bài chỉ e là còn kém xa bây giờ vua bài chắc chắn là đến xử lý cậu ta rồi trực chập, có thể ép vua bài ra đây đã là không tệ rồi, đáng tiếc là sự lợi hại của vua bài, không phải ai cũng có thể so được a. À. Tên mập đó trực tiếp kéo nhà cai ra, đứng ở đối diện Lâm Thanh Diện. Ông ta đánh giá trên dưới Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng hỏi, cậu chính là người đã dùng 30.000 thắng cả sòng bạc của tôi. Không sai, chính là tôi. Lâm Thanh Diện cười gật đầu, tên mập giơ tay gãi gãi đầu mình, Mở miệng nói, cậu chính là người đầu tiên làm được đến bước này ở sòng bạc của tôi, nói đi, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thanh Diện nhìn Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh ở bên cạnh một cái, mở miệng nói, tôi muốn làm gì, hai người bọn họ chắc đã nói qua với ông rồi, chỉ cần ông đồng ý sau này đi theo Trần Tài Anh thì 15 tỷ này tôi có thể trả cho ông. Tên mập cười khẩy một cái, nói, không lẽ cậu cho rằng 15 tỷ là có thể mua chuộc được tôi sao? Nói cho cậu biết, muốn khiến tôi phục chỉ có một cách, đó chính là chơi bài thắng tôi. Cậu dám không? Lâm Thanh Diện cười cười, có gì không dám. Người xung quanh nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, lập tức cười lên. Tiểu tử, có thể cậu không biết, ông ta chính là vua bài nổi tiếng một vùng, trên bàn chơi bài, ông ta chưa hề thua qua bất kỳ ai, cậu đừng có bốc phét lớn quá, coi chừng đau đó. Ha ha, dám khiêu chiến vua bài như vậy, tôi thấy lần đầu đó, hôm nay chỉ e là có kịch hay xem rồi. Vua bài không có đơn giản như cậu nghĩ đâu, người chơi cùng với ông ta, cuối cùng đều thua đến cả cái quần lót cũng không còn a. À. Tên mập nghe thấy người xung quanh tâm bốc mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử, nghe chưa, chơi bài với tôi, cậu phải chuẩn bị khuynh ra bại sản đó. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, chỉ sợ cuối cùng người khuynh ra bại sản là ông đó. Trên mặt tên mập lộ ra một tia khinh miệt, quay đầu nhìn người bên cạnh một cái, mở miệng nói đi lấy xúc sắc qua đây. Người đó lập tức chạy đi lấy hai cốc xúc sắc và một nắm xúc sắc. Tôi không so phức tạp với cậu, hôm nay tôi so lắc xúc sắc với cậu, so lớn nhỏ, ai có điểm số nhỏ hơn thì thắng, thấy thế nào? Lâm Thanh Diện vốn còn tưởng là cái được gọi là vua bài sẽ lấy một số thứ lè lượt sạc sỡ gì đó ra làm khó anh, không ngờ vậy mà lại là lắc xúc sắc. Tuy là so ai có điểm số nhỏ hơn nhưng cái này đối với Lâm Thanh Diện mà nói, không có khác biệt gì cả. Lắp xúc sắc là trò chơi mà Lâm Thanh Diện chưa hề thua bất cứ ai kể từ 10 tuổi đến giờ. Tất nhiên, ngoại trừ hứa bích hoài, được, Lâm Thanh Diện đáp. Ha ha ha, nếu cậu đã đồng ý rồi, vậy tôi sẽ nói tiền đặt cược, nếu như cậu thắng, tôi sẽ nghe cậu, sau này lăn lộn cùng với tên Trần Tài Anh đó, nếu như tôi thắng rồi, cậu không những phải để lại 15 tỷ này, hơn nữa còn phải thêm 15 tỷ, và còn phải để lại quần áo trên người nữa, thế nào? Tên mập nói tiếp, mỗi một người đã đánh cược qua với tên mập đều biết, câu nói mà ông ta thích nhất chính là thua đến cả quần lót cũng không còn, cho nên mỗi lần ra kèo là ông ta lại đánh cược hết đồ của người khác, một khi thua ông ta thì phải gần như là trần chuồng mà đi. Đây mới là ý nghĩa chân chính của việc thua đến quần lót cũng không còn. Mẹ nó, cuối cùng lại có thể nhìn thấy người thua đến cả quần lót cũng không còn rồi, sau này các người cuối cùng không cần đùa cờ tôi nữa. Một đại hán có vẻ ngoài cường tráng gần như là khóc đến nơi, nhìn trông vô cùng cảm tạ Lâm Thanh Diện, bởi vì anh ta chính là một trong những người đã thua đến trần trụi cả mông. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh nhìn thấy Lâm Thanh Diện chấp nhận cá cược của tên mập, đều có chút lo lắng. Anh Diện, tên mập này là một tay lắc xúc sắc tài ba đó, em chưa từng thấy ông ta thua bất kỳ ai, nếu như anh thua rồi thì phải trần trụi cả mông đó. Lý Huỳnh Thái khuyên yên tâm đi, tôi sẽ không thua đâu. Lâm Thanh Diện cười nói. Thấy Lâm Thanh Diện kiên định như vậy, Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể để cho Lâm Thanh Diện và tên mập cá cược thôi. Tên mập chia xúc sắc trong tay thành hai phần, một phần mười hai cái đưa cho Lâm Thanh Diện. Tôi và cậu mỗi người có mười hai con xúc sắc, ai lắc ra điểm số nhỏ hơn thì thắng. Tên mập mở miệng, mười hai con xúc sắc ngay cả với những cao thủ sòng bài như tên mập cũng khá khó kiểm soát, càng huống hồ là phải lắc ra điểm số nhỏ nhất. Người xung quanh nhìn thấy tên mập lấy ra nhiều xúc sắc như vậy, tất cả đều. Hít một ngụm khí lạnh. Tên tiểu tử này xui xẻo rồi a, à, 12 viên xúc sắc không dễ lắc đâu. Hơn nữa, vua bài ban đầu đã từng lắc ra được 12 điểm, điểm số nhỏ nhất, tên tiểu tử đó không thể thắng được a. À. Lý Huỳnh Thái nhìn thấy tên mập lấy ra nhiều xúc sắc như vậy, lập tức há mồm mắng lớn tên mập chết tiệt ông chơi người ta đúng không nhiều xúc sắc như vậy sao mà lắc tên mập mặt dày nói không dám so thì đừng chấp nhận a à, cũng đâu phải tôi muốn cược với cậu ta mẹ nó tôi thấy ông chính là cố ý anh diện chúng ta không so với ông ta nữa loại người không biết xấu hổ này không cần cũng được lý huỳnh thái khí thế hừng hực lâm thanh diện trừng lý huỳnh thái một cái mở miệng nói ngậm miệng im lặng mà xem đi nếu không tôi đá cậu ra ngoài. Lý Huỳnh Thái lúc này mới an phận lại, trong lòng còn lầm bầm một câu, dù sao thua rồi thì người cởi sạch cũng là anh, nếu anh đã muốn cởi trần chạy long nhong thì em không cần anh nữa. Ha ha, tôi thích loại người hào sảng như cậu đó. Nếu đã như vậy, tôi bắt đầu trước đây. Thanh âm của tên mập vừa dứt, một bàn tay cầm lấy cốc xúc sắc, lắc hai cái, 12 viên xúc sắc liền đi vào trong cốc, nhanh chóng lắc lên đám người đều bị kỹ thuật của gã mập làm hoa mắt, Lâm Thanh Diện cũng có hơi kinh ngạc, không ngờ người này mập như vậy, mà cũng có thể dùng một thủ pháp linh hoạt như thế. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, bỏ 12 viên xúc sắc vào cốc xúc sắc rồi lắc lên. Kỹ thuật của anh rất đơn giản, nhưng lực đạo được dùng ở trong đó, người khác căn bản là nhìn không thấu. Sau khi nhìn thấy thủ pháp của Lâm Thanh Diện, mọi người đều nhận định rằng Lâm Thanh Diện không thể đánh bại tên mập được. Rất nhanh, tên mập ụp cốc xúc sắc lên trên bàn, Lâm Thanh Diện cũng ụp cốc xúc sắc xuống. Tên mập nở một nụ cười tà mị với Lâm Thanh Diện, sai đó lấy cốc xúc sắc ra, mở miệng nói tôi có 12 viên một điểm, cậu thua rồi. Đám người đều kinh ngạc thốt lên, đồng thời cũng bắt đầu tán thưởng sự ngầu lòi của vua bài. Có thể lắc cả 12 viên xúc sắc được điểm nhỏ nhất, quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu, mở miệng nói, vậy thì chưa chắc. Nói xong, anh cầm cốc xúc sắc lên, chỉ thấy 12 viên xúc sắc đó xếp thành một đường thẳng đứng, còn xúc sắc trên cùng chỉ có một điểm. 12 con xúc sắc, chỉ có một điểm hướng lên. Tôi chỉ có một điểm, còn ông 12 điểm, ông thua rồi. Lâm Thanh Diện cười nói. chương 72, quỳ xuống bịch một tiếng. Tên mập trực tiếp vỗ mạnh vào bàn, nhìn 12 viên xúc sắc ở bên Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin ông ta tự cho rằng kỹ thuật tung xúc sắc của mình rất kinh người, nhưng cũng tuyệt đối không thể khiến cho 12 con xúc sắc đứng thành một hàng được, hơn nữa viên ở trên đỉnh còn là điểm số nhỏ nhất nữa. Tình tiết chỉ có trong tivi này, ông ta từ trước đến giờ đều không tin, dù sao lắc xúc sắc cũng không có đơn giản như vậy, thế nhưng cảnh tượng bây giờ lại chân thật mà xuất hiện ở trước mặt ông ta. Những người xung quanh sau khi nhìn thấy xúc sắc ở trước mặt Lâm Thanh Diện, ai nấy cũng lũ lượt há to miệng, trong ánh mắt khi nhìn Lâm Thanh Diện đều tràn đầy sự không thể tin được. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh cũng tràn đầy kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không thắng được tên mập, không ngờ kỹ thuật lắc xúc sắc của Lâm Thanh Diện còn lợi hại hơn cả tên mập nữa. Tên này rốt cuộc là còn bao nhiêu kỹ năng ẩn nữa đây? Trần Tài Anh lầm bầm nói. Tên mập trực tiếp đi đến bên Lâm Thanh Diện, lấy từng viên xúc sắc của Lâm Thanh Diện xuống, sau đó chấn kinh mà phát hiện, những con xúc sắc bên dưới cũng đều là một điểm hướng lên trên. Nếu là so điểm số đơn thuần, ông ta và Lâm Thanh Diện giống như nhau, còn trên kỹ thuật, ông ta đã thua Lâm Thanh Diện rồi. Tên mập tung hoành sòng bài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cảm nhận được thất bại. Nếu ông cảm thấy không phục, vậy có thể coi như là huề, chúng ta còn có thể so tài những cái khác. Lâm Thanh Diện cười nói, tên mập hiển nhiên là không cam tâm, lập tức lên tiếng, được, vậy tôi và... Cậu so cái khác. Nói xong, ông ta đi về phía các bàn khác trong sòng bạc. Lâm Thanh Diện đi theo sau, hai người bắt đầu tỉ thí về nhiều hạng mục khác nhau trong sòng bạc. Những người đứng xem xung quanh hết lần này đến lần khác phải phát ra tiếng kêu kinh ngạc, thán phục tài đánh bạc cao minh của Lâm Thanh Diện. Vẻ mặt của tên mập càng lúc càng khó coi, mỗi lần thua một trận, Lâm Thanh Diện liền bảo ông ta cười một bộ quần áo, đến sau cùng, trên người tên béo chỉ còn lại một chiếc quần lót trận cuối cùng kết thúc khóe miệng lâm thanh diện cong lên một nụ cười diễu cợt quay đầu nhìn tên mập vẻ mặt tên mập đầy sự thất vọng ông ta quay người đi về phía lâm thanh diện cúi đầu không nói tiếng nào vua bài sao thế chắc không phải là thua thảm quá nên định ra tay đó chứ cái thể hình này của vua bài mà ra tay chắc chắn tên tiểu tử đó sẽ chống không nổi a à? tiêu rồi tiêu rồi vua bài sắp phá tòa rồi mọi người mau chạy a à. lâm thanh diện nhìn chăm chăm vào tên mập đôi mắt cũng híp lại không biết ông ta muốn làm gì lý huỳnh thái chặn trước người lâm thanh diện lạnh giọng nói tên mập chết tiệt có thua thì chịu thua nếu như ông vì thua mà muốn động tay động chân tôi không ngại cho ông nếm thử nắm đấm sắt của chính nghĩa có mùi vị gì đâu tên mập không nói gì nữa sau khi đến trước mặt lâm thanh diện hai bàn tay siết lại thành nắm đấm lý huỳnh thái tưởng là ông ta muốn ra tay một tay anh ta cũng đã nhấc lên, chuẩn bị ra tay. Chính vào lúc này, tên mập đột nhiên quỳ xuống bịch một tiếng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, sau đó ôm lấy chân của Lâm Thanh Diện, cầu xin mà nói, sư phụ, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ đi, tôi bảo đảm sau này sẽ nghe sư phụ hết, chỉ cần sư phụ dạy kỹ năng đánh bạc của sư phụ cho tôi, và cho phép tôi không cười quần lót ra. Tất cả mọi người đều sướng sờ, cả song bài đều yên lặng cả vài giây. Tiếp đó, liền có không ít người bắt đầu ha hà cười to, bọn họ thật sự không ngờ, vua bài trước giờ luôn oai phong lẫy lừng, vậy mà cũng ủy khúc cầu toàn như vậy. Hơn nữa trên người tên mập bây giờ chỉ còn lại một chiếc quần lót thôi, trận cuối cùng ông ta cũng thua rồi, theo lý mà nói thì cái quần lót này ông ta cũng nên cởi ra. Không ai ngờ rằng, ông ta vì để không cởi quần lót ra mà lại quỳ xuống cầu xin Lâm Thanh Diện tha cho lâm thanh diện cũng thật sự không ngờ phản ứng não của tên mập này lại mới lạ như vậy nhất thời có chút không phản ứng kịp cái đó hay là ông đứng dậy rồi nói đi lâm thanh diện mở miệng hỏi nếu sư phụ không đồng ý tôi sẽ không đứng dậy tên mập kiêu ngạo nói lâm thanh diện giờ khóc giờ cười nhìn một tên mập nặng gần một tả kiêu ngạo ở trước mặt anh để che giấu sự xấu hổ của mình anh thật sự là có chút không chịu nổi vậy tôi đồng ý với ông trước ông đứng dậy đi, quần lót cũng không cần cởi nữa. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Tên mập lúc này mới vội vàng đứng dậy từ dưới đất, lộ ra một nụ cười cảm. Kích với Lâm Thanh Diện, sau đó vội vàng đi mặc quần áo. Sư phụ, kể từ hôm nay, tôi sẽ nghe lời sư phụ, sư phụ bảo tôi làm cái gì, tôi làm cái đó. Sau khi mặc xong quần áo, tên mập cung kính nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói sau này đừng mở sòng bạc nữa đi theo trần tài anh anh ta sẽ khiến cho tài năng của ông phát huy đến mức lớn nhất vâng sư phụ tên mập đáp lý huỳnh thái đánh giá tên mập trên dưới một cái sau đó lại nhìn trần tài anh trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười ngốc cậu cười ngốc cái gì vậy lâm thanh diện mở miệng hỏi em đang nghĩ chúng ta có phải là còn thiếu một con bạch long mã thì có thể đi tây thiên thỉnh kinh rồi không lý huỳnh thái mở miệng nói Cậu đang nói bậy cái gì vậy? Trần Tài Anh lên tiếng. Anh nhìn đi, anh Diện là sư phụ, anh là đại sư huynh, tên mập này là chư bát giới, em là sa tăng, cái này còn không phải là thiếu một bạch long mã nữa sao? Lý Huỳnh Thái cười nói. Tên mập nghe thấy lời của Lý Huỳnh Thái xong, lập tức chừng mắt nhìn một cái, mắng cút cút cút, cậu mới là chư bát giới, ông đây là thiên bồng nguyên soái. Sấp xỉ, sấp xỉ, Lý Huỳnh Thái cười nói sau khi thu phục được, chưa bát giới, Lâm Thanh Diện liền bảo tên mập theo Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đến câu lạc bộ mãn thiên tinh, còn anh thì mau chóng về nhà. Trước đây anh hiếm khi về muộn như thế này, mặc dù anh biết hứa Bích Hoài có lẽ sẽ không quan tâm đến việc anh có về muộn hay không, nhưng anh vẫn cảm thấy mình phải về sớm hơn một chút. Sau khi về đến nhà, Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa đã về phòng nghỉ ngơi, Lâm Thanh Diện nhẹ tay nhẹ chân đi rửa mặt, sau đó về phòng ngủ hứa bích hoài nằm trên giường, nhìn bộ dạng như đã ngủ rồi, lâm thanh. Diện cẩn thận đóng cửa lại, sau đó định nằm xuống bên cạnh hứa bích hoài. Kể từ khi hứa bích hoài cho phép lâm thanh diện ngủ trên giường lần trước, lâm thanh diện đã không trải chăn nệm dưới đất ngủ nữa. Ngay khi lâm thanh diện chuẩn bị nằm xuống, hứa bích hoài đột nhiên nói anh ngủ trên mặt đất đi. Lâm thanh diện sướng sờ, không ngờ hứa bích hoài muộn như vậy mà còn chưa ngủ muộn như vậy mà còn chưa ngủ à? Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Hừ, tóm lại không phải bởi vì anh. Hứa Bích Hoài hầm hực nói. Cô đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh kể từ đây, trong lòng liền nhận định anh đây là làm việc xấu nên trột giả, nếu không tại sao mình chỉ nói có một câu mà anh liền ngủ dưới đất rồi. Sự ủy khuất trong lòng cô càng thêm mãnh liệt, nước mắt nhịn không được mà xoay chuyển trong khóe mắt. Ai à, thật đáng ghét, tên này ra ngoài làm gì, có liên quan gì đến mình chứ? Tại sao mình phải vì cái này mà rơi nước mắt, thật đúng là khó hiểu. Hứa Bích Hoài nhịn không để nước mắt rơi ra, cô quay người lại, không muốn để cho Lâm Thanh Diện nhìn thấy bộ dạng của cô. Nếu như thằng cha này lát nữa cho mình một lời giải thích là anh đã đi làm gì, mình có lẽ sẽ có thể tha thứ cho anh. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài như vậy, cảm thấy cô chắc hẳn là khó chịu, liền không nỡ đi quấy rầy cô, chỉ đành nằm dưới đất, yên lặng ngủ qua rất lâu, Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh diện vậy mà lại ngủ rồi, sự ấm ức trong lòng nhất thời không nhịn được, trực tiếp khóc lên. Không ngờ tên này lại tuyệt tình như vậy, mình mỉ khuất như vậy, anh vậy mà lại không hỏi không nghe, để mình một mình chịu đựng, xem ra thật đúng là nhìn nhầm anh rồi. Vốn tưởng rằng tình cảm giữa mình và anh đã từ từ bắt đầu chuyển biến tốt rồi, xem ra đều là tự mình đa tình mà thôi. Hứa Bích Hoài thương tâm suốt một đêm, cuối cùng mới ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi sáng hôm sau hứa bích hoài tỉnh dậy cảm thấy mắt mình có hơi đau đêm qua cô đã khóc cả một hồi đáng tiếc là lâm thanh diện không có phát hiện cô thất vọng mà chuẩn bị xuống giường chính vào lúc này cô đột nhiên phát hiện trên đầu giường mình lại có một chén nước đường nâu hứa bích hoài có chút khó hiểu mình cũng đâu tới tháng đâu ai đặt nước đường nâu ở đây vậy ngay sau đó cửa phòng bị mở ra lâm thanh diện bưng một chén cháo đi vào em tỉnh rồi à, mau đến ăn chén cháo này đi cho ấm người. Thấy hứa Bích Hoài tỉnh rồi, Lâm Thanh Diện vội vàng nói. Trong lòng hứa Bích Hoài nghĩ chắc chắn là bởi vì Lâm Thanh Diện trột giả nên muốn lấy lòng mình, cô không thể mắc mưu Lâm Thanh Diện đâu. Hừ, đừng tưởng anh ân cần với tôi, tôi sẽ bỏ qua sự vô sỉ của anh, Lâm Thanh Diện, từ nay về sau, anh sống của anh, tôi sống của tôi, chúng ta không ai can thiệp ai, để đỡ phiền lòng. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện sững sờ, không biết Hứa Bích Hoài bị sao nữa, lên tiếng hỏi, bà gì của em tới cho nên tâm trạng không tốt sao? Bà gì của anh tới thì có, bớt tìm cơ với tôi đi. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài vừa xấu hổ vừa giận, hận không thể cắn Lâm Thanh Diện một cái. Không phải bà gì, vậy tại sao em lại phát hỏa lớn như vậy? Lâm Thanh Diện không hiểu mà hỏi. Hừ, cái này phải hỏi anh đó, Lâm Thanh Diện, anh ra ngoài tìm phụ nữ tôi không quan tâm, điểm này đích thực là tôi không đúng với anh, nhưng mà sau này chuyện của tôi, anh cũng bất hỏi han đi. Hứa Bích Hoài nói mãi nói mãi, nước mắt lại chạy đến khóe mắt. Lâm Thanh Diện càng thêm ngây ngốc, tìm phụ nữ, em đang nói gì vậy? Anh còn giả vờ nữa, tối hôm qua không phải anh di tìm phụ nữ sao? Hứa Bích Hoài tức giận nói. Lâm Thanh Diện lập tức giờ khóc giờ cười nói, không phải anh đã nói với em rồi sao, anh đi giúp bạn bè làm chút chuyện, sao anh có thể đi làm loại chuyện đó chứ? Nếu như em không tin, anh có thể thề với trời, nếu như anh thật sự làm loại chuyện vô sỉ đó, cứ coi như sau này anh đoạn từ tuyệt tôn. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện thề độc như vậy, đột nhiên có chút ý thức ra, cô có thể đã hiểu lầm Lâm Thanh Diện rồi. Thật, thật sao? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật rồi, trong mắt anh chỉ có em, làm sao có thể đi tìm người phụ nữ khác chứ? lâm thanh diện mở miệng nói hứa bích hoài lập tức giống như là đã hạ được cục đá trong lòng xuống vô cùng nhẹ nhõm lâm thanh diện thấy cô như vậy đột nhiên hỏi cho nên em ghen rồi sao anh mới ghen đó hừ em chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi khuôn mặt hứa bích hoài đỏ bừng vẻ mặt xấu hổ lâm thanh diện nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô trái tim lập tức bắt đầu tăng tốc lên tiếp đó ánh mắt của anh rơi trên đôi môi mềm của hứa bích hoài, từ từ sắp tới. chương 73, con tin anh ấy. Hứa bích hoài nhìn thấy lâm thanh diện đột nhiên sáp về phía cô, ánh mắt còn nhìn chầm chầm vào môi của cô, lập tức đoán ra lâm thanh diện muốn làm cái gì. Không biết tại sao, cô giống như là nhận được một loại tín hiệu nào đó, cơ thể cũng kích động lên một cách kỳ lạ. Theo lý mà nói lúc này cô nên thận trọng, nhưng bản năng khiến cô không có bất kỳ hành động nào, mà ngoan ngoãn đợi Lâm Thanh Diện sắp đến. Nhìn thấy hứa Bích Hoài không có phản kháng, trong lòng Lâm Thanh Diện. Cũng kích động, nhìn bộ dạng này, hôm nay anh cuối cùng cũng có thể tiến hành một lần tiếp xúc thân mật với hứa Bích Hoài rồi. Hứa Bích Hoài có chút căng thẳng, dứt khoác nhắm mắt lại, giao hết tất cả quyền chủ động cho Lâm Thanh Diện. Chính vào lúc hai người sắp chạm vào nhau, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Tống Huyền Khanh. Bích Hoài, ca dê gì vậy, sắp trễ làm rồi đó hai người còn chưa được hôn nhau lập tức tách ra vẻ mặt hứa bích hoài xấu hổ e thẹn vẻ mặt lâm thanh diện thì bất lực miếng thịt vịt đã đến miệng cứ thế mà bay đi rồi biết rồi mẹ con ra ngay hứa bích hoài bình tĩnh tâm trạng của mình một chút có chút buồn cười mà nhìn lâm thanh diện một cái sau đó mang theo vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi phòng lâm thanh diện thở dài một hơi không ngờ cơ hội khó lắm mới đợi được Vậy mà lại mất rồi. Nhưng mà nhìn phản ứng của Hứa Bích Hoài, hình như đã không còn kháng cự gì với anh nữa rồi, chắc chắn cơ hội lần sau cũng sẽ không còn lâu nữa. Mấy ngày sau, Hứa Mạn Tranh triệu tập tất cả người nhà họ Hứa đến, mở một cuộc họp quan trọng. Nội dung chủ yếu là thương thảo về chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Dương. Gần đây, một công ty nhánh của tập đoàn Thiên Dương ở Hồng Thành đã lấy được một hạng mục trọng đại lĩnh vực của công ty nhà họ hứa đúng lúc có liên hệ đến hạng mục này, nếu như có thể bàn thành công, nhà họ hứa sẽ mở ra một bước phát triển chưa từng có. Thế nhưng cái hạng mục mà tập đoàn Thiên Dương lấy được này lại vô cùng hấp dẫn, công ty muốn hợp tác với bọn họ nhiều vô số, nhà họ hứa ở bên trong đó chỉ có thể coi như là hạng trung bình, tập đoàn Thiên Dương đương nhiên sẽ không nhìn chúng bọn họ. Trong thời gian này rất nhiều người ở nhà họ hứa đã di tiếp xúc riêng với người của tập đoàn Thiên Dương rồi, dù sao nếu như có thể bàn bạc thành công cái hạng mục này, địa vị của bọn họ ở nhà họ hứa cũng sẽ lập tức nâng cao. Thế nhưng mấy người này không có ai là tiếp xúc được đến lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Dương, ngay cả giám đốc của công ty nhánh cũng không gặp được, cho nên cũng từ bỏ cơ hội này, dù sao có làm thế nào đi nữa, tập đoàn Thiên Dương người ta cũng sẽ không bỏ qua cái tốt mà hợp tác với nhà họ hứa đâu. Nhưng hứa mạn tranh vô cùng xem trọng cái hạng mục này, Ông vẫn chưa hồi thần lại từ trong hoang tưởng nhà họ Lâm tặng lễ lần trước, còn cảm thấy nhà họ Hứa có thể so được với những đại gia tộc hạng nhất kia, tập đoàn Thiên Dương không có lý do gì không hợp tác với bọn họ. Lần này hạng mục của tập đoàn Thiên Dương đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng, ta không quan tâm mấy đứa dùng cách gì, đều phải lấy được cái hạng mục này cho ta, chỉ cần có được cái hạng mục này, nhà họ Hứa ta chắc chắn sẽ một bước lên mây. Hứa Mạn Tranh mở miệng nói. Nhưng mà ông cụ Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Dương này luôn rất thần bí, chúng ta muốn gặp cũng không gặp được a." À? Có người mở miệng nói. "Nói bậy, nhà họ Hứa ta tốt xấu gì cũng là đại tộc thế gia, dù thế nào đi nữa, người của tập đoàn Thiên Dương cũng sẽ cho Hứa Mạn Tranh ta chút mặt mũi, các người không gặp được, chỉ có thể nói rõ là vẫn chưa làm đủ." Hứa Mạn Tranh lập tức phản bác. Đám người lập tức im miệng, bọn họ biết, còn tranh cãi với Hứa Mạn Tranh nữa thì sẽ xui xẻo mất việc hợp tác với tập đoàn Thiên Dương là rất quan trọng, chuyện này được bàn thành công thì các người cũng sẽ có lợi ích rất lớn, thảo luận một chút xem, chuyện này để ai đi làm thì thích hợp. Hứa mạn tranh tiếp đó nói. Theo ông, loại chuyện có nhiều lợi ích để vớt như thế này, mấy người này chắc chắn đều sẽ dành nhau đi làm. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ, sau khi ông nói thương lượng ứng cử viên một chút thì đám người này lại bắt đầu đùn đầy qua lại. Chuyện quan trọng như vậy, hay là để anh cả đi làm đi? bỏ đi bỏ đi, cơ hội lần này vẫn nên để cho em ba, để em ấy rèn luyện nhiều chút. Em thì bỏ đi, chỉ bằng anh hai đi gì. Hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, lợi ích trong đó quả thực rất nhiều, nhưng tiền đề là phải bàn thành công A. À? Bây giờ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Dương không có dễ gặp như vậy, xác suất để nhà họ hứa bàn bạc thành công cái hạng mục này gần như là bằng không, đương nhiên không có ai chịu đi làm. Dù sao nếu như bàn không thành, hứa mãn tranh nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Không có ai muốn hứng chịu lửa giận của Hứa Mạn Tranh hết. Một đám phế vật, Hứa Mạn Tranh thấy không có một người nào chịu đi bàn bạc cái hạng mục này thì lập tức phát hỏa, đám người bọn bay, không có ai là so được với trai hiệp hết, nếu như trai hiệp có ở đây, chuyện này chắc chắn đã bàn xong từ sớm rồi. Ông còn không biết Hứa trai hiệp hiện tại đang ở trong đám ăn xin theo người ta nhặt rác a. Đám người lũ lượt yên lặng, cúi thấp đầu, không dám nhìn Hứa Mạn Tranh. Ông ơi, chuyện này hay là giao cho hứa bích hoài đi làm đi gần đây chị ta ở công ty có khí thế đang thịnh hơn nữa vừa mới thăng chức cũng là lúc để chị ta biểu hiện rồi hứa bích uyên đột nhiên không mang ý tốt mà nói đám người lũ lượt quay đầu nhìn hứa bích hoài không ít người nhìn thấy có người có thể nhận cái họa này thì lập tức hùa theo đúng đó bích hoài gần đây biểu hiện ở trong công ty rất tốt hay là để nó đi đi nói đúng lắm bích hoài quả thực là ứng cử viên tốt nhất tôi không có ý kiến gì hết để cho bích hoài đi quả thực là một sự lựa chọn rất tốt hứa bích hoài lập tức trừng mắt nhìn hứa bích uyên không ngờ cô ta lại âm hiểm như vậy vậy mà lại hãm hại mình một trận hứa bích hoài cũng biết hạng mục với tập đoàn thiên dương là một củ khoai tây nóng nhận lấy nó sẽ chỉ làm bỏng tay mình hứa bích uyên vẻ mặt đắc ý bộ dạng đó giống như là một nữ vương cao cao tại thượng lúc nào cũng có thể thay đổi vận mệnh của người khác Chuyện này hay là đừng để Bích Hoài đi làm nữa, lý lịch của nó không đủ, chỉ sợ bàn không được." Vẻ mặt Tống Huyền Khanh lúng túng nói. Hứa Bích Uyên bĩu môi, mở miệng nói, "Lý lịch của chị ta kém chỗ nào? Thế hệ trẻ nhà họ Hứa, chỉ có chị ta nhận được mức lương tương đương với thế hệ trước, điều này cho thấy chị ta rất có năng lực a. À. Nếu chị ta ngay cả chuyện này cũng không bàn được, vậy công ty dựa vào đâu lại phát tiền lương cho chị ta cao như vậy?" Lời này của Hứa Bích Uyên khiến cho Tống Huyền Khanh á khẩu trong lòng thì thầm mắng hứa Bích Huyên không tôn kính trưởng bối, nói chuyện hăng hái quá vậy. Xía, hứa Bích Huyên đương nhiên không đặt Tống Huyền Khanh vào trong mắt, sau này cô ta sẽ gả vào hào môn, bây giờ đã không đặt rất nhiều trưởng bối vào trong mắt rồi. Hứa mạn tranh nhìn hứa Bích Hoài, mở miệng nói, Bích Hoài, Bích Huyên nói rất có lý, năng lực của cháu rất mạnh, ông tin cháu có thể làm tốt chuyện này, tư liệu của chuyện này cũng là do cháu sắp xếp, cháu tương đối quen thuộc với hạng mục này, chuyện này cứ giao cho cháu đi làm. Hứa Bích Hoài lập tức xuất sắng, muốn giải thích với hứa mạn tranh. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện vươn tay đỡ lấy vai của cô, sau đó mở miệng nói Bích Hoài nhất định sẽ bàn thành công chuyện này. Hứa Bích Hoài có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại thay cô đồng ý, hơn nữa còn nói là nhất định có thể bàn thành công nữa. Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện làm như vậy, trực tiếp há mồm mắng to, cậu điên rồi sao, con gái tôi còn chưa mở miệng, cậu thay nó đồng ý cái gì chứ? đám người cũng cười lạnh, không ngờ lâm thanh diện lại đầy hứa bích hoài vào trong hố lửa. thật đúng là tên ngốc, chuyện này chúng ta còn bàn không được, cậu ta vậy mà lại bảo đảm thay cho hứa bích hoài, đây là đẩy hứa bích hoài vào chỗ chết ra. tôi phát hiện lâm thanh diện gần đây càng lúc càng thích bốc phét rồi, ai mà không biết bàn thành công cái hạng mục này khó đến thế nào chứ, cậu ta vậy mà lại trực tiếp đồng ý rồi. Có lẽ cậu ta cho rằng bàn chuyện làn ăn giống như là chơi đồ hàng, thật đúng là tên đần độn cái gì cũng không biết. Vẻ mặt hứa Bích Huyên chào phúng mà nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng nghĩ, một khoảng thời gian không gặp tên này, vậy mà lại càng lúc càng não tàn rồi. Nếu Lâm Thanh Diện đã nói như vậy rồi, vậy chuyện này cứ giao cho hứa Bích Hoài đi, hơn nữa chị ta chắc chắn có thể bàn thành công cái hạng mục này, nếu như không bàn thành thì chị ta cũng không cần ở nhà họ hứa nữa hứa bích uyên quái đản mà nói mọi người lập tức hùa theo hứa mạn tranh nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện một cái mở miệng nói nếu đã như vậy vậy cái hạng mục này giao cho bích hoài bích hoài cháu đừng làm ông thất vọng đó hứa bích hoài bất lực chỉ đành gật đầu với hứa mạn tranh cô nhớ lần trước lâm thanh diện nói có bạn bè ở tập đoàn thiên dương không lẽ lâm thanh diện là bởi vì cái này nên mới thay cô đồng ý sao vẻ mặt Tống Huyền Khanh tràn đầy thù hận mà nhìn Lâm Thanh Diện, bây giờ bà thật sự cảm thấy, Lâm Thanh Diện chính là cố ý không muốn nhà bọn họ sống yên ổn. Sau khi chuyện được quyết định, hứa mãn tranh liền giải tán đám người. Hứa Bích uyên di tới trước mặt hứa Bích Hoài, cười khởi nói, hứa Bích Hoài, chị đúng thật là đã gả cho một ông chồng tốt ra, kiếp nhược đến không làm được một chuyện gì, đẩy chị xuống hố thì lại rất mát tay. Tôi nghe nói tập đoàn Thiên Dương đã tìm được bên hợp tác, chị muốn bàn thành công cái hạng mục này chắc chắn là người ngốc nói mê rồi đến lúc đó ông nội sẽ trực tiếp đuổi chị ra khỏi nhà họ hứa xem chị còn làm sao ngang ngược trước mặt tôi nữa sắc mặt hứa bích hoài âm trầm mở miệng nói hứa bích uyên cô đừng có mà quá đáng tôi quá đáng sao nói cho chị biết tôi là người sẽ gả vào nhà họ lâm ở kinh thành nhà họ lâm ở kinh thành là khái niệm gì chị có biết không đối đầu với tôi chị sẽ không có kết cục tốt đâu Hứa Bích Uyên đắc y nói: "Ồ, nhà họ Lâm đã từng gửi thiệp cưới cho cô sao? Cho tới nay nhà họ Lâm có người nào đến tìm cô qua chưa?" Lâm Thanh Diện ở bên cạnh lạnh giọng nói. Sắc mặt Hứa Bích Uyên lập tức thay đổi, cái này quả thực là bệnh tim của cô ta, không ngờ vậy mà lại bị tên phế vật Lâm Thanh Diện này nói ra rồi. "Hừ, nhà họ Lâm chỉ là đang đợi một cơ hội thích hợp mà thôi, đợi tôi gả vào nhà họ Lâm đi, sẽ cho các người đẹp mặt." Nói xong, cô ta liền khí thế hừng hực mà rời đi. về đến nhà, tống huyền khanh trực tiếp vươn tay chỉ vào mũi lâm thanh diện, lớn tiếng mắng: cậu bị điên rồi sao? tại sao lại thay bích hoài đồng ý chuyện này chứ? cậu biết chuyện này căn bản là không thể bàn thành công không? con sẽ giúp cô ấy bàn chuyện này. lâm thanh diện đáp: tên phế vật như cậu bàn được cái giám? tôi thấy cậu chính là muốn nhà tôi không được sống yên ổn. bích hoài mới được thăng chức bao lâu đâu? cậu đã đến chuốc rắc rối cho nó rồi. Tống Huyền Khanh không chịu buông tha. Hứa Bích Hoài không nhìn nổi nữa, mở miệng nói, mẹ, cho dù Lâm Thanh Diện không đồng ý thì chuyện này cuối cùng cũng sẽ rơi trên đầu con thôi, không chạy thoát được đâu, hơn nữa chưa biết chừng Lâm Thanh Diện thật sự có thể giúp con bàn được chuyện này đó. Dựa vào cậu ta, Bích Hoài, con ngốc rồi sao, cậu ta chính là tên kiếp nhược, cậu ta có thể giúp con bàn được thì thật là kỳ lạ đó, cậu ta chính là không có lòng tốt, mẹ thấy con vẫn là nên nhân lúc sớm mà ly hôn với cậu ta đi loại đàn ông này căn bản không dựa dẫm được. Tống Huyền Khanh tức giận nói. Hứa Bích Hoài cao mày, sau đó khuôn mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh. Cô nghiêm túc nhìn Tống Huyền Khanh, kiên định nói, mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không ly hôn với Lâm Thanh Diện. Hơn nữa, con tin anh ấy. chương 74 khiến hai bọn họ ly hôn. Tống Huyền Khanh nhìn Hứa Bích Hoài với vẻ mặt không thể tin được, đây là lần đầu tiên hứa bích hoài bày tỏ thái độ đối với lâm thanh diện ở trước mặt của bà sau khi hứa bích hoài nói xong liên dắt lâm thanh diện về phòng tống huyền khanh tức đến rậm rậm chân sau đó nghiến răng nói thứ chết tiệt cậu đợi đó cho tôi sớm muộn gì tôi cũng tìm được cơ hội đuổi cậu ra khỏi nhà chúng tôi trong phòng lâm thanh diện anh thật sự có thể giúp em bàn được hạng mục này sao hứa bích hoài mở miệng hỏi lâm thanh diện cười lên tiếng nói em cảm thấy anh giống như người sẽ đẩy em xuống hố sao cái này không giống nhưng mà cái hạng mục này vốn không đơn giản tập đoàn thiên dương người ta chắc chắn là không chịu tìm công ty nhỏ như chúng ta hợp tác đâu nếu như thật sự không được em đi tìm triệu tam linh anh ta cũng là người của tập đoàn thiên dương hứa bích hoài cúi đầu nói lâm thanh diện sướng sờ anh lại quên bén mất triệu tam linh cũng là người của tập đoàn thiên dương hơn nữa hạng mục lần này hình như là công ty nhánh của Triệu Tam Linh phụ trách. Triệu Tam Linh đối với em mưu đồ bất chính, anh sẽ không để cho hắn ta lợi dụng chuyện này để chiếm tiện nghi của em, em yên tâm, cái hạng mục này tập đoàn Thiên Dương sẽ không cho người khác đâu. Lâm Thanh Diện cười nói, hứa bích hoài không nói chuyện mà chỉ mím môi. Cô biết Lâm Thanh Diện không thích Triệu Tam Linh, cô cũng không có thích, nhưng chuyện lần này vô cùng quan trọng, Lâm Thanh Diện cho dù có quen biết người của tập đoàn Thiên Dương, cũng không thể chỉ phối quyết định của lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Dương A. Cho nên để được chắc chắn hơn, cô vẫn nên đi tìm Triệu Tam Linh một chuyến. Nếu Lâm Thanh Diện đã không muốn cô tìm Triệu Tam Linh, vậy chuyện này khoan hãng nói với anh đã. Ngày hôm sau, trong một quán cà phê ở Hồng Thành. Hứa Bích Hoài có chút thận trọng mà ngồi ở đối diện Triệu Tam Linh, biểu cảm trên mặt có chút khó xử, bộ dạng như có tâm sự nặng nề. Bích Hoài, em đến tìm anh vì chuyện này thật sự là tìm đúng người rồi. Người phụ trách hạng mục này chính là anh, muốn giao hạng mục này cho nhà họ hứa bọn em, cũng chỉ cần một câu nói của anh thôi, Triệu Tam Linh đắc y nói. Hứa Bích Hoài lập tức chừng to mắt, không ngờ Triệu Tam Linh vậy mà lại là người phụ trách của hạng mục này. Trong lòng cô nghĩ cũng may mà mình đến tìm Triệu Tam Linh trước, nếu không thì cho dù Lâm Thanh Diện có quen biết người của tập đoàn Thiên Dương, với mối quan hệ của anh và Triệu Tam Linh, triệu tam linh cũng chắc chắn sẽ không giúp đỡ vậy anh có thể giúp tôi không cái hạng mục này đối với nhà họ hứa tôi mà nói là vô cùng quan trọng đối với tôi mà nói cũng rất quan trọng hứa bích hoài nói với vẻ khẩn cầu triệu tam linh cười nói bích hoài với mối quan hệ giữa anh và em anh giúp em là điều đương nhiên hứa bích hoài vừa nghe thấy lời của anh ta lập tức kích động nhưng mà a à, em cũng nên biết suy nghĩ của anh đôi với em anh đã luôn có ý với em từ hồi đại học cho dù bây giờ em kết hôn rồi anh cũng không có từ bỏ hơn nữa lâm thanh diện chẳng qua chỉ là phế vật hắn ta căn bản không xứng với em em theo hẳn ta thực sự là quá hủy khuất cho em rồi điều kiện của anh em cũng biết rõ hơn nữa hạng mục lần này có thể nói là giá trị vô lượng anh có thể kiếm được tiền đủ để cung cấp cho em tiêu xài cả đời từ trong cái hạng mục này chỉ cần em chịu ly hôn với lâm thanh diện gả cho anh anh bảo đảm cái hạng mục này sẽ cho nhà họ hứa bọn em, thế nào? Hứa Bích Hoài vốn tưởng rằng Triệu Tam Linh sẽ nề mặt bạn học mà giúp cô một lần, nhưng cô không ngờ Triệu Tam Linh vậy mà lại muốn cô và Lâm Thanh Diện ly hôn. Liên quan đến vấn đề này, Hứa Bích Hoài cho rằng không còn chỗ để thương lượng nữa, bất luận thế nào, cô đều sẽ không ly hôn với Lâm Thanh Diện. Nếu đã như vậy, tôi không làm phiền nữa, hạng mục này tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Hứa Bích Hoài trực tiếp đứng dậy, quay người đi ra khỏi quán cà phê. Bích Hoài, em thật sự không suy nghĩ một chút sao, tên phế vật đó có gì mà tốt, em gả cho anh, sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết. Triệu Tam Linh thấy hứa Bích Hoài kiên định như vậy, lập tức bắt đầu sốt sắng. Hứa Bích Hoài trực tiếp đi ra khỏi quán cà phê mà chẳng hề quay đầu lại. Trong lòng Triệu Tam Linh thâm mắng, nghĩ tên kiếp nhược lâm thanh diện đó rốt cuộc đã dùng cách gì mà lại có thể khiến cho hứa bích hoài một lòng một giả theo như vậy anh ta một hơi uống cạn ly cà phê trước mặt nghĩ nghĩ hứa bích hoài cũng thật là một người phụ nữ ngu ngốc chính vào lúc anh ta đang tức giận thì một cô gái có dung mạo xinh đẹp ngồi ở đối diện anh ta vẻ mặt đầy ý cười nhìn chằm chằm vào anh ta người đến chính là hứa bích uyên đã len lén theo hứa bích hoài ra ngoài triệu tam linh lập tức chỉnh sửa quần áo của mình nghiêm túc nói cô đây xin hỏi có chuyện gì sao anh là bạn học của hứa bích hoài hứa bích uyên mở miệng hỏi không sai cô là ai triệu tam linh hỏi tôi là em họ của chị ta hứa bích uyên đáp nếu như cô đến muốn giúp cô ta nói về chuyện hạng mục của công ty chúng tôi thì mời về cho triệu tam linh nói hứa bích uyên lập tức cười lên nói tôi không có lòng tốt đến đây nói chuyện này thay cho chị ta như vậy tôi còn mong chị ta không lấy được cái hạng mục này nữa a. À. Triệu Tam Linh sướng sờ, có chút không hiểu ý của Hứa Bích Uyên. Vậy cô đến làm gì?" Triệu Tam Linh hỏi. "Lời mà hai người nói khi nãy tôi đều đã nghe thấy hết rồi, tôi có cách giúp anh có được Hứa Bích Hoài." Hứa Bích Uyên mở miệng nói. Cô ta đương nhiên là không muốn Hứa Bích Hoài lấy được hạng mục này, nhưng bây giờ cô ta đột nhiên phát hiện ra một cách hay hơn để báo thù Hứa Bích Hoài. Hơn nữa nếu như cô ta có mối quan hệ tốt với Triệu Tam Linh, nói không chừng có thể có được không ít lợi ích từ cái hạng mục này. Nhìn bộ dạng nghi hoặc của Triệu Tam Linh, Hứa Bích Uyên nói mối quan hệ giữa mình và Hứa Bích Hoài ra một lần, sau khi Triệu Tam Linh nghe xong, mới hiểu ra tại sao Hứa Bích Uyên lại đến tìm anh ta. Cô nói có cách khiến tôi có được Hứa Bích Hoài, cách gì? Triệu Tam Linh mở miệng hỏi. Địa vị trong nhà của tôi cao hơn Hứa Bích Hoài rất nhiều. Nếu như tôi đi đến chỗ ông rồi nói phải gả Hứa Bích Hoài cho anh thì anh mới chịu cho nhà họ Hứa cái hạng mục này, anh cảm thấy ông của tôi sẽ làm thế nào?" Hứa Bích Uyên mở miệng nói. Đôi mắt Triệu Tam Linh chợt sáng lên, nhưng lại có chút nghi hoặc mà hỏi, "Nhưng mà ông của cô sẽ vì một hạng mục mà tùy ý thay đổi hôn nhân của Hứa Bích Hoài sao?" "Anh yên tâm, cả Hồng Thành này đều biết Lâm Thanh Diện là một tên phế vật kiếp nhược, ông của tôi cũng rất không thích anh ta, so với anh, anh ta ngay cả cái dám cũng không phải." ông của tôi đương nhiên sẽ chọn anh hơn nữa ông rất xem trọng hạng mục này đương nhiên sẽ không quan tâm cảm nhận của lâm thanh diện đâu hứa bích uyên khinh miệt mà nói triệu tam linh cười lên nếu như hứa bích uyên thật sự chịu giúp anh ta vậy chuyện này nói không chừng là có thể thành công nếu như vậy cô há không phải là thành giúp đỡ hứa bích hoài rồi sao triệu tam linh cười nói xía tôi đây mới không phải giúp chị ta nhìn bộ dạng của chị ta hình như là rất không nỡ ly hôn với Lâm Thanh Diện, nhưng tôi thích làm trái ngược với chị ta. Hơn nữa sau chuyện lần này, chúng ta cũng coi như là bạn bè kết nghĩa rồi, tôi muốn vớt được chút lợi ích từ chỗ anh, chắc không khó chứ, hứa Bích Nguyên cười nói. Triệu Tam Linh trực tiếp vươn tay đi sờ tay của hứa Bích Nguyên, có chút đê tiện mà nói, lợi ích đương nhiên là có, hơn nữa tôi thấy cô cũng không kém hơn hứa Bích Hoài, hay là chúng ta cũng chơi đi. Anh ta vốn không phải chính nhân quân tử gì, nhìn chúng hứa bích hoài cũng là do nhìn chúng dung mạo của hứa bích hoài, hứa bích huyên cũng đẹp, anh ta đương nhiên là có tâm tư xấu rồi. Hứa bích huyên trực tiếp rút tay mình lại, có chút ghét bỏ mà nhìn triệu tam linh một cái, mở miệng nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, tôi giúp anh có được hứa bích hoài, đến lúc đó anh chia tôi chút lợi ích. Cô ta luôn cảm thấy mình là người sẽ gả vào hào môn, cho dù triệu tam linh là người của tập đoàn thiên dương, cô ta cũng cảm thấy triệu tam linh không xứng với cô ta cho nên chắc chắn sẽ không để cho triệu tam linh chiếm tiện nghi của cô ta hai người chẳng qua chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi hứa bích uyên nói xong thì rời khỏi quán cà phê cô ta không muốn cho triệu tam linh cơ hội chiếm tiện nghi triệu tam linh cũng chỉ cười cười không có nói gì ánh mắt cũng trở nên sâu thắm hứa bích hoài cô sớm muộn gì cũng sẽ là người phụ nữ của tôi đến lúc đó tôi phải khiến cho tên phế vật lâm thanh diện đó tận mắt nhìn cô nằm trong lòng của tôi hứa bích hoài về nhà vẻ mặt chán nản vừa mới bắt đầu biết triệu tam linh là người phụ trách hạng mục lần này cô vẫn còn có chút hương phấn dù sao đi nữa cô và triệu tam linh cũng là bạn học cũ nói chuyện sẽ dễ hơn nhưng cô không ngờ triệu tam linh lại muốn cô ly hôn với lâm thanh diện điều này cô không thể làm được bất chi bất giác hứa bích hoài đã từ từ không rời khỏi được lâm thanh diện nếu như ở quá khứ cô có lẽ sẽ thật sự suy nghĩ đến lựa chọn ly hôn nhưng bây giờ cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy Lâm Thanh Diện nhìn thấy hứa bích hoài buôn bã không vui, thì liên mở miệng hỏi, sao thế, gặp rắc rối gì rồi à? Hứa bích hoài lắc đầu nói, không sao, chỉ là đi làm có chút mệt. Cô cũng không định nói cho Lâm Thanh Diện nghe chuyện này, dù sao Lâm Thanh Diện mà biết rồi, trong lòng chắc chắn cũng không được dễ chịu. Ngày mai anh đến công ty nhánh của tập đoàn Thiên Dương nói chuyện hạng mục, em muốn đi cùng anh không? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hứa bích hoài mím môi, cô vốn muốn nói cho lâm thanh diện biết người phụ trách của hạng mục này chính là triệu tam linh mà triệu tam linh căn bản sẽ không giao hạng mục cho nhà họ hứa nhưng lời nói đã đến bên miệng cô lại do dự trong lòng nghĩ tạm thời hay là cứ khoan nói cho lâm thanh diện biết nếu như anh muốn đi tìm bạn bè giúp đỡ vậy cứ để anh thử em không đi nữa ngày mai còn phải đi làm nếu như bạn của anh thật sự có thể giúp được vậy thì cứ thử đi hứa bích hoài mở miệng Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ nhiều, thấy hứa Bích Hoài nói như vậy, bèn gật gật đầu. Lúc này trong biệt thự của nhà họ hứa, hứa Bích Uyên đang ngồi bên cạnh hứa Mạn Tranh, thêm mắm thêm muối mà nói về chuyện giữa hứa Bích Hoài và Triệu Tam Linh. Hứa Mạn Tranh nghe xong, trong mắt lộ ra tia sáng, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười trầm ngâm. Cháu nói, giám đốc của tập đoàn Thiên Dương đó muốn Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ly hôn thì mới chịu giao hạng mục này cho nhà họ hứa chúng ta sao? Hứa Mạn Tranh mở miệng hỏi. Hứa Bích Uyên lập tức gật đầu, nói: "Không sai, hôm nay người đó chính miệng nói với cháu, ông ơi, tên phế vật Lâm Thanh diện đó không có chút ích lợi gì với nhà họ Hứa chúng ta hết, còn không bằng để Hứa Bích Hoài và anh ta ly hôn, sau đó gả cho tên giám đốc đó." Như vậy đối với nhà họ Hứa chúng ta mà nói là nhất cử lưỡng tiện, vẻ mặt Hứa Mạn Tranh cũng tràn đầy mong đợi mà cười lên, sau đó mở miệng nói: "Cháu nói không sai." Tên phế vật Lâm Thanh Diện đó quả thực không xứng với con gái nhà họ Hứa ta. Ông cũng đã muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Hứa từ lâu rồi. Nếu đã như vậy, vậy kêu bích hoài ly hôn với cậu ta, nhà họ Hứa ta cũng không cần bị tên phế vật như vậy làm ngáng chân nữa. Chương 75, anh không còn muốn chết nữa. Buổi sáng, Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà, bởi vì Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa không muốn Lâm Thanh Diện đụng vào chiếc Land Rover nên bây giờ hứa bích hoài đều tự mình lái xe đi làm tan làm lâm thanh diện cũng không quan tâm đến một chiếc xe như vậy dù sao thì chiếc xe này được mua để thuận tiện cho việc đi lại và đi làm của hứa bích hoài anh bình thường có thể bắt xe khi đi ra ngoài hôm nay anh phải đến công ty chỉ nhánh của tập đoàn thiên dương để lấy hợp đồng hôm qua anh đã nói với hướng vấn thiên rồi hướng vấn thiên nói địa chỉ của công ty nhánh cho lâm thanh diện bảo anh qua đó lấy lâm thanh diện đi đến trạm xe buýt định bắt xe buýt đến đó. Trong lúc chờ xe buýt, một chiếc Audi mới tinh dừng lại ở trước biển báo rừng, cửa sổ hạ xuống, người ngồi bên trong chính là Triệu Tam Linh với một thân đồ vest trên người. Những người đang đợi ở trạm xe nhìn thấy Triệu Tam Linh ở trong xe thì đều hâm mộ đầy mặt. Triệu Tam Linh liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, đây không phải là tên phế vật Lâm Thanh Diện sao, ở đây đợi xe buýt là định đi đâu vậy. Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Tam Linh một cái, lên tiếng nói đi bàn chuyện làm ăn. Triệu Tam Linh lập tức ha hà cười lớn, nói tôi không nghe lầm chứ, anh vậy mà lại đi bàn chuyện làm ăn. Lần đầu tiên tôi nghe nói có người ngồi xe buýt đi bàn chuyện làm ăn đó. Những người xung quanh nghe thấy lời của Triệu Tam Linh, cũng lũ lượt cười nhạo lâm thanh diện. Người này thật là khôi hài, ai đi bàn chuyện làm ăn mà không phải là sếp lớn chứ, ai lại ngồi xe buýt đi bàn chuyện làm ăn, thật đúng là bốc phét cũng không biết bốc nữa cười chết tôi rồi không lẽ người này là đồ mốc sao chắc anh ta không phải là muốn giả vờ giả vịt trước mặt soái ca đó chứ rất có khả năng soái ca nhà người ta lái xe sang như vậy hơn nữa vừa nhìn là biết làm xếp rồi như vậy mới là bàn chuyện làm ăn chứ tên nhà quên này có thể bàn cái chuyện làm ăn gì nghe thấy lời của người xung quanh trên mặt triệu tam linh cũng tràn đầy vẻ đắc ý hơn nữa nghĩ đến việc anh ta đã hợp tác với hứa bích uyên chỉ cần hứa Bích Huyên nói với ông cụ nhà họ hứa chuyện này, hứa Bích Hoài sẽ ly hôn với Lâm Thanh Diện, trong lòng anh ta lại hưng phấn. Nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Diện, chắc là vẫn không biết chuyện này, điều này khiến cho Triệu Tam Linh càng cảm thấy có một loại vượt trội đè ép Lâm Thanh Diện. Đối diện với sự trào phúng của những người xung quanh, vẻ mặt Lâm Thanh Diện vẫn vô cảm, giống như là không có nghe thấy. Triệu Tam Linh đảo đôi con ngươi, đoán ra chuyện làm ăn mà Lâm Thanh Diện nói, có thể là muốn đi bàn cái hạng mục của tập đoàn Thiên Dương đây mà. Trông có vẻ như Hứa Bích Hoài vốn không có nói với Lâm Thanh Diện chuyện hạng mục này, nếu không anh chắc chắn đã biết, mình chính là người phụ trách của hạng mục này. Anh muốn đi chỗ nào bàn chuyện làm ăn, hay là tôi đưa anh đi cho? Nói không chừng hai chúng ta thuận đường đó, Triệu Tam Linh cười nói. Không cần đâu, Lâm Thanh Diện trả lời. Trong lòng Triệu Tam Linh cười lạnh, tên này quả nhiên không biết mình chính là người phụ trách của hạng mục này nếu đã như vậy, vậy thì đợi lát nữa đến công ty rồi từ từ chỉnh tên tiểu tử này. vậy tôi đi đây, chúc anh bàn chuyện làm ăn thành công a. À? đến lúc đó đừng để người ta đuổi ra ngoài là được rồi. triệu tam linh nói xong liền giẫm chân ga rời khỏi. những người xung quanh đều chỉ chỉ trò trò vào lâm thanh diện, đều đang cười nhạo anh từ tận đáy lòng. lâm thanh diện quả thực không biết triệu tam linh chính là người phụ trách của hạng mục lần này, dù sao đối với anh mà nói cả tập đoàn thiên dương đều phải nghe lời anh ai làm người phụ trách đều không có gì khác biệt hết không bao lâu xe buýt đến trạm lâm thanh diện lên xe đi thẳng đến công ty nhánh của tập đoàn thiên dương sau khi xuống xe lâm thanh diện quay đầu nhìn tòa nhà bên cạnh đây là lần đầu tiên anh đến chỗ này mấy năm nay tập đoàn thiên dương mở rộng nhanh chóng bên dưới có vô số công ty chi nhánh đương nhiên lâm thanh diện không thể đi hết các công ty nhánh một lượt được hơn nữa chuyện của tập đoàn đều có hướng vấn thiên xử lý, anh cũng chỉ bận tâm vào lúc mới bắt đầu, bây giờ đã hoàn toàn rảnh rỗi buông tay không quản nữa rồi. Đi thẳng vào tòa nhà, Lâm Thanh Diện đi tới bảng chỉ đường, nhìn văn phòng giám đốc một cái, định trực tiếp lên đó. Lúc này một cô gái ở quê lễ tân đi về phía Lâm Thanh Diện, có chút qua loa mà hỏi Lâm Thanh Diện xin hỏi anh đến để làm gì vậy. Cô ta nhìn một thân đồ vỉa hè của Lâm Thanh Diện, không giống như là có quan hệ với công ty bọn họ, cho nên thái độ không được tốt lắm tôi đến tìm giám đốc của các người lâm thanh diện mở miệng nói vậy xin hỏi anh có hẹn trước không tiến tân hỏi lâm thanh diện lắc đầu nói hướng vấn tiên bảo tôi tới tiếp tân nghe thấy lời của lâm thanh diện hai mắt lập tức trừng to hướng vấn tiên là chủ tịch tập đoàn của bọn họ bình thường không có ai dám trực tiếp kêu tên của ông ta hết anh đợi một chút tôi đi hỏi giám đốc của chúng tôi tiếp tân mở miệng nói tiếp đó cô ta liền đi gọi điện thoại. Không lâu sau, tiếp tân đi tới, sắc mặt rõ ràng trở nên âm châm hơn rất nhiều. Hồi nãy Lâm Thanh Diện trực tiếp gọi tên của hướng vấn tiên, cô ta còn tưởng Lâm Thanh Diện là một đại nhân vật nào đó, thế nhưng cô ta không ngờ, giám đốc nói anh là một tên lừa gạt. Cô ta nhìn bộ đồ của Lâm Thanh Diện, cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện là một tên lừa gạt, trong lòng đương nhiên là tức giận. Tôi có thể lên trên chưa? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi lên, anh nhanh chóng cút đi cho tôi, một tên lừa gạt mà cũng muốn gặp giám đốc của chúng tôi, thật đúng là nằm mơ tiếp tân khí thế ép người mà nói. Lâm Thanh Diện sững sờ, không ngờ thái độ của cô tiếp tân đối với anh lại đột nhiên xảy ra sự thay đổi lớn như vậy. Giữa chúng ta có phải có hiểu lâm gì rồi không? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Tôi và anh có thể có hiểu lâm gì, anh vẫn nên mau chóng cút khỏi công ty chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đó, cô tiếp tân lạnh giọng nói lâm thanh diện cao mày không ngờ ở trong công ty của anh vậy mà lại bị coi thành tên lừa gạt rồi cô có biết cô đang nói chuyện với ai không lâm thanh diện mở miệng hỏi biết một tên lừa gạt mà thôi tiếp tân khinh thường nói lâm thanh diện không muốn phí lời với cô tiếp tân này nữa anh tuy nhẫn nại nhưng còn chưa đến mức để mặc cho người khác vô nhỏ anh càng huống hồ cái công ty này là của anh một tiếp tân nhỏ nhoi làm sao có thể nói chuyện với anh như vậy tránh ra tôi tự mình lên. Lâm Thanh Diện trực tiếp đi về phía thang máy. Nhân viên tiếp tân thấy vậy, lập tức qua đó chặn Lâm Thanh Diện, nói, anh sao lại như vậy, anh thật sự cho rằng giám đốc của chúng tôi là người mà anh muốn gặp thì có thể gặp sao. Nếu như anh còn tiến lên trước một bước nữa, tôi sẽ kêu bảo vệ đến, đến lúc đó chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy nữa. Lâm Thanh Diện không có quan tâm cô tiếp tân, tiếp tục đi về phía trước. Chính vào lúc này, một người bước ra từ trong thang máy chính là triệu tam linh lâm thanh diện sững sờ không ngờ triệu tam linh lại ở chỗ này triệu tam linh vẻ mặt cười lạnh mà nhìn lâm thanh diện trong ánh mắt có mang theo một tia diễu cợt yo đây không phải là lâm thanh diện sao trùng hợp quá vậy anh đến công ty tôi bàn chuyện làm ăn à triệu tam linh mở miệng nói tiếp tân đi qua đó vẻ mặt ghét bỏ nói giám đốc tôi bảo tên lừa gạt này đi anh ta không đi còn muốn xông vào hay là chúng ta kêu bảo vệ đến đi?" Triệu Tam Linh xua xua tay với Tiếp Tân, "Thì ý chuyện này để anh ta giải quyết." "Anh là giám đốc ở đây?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Không sai, nếu như tôi không đoán sai, anh chắc là đến vì hạng mục của tập đoàn Thiên Dương đúng không? Nói thật cho anh biết, người phụ trách hạng mục này chính là tôi, anh chỉ e là có nằm mơ cũng không ngờ lại có kết quả thế này đúng không?" Triệu Tam Linh đắc ý nói. Lâm Thanh Diện bĩu môi, anh thật sự không ngờ người phụ trách của hạng mục lần này lại là Triệu Tam Linh. Nhưng mà, cái này thì có sao chứ? Đưa hợp đồng của hạng mục đó cho tôi, tôi không muốn rắc rối dây dưa, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Triệu Tam Linh lập tức cười khẩy một tiếng, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, anh tưởng anh là cái thá gì, ông chủ của tập đoàn Thiên Dương sao? Anh bảo tôi đưa hợp đồng cho anh, tôi liền đưa sao? Nói cho anh biết, anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi tôi không có trực tiếp kêu người đuổi anh ra ngoài là đã rất nể mặt anh rồi đám người xung quanh nghe triệu tam linh nói như vậy cũng bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán không ít người đều đoán được thân phận của lâm thanh diện đây chắc không phải là tên phế vật nổi tiếng toàn hồng thành đó chứ không ngờ anh ta vậy mà lại dám đến công ty chúng ta thật đúng là không biết suy nghĩ thế nào nữa tên này vậy mà còn bày ra bộ dạng như ông chủ của chúng ta nữa cũng không tè ra rồi lấy nước tiểu soi gương đi, thật đúng là buồn cười. Có vẻ giám đốc cũng rất không ưa tên này a, à. lần này anh ta chắc phải rất thảm rồi. Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, anh biết nếu chỉ như vậy, Triệu Tam Linh chắc chắn sẽ không đưa hợp đồng cho anh, xem ra vẫn phải kêu hướng vấn Thiên qua đây rồi a. À. Nếu như bây giờ anh không đưa hợp đồng cho tôi, anh sẽ hối hận, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Tôi sẽ hối hận, anh đừng có làm trò hề ở đây nữa không lẽ một tên phế vật như anh còn có thể làm gì tôi sao triệu tam linh cười khẩy nói lâm thanh diện anh muốn hợp đồng này cũng được bây giờ anh lập tức ly hôn với hứa bích hoài để cô ta gả cho tôi thì bây giờ tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh đôi mắt lâm thanh diện híp lại trong ánh mắt phát ra một tia sát khí anh đã không còn là muốn chết nữa mà là đang tìm chết lâm thanh diện lạnh lùng nói đừng giả vờ giả vịt với tôi ở đây nữa nói thật cho anh biết chuyện này cho dù anh không đồng ý hứa bích hoài cũng phải đồng ý hợp đồng này tôi sẽ cho nhà họ hứa nhưng phải là hứa bích hoài đích thân đến lấy anh đừng ở đây lãng phí thời gian nữa triệu tam linh nói xong liền quay người nhìn tiếp tân một cái mở miệng nói kêu người đến đuổi hắn ta ra ngoài đi sau này không được cho những kẻ lừa gạt như vậy vào công ty chúng ta nữa tiếp tân lập tức gật đầu sau đó chạy đi gọi bảo vệ triệu tam linh cười lạnh nhìn lâm thanh diện một cái sau đó quay người đi lấy tư liệu. Lâm Thanh Diện có chút bất lực, ở trong công ty của mình, vậy mà còn bị mấy người này đối đãi như vậy nữa, quả thực có chút khó chịu. Nhưng mà sự ẩn nhẫn của anh bây giờ không phải không có ý nghĩa, quân tử giấu vũ khí trong người, thời cơ đến sẽ bộc phát, bây giờ vẫn chưa phải lúc để anh lộ thân phận. Trong nháy mắt, tiếp tân đưa mười mấy nhân viên bảo vệ chặn lại trước mặt Lâm Thanh Diện, cô ta hung giữ chừng Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, cho anh cơ hội cuối cùng, tự mình cốt ta ngoài, nếu không tôi thật sự sẽ bảo người vứt anh ra ngoài đó. Đám bảo vệ đó ai nãy cũng chừng Lâm Thanh Diện với vẻ hung thần, cơ thịt trên người đều cuồn cuộn. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, nếu đã như vậy, thì coi như là hoạt động gân cốt đi, cũng để tôi tìm hiểu bảo vệ ở công ty này một chút, xem rốt cuộc là có hợp tiêu chuẩn hay không. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 75.